chương 796, như ý lôi quang tháp. Ngọc thất trong, không không đáng đáng, không có bất kỳ vật phẩm trang sức, càng không có tiêu phàm trong tưởng tượng tỳ sa môn thiên vương pho tượng cùng bàn thờ Phật. Một tòa vài tất cao tầng bảy hoàng kim linh lung bảo tháp, lẳng lặng yên lơ lửng tại ngọc thất ở giữa, toàn thân hồ quang điện lượn lờ. Hoàng kim tháp nền phía trên, chữ khác vào đồ vật lấy năm cái cực nhỏ chữ nhỏ, như ý lôi quang tháp. Lôi quang hai chữ tương đối chói mắt, mà như ý hai chữ cơ hồ nhạt mà không thấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tên này, tự có thể biết, chỗ ngồi này bảo tháp thần thông, dùng lôi điện chi lực làm chủ. Đương nhiên, nếu như là chính thức tì sa môn thiên vương như ý linh lung tháp, tất nhiên là biến hóa ngàn vạn, thần thông quảng đại. Tiêu phàm tung tính toán lại tin tưởng bạo dạp, cũng không trở thành tự tin đến cảm giác mình có thể đem ra sử dụng bảo vật như vậy. Dùng tì sa môn thiên vương tại Phật giáo tôn sùng địa vị, hắn tùy thân pháp bảo khẳng định có thể đưa thân tạo hóa chi bảo hàng ngũ. Tạo hóa chi bảo, nghĩ đến cũng không phải hắn tu vi hiện tại có thể đem ra sử dụng đích, tung tính toán chỉ cần hơi tiếp xúc, đều sẽ chịu không nổi cái loại này đáng sợ uy áp Chỗ ngồi này lôi quang tháp, phòng trừng hẳn là tỳ sa môn thiên vương như ý linh lung tháp phòng chế phẩm, về phần phòng chế đẳng cấp cao bao nhiêu, có thể phát huy chính phẩm bao nhiêu uy năng, vậy thì không được biết rồi. Tại hỗn độn ảo cảnh bên trong, tỷ sa môn thiên vương hướng hắn biểu thị như ý linh lung tháp nhiều loại đại thần thông, tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, nhưng thật ra là đối với hắn bản thân nào đó khảo thí, xem hắn thích hợp nhất đem ra sử dụng trong đó loại nào thần thông đối địch. Lôi linh thân thể Tiêu phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới tỷ sa môn thiên vương đối với hắn đánh giá. Chính hắn đảo cho tới bây giờ không có phát giác mình là lôi linh thân thể, tất cả lôi điện thần thông đều đều là tới từ ở ngân dược lôi bằng nội đan truyền thừa ngân dược lôi bằng loại này trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh có lẽ mới được là trời sinh lôi linh thân thể cùng phong linh thân thể bỏ đi mình rốt cuộc ra sao chủng trồng linh căn thuộc tính thể chất tiêu phàm cho tới nay đều không có làm tinh tường tựa hồ công phu hắn tu tập bắt đầu đứng dậy đều chưa bao giờ gặp đặc biệt trở ngại đương nhiên bây giờ không phải là tự hỏi những chuyện này thời điểm tiêu phàm yên lặng nhìn xem này tòa lơ lửng tại giữa không trung hoàng kim bảo tháp trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra nào đó thân cận ý. Tay phải thực chung hai chỉ cùng nhau, một đạo mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện kích xạ ra, đánh chúng lôi quang tháp, bảo tháp vầng sáng lóe lên, lập tức sẽ đem sợi hồ quang điện vô thanh vô tức mà hấp thu đi vào. Không đợi tiêu phàm phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, một đạo thô lớn ngân sắc hồ quang điện, ẩm ẩm, một tiếng. Theo bảo tháp cuối cùng bắn ra, uy thế kinh người. Thiên lôi oanh đỉnh, Mặc dù chỉ là một đạo hồ quang điện, tiêu phàm trong đầu lại lập tức sinh ra cảm giác như vậy. Tại hỗn độn ảo cảnh bên trong, như ý linh lung tháp thi triển lôi điện thần thông thời điểm, chính thức làm cho không người nào nơi có thể trốn đích, chính là chỗ này thiên lôi oanh đỉnh, ra oai. Cái này lôi quang bảo tháp, rõ ràng có thể đưa hắn thân mình lôi điện thần thông phóng đại mấy lần thậm chí hơn 10 lần. Tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ, thử cử động tay khẽ vẫy, lôi quang tháp nhẹ nhàng run lên liền hướng hắn bay tới, im lặng mà đứng ở lòng bàn tay của hắn ở phía trong, lè lè hồ quang điện cũng ẩn nấp không thấy, trở nên giống như một kiện tinh xảo vô cùng vật phẩm trang sức. Không để cho người nửa điểm ý uy hát yêu ta ép. Tiêu phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, cái này bảo tháp cũng không tránh khỏi quá nhẹ rồi, quả thực nhẹ như không có gì. Nắm ở lòng bàn tay, cơ hồ không có cảm giác nào. Ai ngờ tiêu phàm trong nội tâm vừa mới có cái ý nghĩ như vậy trong tay bảo tháp bỗng nhiên trầm xuống, lập tức trở nên nặng hơn ngàn cân. Còn có tiếp tục tăng thêm cảm giác, tiêu phàm lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, đủ rồi đủ rồi, đủ nặng. Cái này thuần túy là vô ý thức phản ứng, bảo tháp lại tựa hồ như cùng hắn tâm hữu linh tê, bỗng nhiên gian lại trở nên nhẹ như không có gì. Tiêu phàm đại hỉ bắt đầu đứng dậy, lại không luận thần thông như thế nào, chỉ cần bảo tháp cùng hắn như thế ăn ý, cũng đã đầy đủ làm cho người kinh hỉ liễu tương đương. Quả thật không hỗ là Phật môn trí bảo, không cần luyện chế, cũng không cần cái gì nhận chủ nghi thức, bảo tháp đã cùng hắn tâm ý tương thông. Tỳ sa môn thiên vương chính miệng nói qua, bảo tháp thông linh. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, trong sơn động một mực ngồi xếp bằng bất động tiêu phàm, thân thể nhẹ nhàng chấn động, hai mắt mãnh liệt mở ra đến, thần quang trầm tính, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Sau một lát, một đạo bạch sắc độn quang tự trong sơn động phóng lên trời, trực tiếp bay về hướng bắc tính ra cái thời thần trôi qua sắc trời dần dần trở nên lờ mờ bắt đầu đứng dậy màu trắng độn quang ra hiện tại một chỗ sâu u trên sơn cốc không cả tòa núi cốc sương mù lượn lờ không biết thật sâu hắn rộng chính là chỗ này địa đồ biểu hiện biết mẫu trùng tự sinh hoạt tại trong sơn cốc này tiêu phàm tại trên sơn cốc không dừng lại độn quang vận khởi thiên nhãn thần thông chậm rãi tìm kiếm trong sương mù dày đặc hết thảy thấp giọng lẩm bẩm biết mẫu trùng nhị cấp bia vật bất quá biết mẫu trùng tại nhị cấp bia vật mục lục bên trong bài danh dựa vào vãi lúa khẩu, minh xác quy định, từng người dự thi nhiều nhất chỉ có thể xác nhận năm đối với biết mẫu trùng, còn phải ít nhất gom góp mặt khác ba loại nhị cấp bia vật mới có thể năng lực khởi động truyền tống lệnh bài. Đối với đại đa số người dự thi mà nói, biết mẫu trùng loại này nhị cấp bia vật, cùng ba cấp bia vật cũng không nhiều lắm khác biệt. Loại này quái trùng ưa thích sinh hoạt tại nhất âm u lòng đất trong sơn động, lại là ở trung hung trùng, thân mình sức chiến đấu có chút không kém, rất dễ dàng sinh ra cấp 2 yêu trùng, nếu như sinh thời gian dài đủ dài lời mà nói, như vậy sinh ra đời tam giai trùng vương cũng có thể. Hơn nữa, càng là âm u ẩm ướt chỗ, mặt khác xà trùng loại yêu thú linh trùng cũng nhiều, có chút khó chơi. Nói như vậy, không có người dự thi chuyên nhất đến tìm kiếm biết mẫu trùng, trừ phi lộ quá nơi này, trùng hợp lại hiểu được thổ độn thuật, có thể xâm nhập lòng đất sơn động, thuận tiện thu thập một ít, ngược lại còn có thể vì vậy, trong sơn cốc im ắng đích. Tiêu phàm nhưng lại chuyên vì biết mẫu trùng mà đến. Nam cực y kinh, bên trong, có không ít giải độc phương thuốc, đều muốn dùng đến biết mẫu trùng. Mặt khác, theo trùng vương đào thiên thu ghi lại, biết mẫu trùng là so thiên mục trùng rất tốt linh trùng mùi liệu. Thiên mục trùng tuy nhiên so biết mẫu trùng lại càng dễ sinh sôi nảy nở, cũng rất khó sinh ra đời cấp 2 đã ngoài linh trùng, về phần tam giai trùng vương, lại càng muốn cũng không muốn muốn. Tại cha ma tổ vu lăng mộ hoang mạc bên trong, lưng sắt con bọ ngựa cắn nuốt đại lượng tím ban bò cặp về sau, đã xảy ra cực kỳ rất nhỏ biến hóa, khí tức trở nên càng thêm cường thịnh. Hai đầu cấp hai con bọ ngựa đã muốn khó khăn lắm có cấp hai đỉnh phong trạng thái, nếu như bất quá một phen cơ duyên, như vậy như vậy tiến dai đến tam giai linh trùng, cũng không là không thể nào đích. Chính là bởi vì như thế, tiêu phàm tại thu lôi quang bảo tháp về sau, liền không chút do dự chạy tới nơi này. Bất quá tại địa đồ bên trong, sơn cốc này cùng phụ cận đầm lầy khu vực, đã bị liệt vào tương đối nguy hiểm khu vực. Tại đây mặc dù không có phát hiện đẳng cấp cao yêu thú, lại kỳ trùng qua lại, nhóm lớn nhóm lớn côn trùng, có đôi khi thường thường so đẳng cấp cao yêu thú còn muốn khó chơi. Hơi khoảnh, tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi hướng trong sơn cốc bay đi. Vừa mới vừa vào nhập xương mù dày đặc, liền là, hoa hoa, thanh âm nổi lên, hai bên trên vách núi đá, bay ra vô số đen nhánh con rơi hình dáng yêu thú, những này con rơi, vóc dáng không lớn, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, mắt phóng hồng quang, miệng phun mùi tanh, phô thiên cái địa hướng tiêu phàm cái này người từ ngoài đến chen chúc mà đến. Tiêu phàm mỉm cười, một tòa màu vàng linh lung bảo tháp bay múa ra, tại hắn đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, một cổ gió lốc nổi lên. Lập tức đem vô số con rơi thổi chúng ngã trái ngã phải, không có bất kỳ một chỉ có thể đủ đột phá gió lốc bình chướng, vào tới tiêu phàm phụ cận những này con rơi chỉ là đê dai nhất loại thú, trong đó có thể được xưng tụng một bậc yêu thú đều giải rác không có mấy. Tiêu phàm thật muốn muốn diệt sát lời của bọn nó, có vô số biện pháp, trong nháy mắt. Cũng có thể diệt gờ yêu ta được không còn một mảnh. Làm như vậy, thứ nhất là thử xem lôi quang tháp gió lốc phòng ngự uy năng, thứ hai cũng không nguyện nhiều tạo sát nhiệt. Như ý bảo tháp dùng lôi quang vì danh, mặt khác vài loại thần thông. Tiêu phàm trước mắt cũng không thể kích phát thi triển, đương nhiên, tượng dưới mắt loại trình độ này thi triển, trên cơ bản tương đương với chơi đùa tính chất. Thì có thể đối phó những này đê dai nhất yêu thú, đối phó rất cao này một ít yêu thú linh trùng. Một chút như vậy uy năng, tự nhiên là xa xa không đủ đích. Bất quá một lát, tiêu phàm liền chạy ra khỏi những này con rơi vòng vây, xâm nhập đến sơn cốc càng phía dưới. Những này con rơi tựa hồ đối với sơn cốc phía dưới mang nào đó tâm mang sợ hãi, chỉ là hoa hoa mà kêu, cũng không dám tiếp tục truy kích. Tiếp tục hướng trước phi hành một thời gian ngắn, trong lúc lôi quang tháp bị xua tan vài gầy cấp thấp yêu thú cùng linh trùng, đi vào một chỗ đầm lầy trên không. Liếc nhìn lại, đầm lầy thủy sắc đen nhánh, sinh trưởng lấy một ít đồng dạng hát nhan sắc thủy sinh thực vật, có vẻ cực kỳ yêu dị. Dựa theo địa đồ biểu hiện, chỉ cần bay qua cái này tấm đầm lầy, có thể tìm kiếm được sinh trưởng lấy biết mẫu trùng dưới mặt đất huyệt động nhưng trong ao đầm lại trải rộng lấy các loại xà trùng yêu thú. Tiêu phàm không chút do dự, khống chế độn quang, về phía trước bay đi. Siêu siêu siêu. Quả nhiên, mới bay ra ngoài không bao xa, trong ao đầm liền bắn ra một cổ đen nhánh cột nước, tản ra khó nghe tanh hôi khí, thẳng hướng tầng trời thấp phi hành tiêu phàm phóng tới. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đầm lầy trên mặt nước, hiện ra vô số màu đen cá con miệng, khẽ trương khẽ hợp trong lúc đó, đen nhánh cột nước chính là từ nơi này chút ít cá trong miệng phun ra tới. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, lôi quang bảo tháp bỗng nhiên không thấy, toàn thân hồng quang lập lòe, đỏ tươi liệt diễm bay lên. Đây là tinh viêm quyết, đột phá đến tầng thứ hai lúc có được hộ thể thần thông. Hừng ngực liệt diễm đem tiêu phàm cả người đều cái bọc trong đó, đen nhánh cột nước chưa bắn tới phụ cận, đã bị nóng rực nhiệt độ cao bốc hơi đắc không còn một mảnh, hóa thành màu đen khói độc, phiêu tán tại đầm lầy trên không tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định làm cho. Này chút hít cấp thấp yêu thú lãng phí thời gian, cố phi nhanh chóng đi về phía trước. Bỗng nhiên ở phía trong, một ít lục túc quái trùng theo đen nhánh trong ao đầm bắn ra ra, những này quái trùng có điểm giống khổng lồ chi chu, chiều cao hơn một xích, răng nanh lộ ra ngoài, ào ào hướng tiêu phàm vào tới, dường như hồ cũng không sợ hãi tiêu phàm hộ thể hỏa cháo. Không đợi những này cực lớn lục túc quái trùng vào tới phụ cận, hỏa cháo bên trong tiêu phàm ống tay áo dương lên, hơn 10 đạo màu dỉ xét sắc quang mang kích xạ ra, đúng vậy cái kia hai đầu cấp hai con bọ ngựa cùng ba mươi mấy nhất dai con bọ ngựa. Lục túc quái trùng vừa mới tại trong ao đầm vừa hiện thân, an tâm đứng ở linh thú hoàn ở phía trong con bọ ngựa lập tức liền sao động bất an bắt đầu đứng dậy, tựa hồ gặp cái gì mỹ thực, từng chích hưng phấn không thôi. Những này con bọ ngựa một lao ra, lục túc quái trùng lập tức tự nhận lấy nào đó kinh hãi chi chi, gọi bậy, trong chớp mắt bỏ chạy. Lưng sát con bọ ngựa lập tức vung vẩy đại càng, đuổi gờ yêu đi lên, ánh đao soàn soạt, lập tức tứ chi bay tứ tung, chất lỏng vẩy ra, lục túc quái trùng không hề chống cự chi lực, ào ào bị chém gờ yêu Lưng sát con bọ ngựa một bên gờ yêu chóc, một bên mở ra miệng rộng, đem vẩy ra chất lỏng hút vào trong miệng, ăn phi thường cao hứng. Đang lúc lưng sát con bọ ngựa gờ yêu được cao hứng, xa xa, khoác suy, một tiếng, một đạo màu vàng quang mang bay vụt mà dậy, hướng về đầm lầy cuối cùng chạy vội mà đi, mơ hồ là một đầu nai con loại yêu thú, chạy trốn tốc độ quá nhanh, cách đắc lại xa, tiêu phàm chưa thấy rõ ràng, cái này yêu thú liền đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Một tiếng kêu đau đớn chuyển đến, một đen nhánh bàn tay lớn đột nhiên từ trong ao đầm di động hiện ra, hướng về một đầu cấp hai con bọ ngựa mãnh liệt bắt xuống dưới, vừa nhanh vừa ngoan. Cái này trong ao đầm, lại vẫn dấu đắc có người. chương 797, phích lịch thủ đoạn. Lưng sắt con bọ ngựa đại càng dơ lên, ánh đao lóe lên, liền hướng đen nhánh bàn tay lớn chém thẳng vào mà đi. Bài này do, 23 u, thủ phát. Xuy suy trong tiếng, pháp lực huyễn hóa ra đến bàn tay lớn, trong khoảnh khắc bị cắt thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ. Đang tại cách đó không xa đuổi gờ yêu ta ít những kia lục túc quái trùng hùng bọ ngựa, phi tốc chạy tới, cùng con mái bọ ngựa song song đứng chung một chỗ, dơ lên đại càng, nhìn chằm chằm. Có chút ý tứ, trong ao đầm, ủng ụp ụp mà dâng lên một chuỗi bọt khí, một đạo nhân ảnh, vạn phần quỷ dị mà tự dưới nước nước bùn ở phía trong sông ra, chằm chằm lên trước mắt một đôi lưng sắt con bọ ngựa, trong mắt tinh sáng nóng lánh. Tiêu phàm đè lại độn quang, hai mắt có chút ngưng tụ. Dĩ nhiên là một gã người dự thi. Người này hắc y áo đen, vóc dáng thấp bé, ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng, thình lình có kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, linh lực chấn động thập phần mạnh mẽ. Tiêu đạo hiếu, hắc y nam tử rõ ràng liếc liền đem hắn nhận ra được, lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt mang theo khinh thường ý. Quái tiêu phàm quá, nổi danh, dùng kim đan trung kỳ tu vi tham gia lần này đánh cuộc, sớm được các người dự thi biết rõ, ai cũng trong lòng âm thầm chê cười vu linh cốc ân lão quái, quả nhiên là váng đầu, không phải muốn an bài một gã kim đan trung kỳ tu sĩ tiến lệ thú cánh đồng hoang vu chịu chết. Đạo hữu họ gì đại danh? Tiêu phàm nhàn nhạt hỏi. Các phái tham gia đánh cuộc đệ tử, trước đó đều là cực độ giữ bí mật đích, theo không tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, tình huống tiết lộ đắc càng nhiều, càng dễ dàng bị người nhầm vào. Tu sĩ mạnh yếu, cũng không phải tuyệt đối xem cảnh giới đích công pháp tương khắc lời mà nói, cấp thấp tu sĩ chém gỡ yêu ta ít đẳng cấp cao tu sĩ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta họ hạ, tiêu đạo hiếu, hạ mỗ vốn lúc này săn bắn, vừa rồi chạy trốn cái kia đầu kim hoãng thú. Chắc hẳn tiêu đạo hiếu cũng nhìn thấy. Kim hoãng thú. Tiêu phàm nhớ rõ, kim hoãng thú nội đan, tại nhị cấp bia vật bên trong, bài danh tại vị thứ ba. Đạt được kim hoãng thú nội đan về sau. Chỉ cần lại tùy ý tăng thêm đồng dạng nhị cấp bia vật hoặc là mấy thứ ba cấp bia vật, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, có thể khởi động truyền thống lệnh bài. Căn cứ ghi lại, kim hoãng thú xác thực sinh hoạt tại đầm lầy mà ở bên trong, chỉ là trên bản đồ nhưng lại không biểu hiện, vùng này đầm lầy sẽ có kim hoãng thú. Không tệ, kim hoãng thú đặc biệt cơ cảnh, hạ mẫu đúng vậy tìm chọn vẹn ba ngày ba đêm công phu, mới từ đàng xa tiềm hành đến nơi này, đã muốn rất tiếp cận cái này yêu thú liễu tương đương. Mắt thấy lập tức muốn đắc thủ, kết quả đạo hữu lại đem hắn đuổi đi, thỉnh hỏi cái này tổn thất, đạo hữu ý định như thế nào bồi thường? Hạ Tính Hắc Y nam tử cười lạnh nói, xem ra người này đặc biệt am hiểu nào đó ẩn nặc vật, Tiêu Phàm vừa rồi dùng Thiên Nhãn thần thông tìm tòi nơi đây, cũng chưa từng phát hiện hắn chút nào tung tích. Bất quá nói đến bồi thường, tự nhiên là lẽ nào lại như vậy sự tình, cái này đầm lầy cũng không phải hắn nhà mình hậu hoa viên. Tiêu Phàm cười cười, ngay lời nói đều lười phải nói người này thần thái kỳ thật đã muốn nói được rõ ràng trong lòng của hắn rốt cuộc tại làm gì ý định xem ra đạo hữu là không có ý định bồi thường kỳ thật ta xem người đây là linh trùng còn có chút ý tứ mặc dù chỉ là cấp hai kỳ trùng chỉ cần nguyện ý bồi thường cho ta một lần nữa cho một ít những thứ khác đền bù tổn thất cũng không phải không thể thương lượng đích con người của ta rất dễ nói chuyện hắc y nam tử cũng không để ý tới hội tiêu phàm trong nội tâm suy nghĩ, phối hợp nói ra. Tiêu phàm không chút khách khí mà cắt đứt hắn, lạnh nhạt nói ra, hạ đạo hữu ta muốn là của ngươi lời nói. Tự tranh thủ thời gian đuổi theo đầu kia kim hoãng thú, đừng tại đây lãng phí thời gian. Có lẽ còn có thể đuổi đến thượng. Phải không? Hắc y nam tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc, thật sự không nghĩ tới, tiêu phàm rõ ràng cũng không chạy trốn, còn dám dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Tốt, rất tốt, ân lão quái dám để cho ngươi tới tham gia cái này đánh cuộc, chắc hẳn nhất định cho ngươi không ít thứ tốt. Vậy thì dùng tánh mạng của ngươi đến bồi thường A. Lời còn chưa dứt, cái này hắc y nam tử liền trong tay nhoáng một cái, đinh đương, thoáng một tí cổ quái tiếng chuông bỗng nhiên phát ra, lập tức, một cái nho nhỏ chuông đồng lộ ra hiện ra, giữ tại hắc y nam tử trong tay. Như vậy không chút do dự tự động thủ, xem chừng hắn theo thấy tiêu phàm một khắc này lên, đánh đúng là gợi yêu ta ít người đoạt bảo chủ ý. Tiêu phàm tu vi càng thấp, trên người mang theo nghịch thiên bảo vật khả năng lại càng lớn. Nếu không, ân lão quái dựa vào cái gì lại để cho hắn tới tham gia cái này đánh cuộc. Tiếng chuông bay tới, tiêu phàm đầu bỗng nhiên một hồi mê muội tựa hồ thoáng cái tựu lâm vào trong hoảng hốt. Cùng lúc đó, một đạo như có như không hư nhạt bóng đen, tự tiêu phàm dưới chân trong ao đầm bỗng nhiên chui ra, nhanh vô cùng về phía tiêu phàm đánh tới. Hạo nhiên chính khí phi tốc lưu chuyển, mê muội cảm giác lập tức bị đuổi đi, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, một mặt âm dương bát quái kính tự ống tay áo chung bắn ra, phóng xạ ra lòe lòe kim quang, chiếu vào bóng đen phía trên. Bóng đen kia một tiếng tiếng SSI, y ngắn, y ngắn, âm thanh, lập tức ngay tại giữa kim quang vặn vẹo biến hình, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng là nào đó cùng loại quỷ vật mấy cái gì đó thấy tiêu phàm nhanh như vậy liền từ trong mê muội tỉnh lại hắc y nam tử tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhẹ ồ một tiếng nói ra rõ ràng có thể ngăn cản được ta lạc hồn linh xem ra ta có chút vô cùng khinh thường ngươi bất quá đã vào ta lạc hồn trận còn muốn thoát thân đó là không có khả năng sự tình nói xong hắc y nam tử dơ lên cao chuông đồng liên tục lay động đinh đương không ngừng bất quá tiêu phàm sớm đã có bị hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân sớm đã đem chính mình phòng hộ đắc nghiêm nghiêm thực thực, cái này tiếng chuông tung tính toán bất quá cổ quái, đối với hắn cũng hào không ảnh hưởng liễu tương đương. Hắc y nam tử tựa hồ cũng không có lại hướng hắn thi triển kinh hồn pháp thuật ý tứ, chỉ lo đem chuông đồng dao động đắc đinh đương loạn hưởng. Từng đạo như có như không bóng đen, phía sau tiếp trước theo trong ao đầm phiêu đáng ra, quỷ ảnh nặng nề. Lạc hồn linh, lạc hồn trận, tăng thêm cái này vô tận quỷ ảnh, xem ra hắc y nam tử cũng là một gã ma đạo quỷ tu. Ân tính lão giả từng nhiều lần khuyên bảo qua tiêu phàm, nhạc Tây Quốc có không ít tinh nhiên quỷ đạo công pháp tu sĩ, nếu như đụng phải, tu phải cẩn thận. Bởi vì thổ ma ngỗ tuy hung hãn vô cùng, lực lớn vô cùng, đối với mấy cái này hư vô mờ mịt quỷ vật chi thuộc, lại không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể dựa vào tiêu phàm chính mình ứng đối. Mắt thấy quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, tiêu phàm không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, như ý lôi quang tháp di động hiện ra, ống tay áo dương lên bảo tháp trực tiếp hướng không trung bay đi đón gió tăng vọt trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng cao cự tháp lôi lóng lánh hướng hắc y nam tử bao phủ mà xuống hắc y nam tử cả kinh nhưng cũng không quá để ý tiện tay vừa nhấc một mặt đen nhánh tấm chắn bắn ra cũng là đón gió tăng vọt hướng về không trung lôi quang tháp đón đánh đi lên tay phải tiếp tục lắc động chuông đồng triệu hoán càng nhiều là quỷ vật đi ra vì bắt đầu kia kim hoãng thú hắn hao tốn tính ra canh giờ vô thanh vô tức mà bố trí xuống cái này lạc hồn trận, âm phách lệ quỷ trải rộng trong ao đầm, chỉ đợi thời cơ phù hợp, muốn phát động đại trận, nhất cử đem cái kia cơ cảnh dị thường kim hoãng thú bắt sống. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, tiêu phàm trong lúc vô tình xông vào, đem kim hoãng thú sợ quá chạy mất. Nhưng tiêu phàm chính mình cũng đã hoàn toàn lâm vào lạc hồn trận trong. Đi kim hoãng thú, nắm bắt cái này không biết sống chết kim đan trung kỳ tu sĩ, coi như là sáng mất hắc y nam tử không khỏi đắc ý mà nghĩ lấy, chỉ cần đợi chút một lát, cả lạc hồn trận có thể hoàn toàn phát động, đến lúc đó, cái này họ tiêu ra hỏa, cho dù có lớn hơn nữa bổn sự. Cũng chắp cánh tránh khỏi. Tiêu phàm phản ứng đã có điểm cổ quái, ném ra ngoài này tòa hoàng kim bảo tháp về sau, tự hai tay ôm ngực, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, không còn có động tác khác liễu tương đương. Bất quá nhìn về phía trên, lại không giống như là khoanh tay chịu chết bộ dạng. Loại này dị thường tình hình, lập tức đưa tới hắc y nam tử cảnh giác, trước tiên kịp phản ứng. Cái kia bảo tháp khả năng có cái gì cổ quái, nói không chừng uy năng vô cùng lớn. Có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hắc y nam tử ít nhất cũng sống hơn 100 năm, các loại tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, thực tế trực giác lại càng cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Chỉ tiếc, lúc này mới kịp phản ứng, đã muốn đã quá muộn. Giữa không chung, bỗng nhiên xét đánh đại tác, vô số ngân quang lóng lánh hồ quang điện, chút xuống mà hạ, bệnh thành một ngân lập lòe lưới lớn, vào đầu bao phủ mà xuống. Không tốt, hắc y nam tử sắc mặt kịch biến, thân thể lóe lên, muốn tránh đi, lại ở đâu còn kịp. Tia sáng trắng lập lòe, lồi võng đã đem chung quanh mấy trượng phạm vi đều bao phủ trong đó, cái này trong phạm vi tất cả quỷ ảnh, chỉ cần vừa tiếp xúc với ngân sắc hồ quang điện, lập tức liền tan thành mây khói, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có. Tiêu phàm bổn mạng lôi điện chi lực, đến từ ngân rực lôi bằng nội đan, chính là yêu linh chi thuộc, đối với quỷ đạo khắc chế có chút có hạn. Như ý lôi quang tháp nhưng lại thật sự Phật môn trí bảo, lôi bằng lôi điện chi lực, trải qua lôi quang tháp chuyển hóa về sau, uy năng bỗng nhiên tăng nhiều, đối với quỷ vật khắc chế cũng vượt qua xa lúc trước có thể so sánh có lẽ vẫn đang không bằng thái ất thần lôi hạo dương thần lôi như vậy trí dương lôi điện đối phó hắc y nam tử triệu hoán đi ra những này quỷ ảnh nhưng lại dư giả liễu tương đương hắc y nam tử không khỏi quá sợ hãi miệng hơi mở một ngụm máu phun ra hóa thành đầy trời huyết vụ trong nháy đã bị không trung màu đen cự thuẫn hấp thu đi vào thoáng cái trở nên so lúc trước dày đặc gấp bội cao vút như nắp bao phủ tại hắc y nam tử đỉnh đầu giữa hắc quang ẩn ẩn lộ ra một cổ huyết sắc liền vào lúc này lại là một tiếng kinh thiên xét đánh. Lôi quang đáy tháp bộ, một đạo do vô số hết sức nhỏ hồ quang điện ngưng tụ mà thành cực lớn lôi hồ ầm ầm đánh hạ, không chút khách khí mà đánh tại màu đen trên tấm chắn. Tuy nhiên trải qua hắc y nam tử dùng bản thân máu huyết gia trì, tại lôi hồ oanh kích phía dưới, màu đen tấm chắn huyết quang lóe lên, lập tức vô thanh vô tức mà từng khúc vỡ vụn mà mở, lại không có thể ngăn cản lôi hồ mảy may. A hát, hắc y nam tử thấy thế, sắc mặt lập tức biến thành màu trắng bệch, luống cuống tay chân còn muốn tế ra cái gì bảo vật để ngăn cản, giống như bát to loại vừa thô vừa to lôi hồ đã muốn một oanh mà hạ, nặng nề đánh tại đỉnh đầu của hắn. Trong chốc lát lôi quang bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa tách ra. Hắc y nam tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, toàn bộ thân hình ngay tại lôi hồ bên trong bạo liệt mà mở, cùng hắn tấm chắn đồng dạng, từng khúc vỡ vụn, qua trong dây lát hóa thành một đoàn huyết vụ, lại chỉ chớp mắt gian, đã bị vô tận lôi quang càn quét đắc sạch sẽ, cái gì đều không thừa rơi xuống. Mới vừa rồi còn hùng hổ, muốn lấy tiêu phàm tánh mạng, đầy trong đầu gờ yêu ta ít người đoạt bảo niệm muốn hắc y nam tử, như vậy biến mất vô tung, phảng phất từ không xuất hiện qua giống nhau, kể cả hắn nắm trong tay chính là cái kia chuông đồng, cũng bị lôi điện chi lực đánh chúng nát bấy, hóa thành cho bụi. Đáng thương người này cũng là một gã đường đường kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, luận thần thông to lớn, xác thực vẫn còn tiêu phàm phía trên, lại nửa điểm cũng không kịp thi triển, cứ như vậy chết ở lôi quang bảo tháp phía dưới. Tiêu phàm ống tay áo dương lên, đem một quả chữ vật vòng tay tự trong ao đầm xoáy lên, thu nhập rồi trong tay. Đây là hắc y nam tử duy nhất còn lại đến mấy cái gì đó. Những kia như có như không quỷ ảnh, mất đi khống chế, lập tức liền ngơ ngác mà đứng ở đầm lầy trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, nước sơn đen như mực tụ hồn bát di động hiện ra, nhìn trời ném đi, một cái màu đen nước xoáy ra hiện trên không trung, trong khoảnh khắc đem mấy trăm vô chủ quỷ ảnh đều thu cái sạch sẽ. Tụ hồn bát mặc dù là thu thập âm hồn quỷ vật pháp bảo, vốn là muốn duy nhất một lần thu cái này rất nhiều âm phách lệ quỷ cũng lực có không bắt bớ, nhưng đã muốn không người điều khiển quỷ vật, tự nhiên là ngoại lệ. Tiêu phàm thu hồi bình bát chén ăn của sư ánh mắt bốn phía quét qua, thấy không tiếp tục cái gì dị thường, liền là độn quang cùng một chỗ, hướng về đầm lầy ở chỗ sâu trong bay đi chương 798, đất thạch chi linh. Một ngày sau đó, màu trắng độn quang theo trong sơn cốc bắn ra, tiêu phàm ở giữa không trung xoay thoáng một tí, nhận thức chuẩn phương hướng, hướng tây bắc phi độn mà đi. Có thổ ma ngẫu tương trợ, vốn là rất gian nan tìm kiếm biết mẫu trùng quá trình trở nên thập phần đơn giản. Thổ ma ngẫu thổ độn thuật xuất thần nhập hóa, rất nhanh tự ở sâu dưới lòng đất nhỏ hẹp trong nham động, tìm được rồi nhóm lớn biết mẫu trùng. Trùng bầy kích thước to lớn, xa xa vượt ra khỏi tiêu phàm dự kiến. Chẳng những cấp 2 biết mẫu trùng có hơn 10 đầu nhiều, cái gì thậm chí đã tiến hóa đến tam giai biết mẫu trùng vương, cũng phát hiện hai đầu. Cũng may biết mẫu trùng không giống lưng sắt con bọ ngựa như vậy nghịch thiên, có vượt cấp khiêu chiến chi năng. Tương đối mà nói, biết mẫu trùng tại đồng bậc linh trùng bên trong, sức chiến đấu có thể coi là đắc tương đối dưới. Tiêu phàm lập tức thả ra thổ ma ngấu cùng cái kia một đám lưng sắt con bọ ngựa, chủ động hướng biết mẫu trùng bầy phát động tiến công. Tiêu chân nhân chính mình, lần này lại trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Không phải tiêu phàm không chịu xuất thủ tương trợ, thực trong lòng đất huyệt động quá hẹp hòi, tiêu phàm thổ độn thuật, miễn cưỡng có thể ở đất thạch bên trong tiến lên, không bị quá lớn trở ngại. Nhưng muốn tại làm sao hẹp hòi lòng đất trong huyệt động cùng nhóm lớn biết mẫu trùng giao chiến, vậy thì không sai biệt lắm là hay nói giỡn liếu tương đương. Một trận chiến này kết quả, cũng vượt quá tiêu phàm dự kiến. Vốn cho là, sẽ là một cuộc ác chiến. Dù sao biết mẫu trùng bầy chẳng những tại số lượng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tựa hồ đang đợi trên bậc cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tam giai trùng vương, đã muốn hoàn toàn tương đương với kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Cấp 2 lưng sắt con bọ ngựa lại nghịch thiên, thuộc về cũng dừng lại tại trúc cơ kỳ tu sĩ cảnh giới. Nhưng mà, chiến đấu tiến hành không bao lâu, cục diện liền bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên tình hình thổ ma ngấu tại đất thạch bên trong sức chiến đấu mạnh, cùng tiêu phàm lúc trước phỏng trừng đại sự khác biệt. Tiêu phàm tin tưởng, đồng dạng kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại dưới nền đất cùng thổ ma ngấu tác chiến, trên cơ bản sống không qua một phút đồng hồ quang cảnh. Thổ ma Ngẫu một khi tại đất thạch bên trong tàng hình, tự hoàn toàn cùng quanh thân nham thạch bùn đất tan ra làm một thể. Mặc kệ tiêu phàm dùng thần niệm chi lực điều tra có lẽ hay là vận dụng thiên nhãn thần thông siêu tầm, đều tìm không thấy nửa điểm mánh khóe nếu như không là vì luyện hóa lệnh bài về sau, hai người trong lúc đó cái kia một đám thần thức tương liên, tiêu phàm căn bản là tìm không được thổ ma ngấu tung tích. Biết mẫu trùng tuy nhiên cuộc sống ở sâu dưới lòng đất, lại cũng không đặc biệt tinh thông thổ độn thuật. Ít nhất cùng thổ ma ngấu tương đối mà nói, kém rất xa. Một hồi đại chiến, biết mẫu trùng bầy cơ hồ bị toàn diệt. Hai đầu tam giai trùng vương hòa vài con cấp hai biết mẫu trùng, trở thành hai đầu cấp hai con bọ ngựa bụng trung mỹ món ăn còn lại cấp hai biết mẫu trùng cùng đại lượng nhất giai linh trùng cũng bị ba mươi mấy đầu nhất giai con bọ ngựa thôn vệ sạch sẽ chút ít nhất giai biết mẫu trùng bị tiêu phàm thu vào linh thú hoàn ở bên trong chuẩn bị về sau tiến hành đại lượng chăn nuôi cùng thiên mục trùng cùng một chỗ với tư cách mặt khác linh trùng đồ ăn màu trắng nộn quang tầng trời thấp bay vút tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười tất cả lưng sát con bọ ngựa tại ăn no nê về sau bắt đầu ở linh thú hoàn trong lâm vào trong lúc ngủ say. Tung tính toán tiêu phàm dùng thần thức chi lực tiến hành triệu hoán, cũng không phản ứng chút nào. Bọ ngựa đám bọn họ chỉ để ý nằm ngáy o, o, đối ngoại gian hết thảy, hoàn toàn không rãnh mà để ý hội. Dựa theo trùng vương đào thiên thu khu trùng thuật ghi lại, tiêu phàm biết rõ, linh trùng đây là muốn chuẩn bị tiến giai liễu tương đương. Đối với cái này, tiêu phàm tràn đầy chờ mong. Lưng sắt con bọ ngựa cường đại chiến lực, làm cho tiêu phàm xem thế là đủ rồi có lẽ hay là cấp 2 linh trùng thời điểm có thể đối với kim đan trung kỳ tiêu phàm tạo thành nghiêm trọng UH Ta f một khi tiến hóa đến tam giai sức chiến đấu mạnh lại càng khó có thể tưởng tượng cho dù vẫn không thể trực tiếp đối kháng nguyên anh tu sĩ nghĩ đến chống lại bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề hơn nữa ba mươi mấy đầu tiến hóa đến cấp hai con bọ ngựa chính là một cổ cực kỳ khủng bố sức chiến đấu Tại đây nguy cơ tứ phía lệ thú cánh đồng hoang vu, cường lực giúp đỡ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ không biết, những này con bạo ngựa muốn ngủ say bao lâu mới có thể năng lực hết thành tiến dai. Lệ thú cánh đồng hoang vu Tây Bắc một chỗ, một mảnh vô tận đất vàng bình nguyên phía trên, hai tòa màu vàng đất trong núi, cuồng phong gào thét, bụi đất phi dương, bạo vang lên không ngừng, hơn 10 đầu màu vàng đất xài lang hình dáng yêu thú, chính bao quanh một người tu sĩ, liều mạng cắn xé. Từ nơi này chút ít xài lang hình dáng yêu thú trên người linh lực chấn động đến xem, thình lình mỗi một đầu đều có kim đan sơ kỳ tu vi. Một hồi nổ mạnh qua đi, hơn 10 đầu lang thú hóa thành trận trận màu vàng đất bụi mù, tứ tán phi dương. Bị vây quanh trong đó tu sĩ theo phi dương màu vàng cắt bụi bên trong vọt ra, đúng vậy đại biểu cát đen môn cát lão quái xuất chiến trừ chín. Bất quá giờ phút này, vốn là thần thái phi dương, tiêu sái vô cùng cửu công tử, nhưng lại đầy bụi đất, thần sắc có phần có vài phần chật vật, sắc mặt thoảng qua trắng bệch. Vừa rồi nhất cử gờ yêu ta đánh chết hơn 10 đầu tương đương với kim đan sơ kỳ tu vi lang thú, tung tính toán trừ chín thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Trừ chín khoảng chừng gì đó quét qua, muốn bước nhanh rời đi nơi đây, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, ống tay áo run lên, vô số thân lóng lánh phi kiếm hướng bốn phía kích xạ ra, tiếng gió gào thét, thanh thế kinh người bất quá trừ chín cái này lăng lệ ác liệt một kích, toàn bộ đã rơi vào không trung. Phi kiếm theo một cổ màu vàng cắt bụi bên trong bay vụt mà qua, không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, những kia tịch đi lên màu vàng cắt bụi, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành tất cả đất lang thú, hướng về phía trừ chín nhe răng nhếch miệng, phát ra tiếng gầm. Đất thạch chi linh, trừ chín nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Trước kia còn tưởng rằng là một đám bình thường thổ thuộc tính thất cấp yêu thú, đối với bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn 10 đầu thất cấp yêu thú, tuy muốn luống cuốn tay chân một phen, thậm chí đánh không lại còn muốn chạy trôi chết. Đối với trừ chín mà nói, cũng chỉ là thoảng qua phiền toái một điểm, vận dụng đại uy lực pháp bảo, có thể một kích toàn bộ diệt sát. Không nghĩ tới, những này đất lang thú cũng không phải bình thường thất cấp yêu thú, thậm chí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là yêu thú thân thể, mà là đất thạch chi linh biến ảo mà thành, cũng không có thật thể, có thể nói là bất tử bất diệt. Bình thường mà nói, không thể trêu vào còn lẫn mất lên, hết lần này tới lần khác địa phương quỷ quái này phong ấn chi lực đặc biệt cường đại, ngày độn quang đều khống chế không được, chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Biết sớm như vậy, cái này đất tinh chi không cần phải cũng thế. Chẳng những lãng phí không thiếu thời gian, còn đụng phải cổ quái như vậy đất thạch linh thú. Trong lúc này, lại oán giận cũng không hữu dụng hơn 10 đầu đất lang thú, lại đã muốn dương nhanh múa vuốt mà mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Xúc sinh, trừ chín trong miệng một tiếng gầm lên, ống tay áo dương lên, cũng nghênh đón tiếp lấy, rất nhanh lại cùng đám kia đất lang thú chiến làm một đoàn, gợi yêu ta ết được tiếng hô liên tục, bụi đất phi dương. Một canh giờ về sau, sơn cốc nam đoan, trừ chín nhìn qua liên tục không ngừng theo lòng đất xuất hiện đất lang thú, ngạo nghễ sắc mặt cũng trở nên dữ tợn bắt đầu đứng dậy biết rõ những này đất lang thú là bất tử bất diệt đất thạch chi linh biến ảo mà thành, trừ chín liền tắt triệt để diệt sát tâm tư của bọn nó, vừa đánh vừa lui, hướng về sơn cốc nam đoan phá vòng vây. Chỉ cần ra sơn cốc này, phòng ấn chi lực yếu bớt, là hắn có thể khống chế độn quang rất nhanh thoát đi, triệt để thoát khỏi những này đất lang thú dây dưa. Nói như vậy, đất thạch chi linh tuy khó chơi, sở hữu thực sự có phần chế ngự chế, rời đi bổn nguyên chi địa, năng lực lập tức trên phạm vi lớn suy yếu đã không có bất tử bất diệt thần thông, trừ chín một kích có thể đem chúng kể hết diệt sát đắc sạch sẽ. Đúng vậy hiện tại, cửu công tử thật sự có chút đau đầu liếu tương đương. Một canh giờ trong, đã bị buộc vận dụng ba lượt đại uy lực pháp bảo, mới khó khăn lắm lui lại ở đây, mặc dù cách cốc khẩu cũng không quá xa, nhưng đi bộ đi qua ít nhất cũng còn phải gần nửa canh giờ. Chiếu cái này tình hình, hắn phải cử động nữa dùng hai lần đại uy lực pháp bảo, mới có thể năng lực lao ra đất lang thú vòng vây. Những này đất lang thú có được lấy bất tử bất diệt thần thông, bình thường pháp bảo đối với chúng cơ hồ không hề có tác dụng. Nhưng là như thế này liên tục không ngừng mà vận dụng đại uy lực pháp bảo, trừ chín trong cơ thể chân nguyên pháp lực tiêu hao đắc thật sự quá lợi hại. Tung tính toán hắn chân nguyên hùng hậu, viễn siêu bình thường kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Lại đến hai lần, chỉ sợ thật sự sẽ làm bị thương và bổn nguyên, cái kia cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể điều trị phục hồi như cũ đích nếu như tại đến truyền tống trận thời điểm, bổn nguyên chi lực còn bổ không trở lại, tùy thời cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Bởi vì không ít người dự thi, đã sớm tại truyền tống trận phụ cận chờ nhặt có sẵn tiện nghi. Bình thường những kia chờ kiếm tiện nghi ra hỏa, đều là tu vi tương đối yếu kém loại người, không dám đi trước những kia cực độ địa phương nguy hiểm đi tìm bia vật, chỉ có thể đánh cản đường cướp bóc, chú ý. Đợi những kia cường giả sông hết hiểm địa, sớm đã vết thương trồng chất, chân nguyên khô kiệt, chính là bọn họ ngư ông đắc lợi thời điểm. Tượng trừ chín như vậy người nổi bật, giống nhau khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Hơn nữa nửa đường cướp bóc, muốn bốc lên phong hiểm đồng dạng không nhỏ. Vạn nhất những kia cường giả cũng không gặp bao nhiêu tổn thương, chỉ là giả trang ra một bộ bộ dáng yếu ớt đến dụ địch, lúc này lao ra nửa đường cướp bóc, cùng tự sát đưa bảo cũng không có gì khác nhau liễu tương đương. Tại lễ thú cánh đồng hoang vu bên trong tham gia đánh cuộc, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có gì chính thức đường tắt có thể đi. Trừ chín không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn như bình thường chỗ, gặp được như vậy sao sao phiền. Thủ đoạn một phen, trừ chín trong tay hiện ra một quả màu vàng đất ngón cái đại tiểu đan hoàn, tản ra cực kỳ tinh túy thổ linh khí. Nhìn qua cái này viên linh đan, trừ chín sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ khó có thể quyết định. Trừ chín tuy nhiên tu vi cao thâm, lại cũng không thập phần tinh thông thổ độn thuật, trong tay cái này khỏa đan hoàn, có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn có được thổ linh thể, do đó thổ độn thuật tăng nhiều. Trừ chín có thể xâm nhập lòng đất, đem những này đất lang thú bổn nguyên chi lực phá hủy rơi. Đã không có đất thạch bổn nguyên chi lực, những này đất lang thú lập tức tự thành một chút cũng không có căn bản nước, lại cũng khó có thể vì kế, chứa nói chi là duy trì bất tử bất diệt thần thông liễu tương đương. Chỉ có điều, ngạnh xanh xanh dùng đan dược đem nhục thể của mình cải tạo thành thổ linh thể, đó cũng là hậu hoạn vô cùng, muốn loại trừ những kia di chứng, tuyệt không đơn giản. Cũng khó trách trừ chín do dự. Tại bên ngoài, hắn có đầy đủ thời gian đến chậm rãi hóa giải loại trừ di chứng, tại lệ thú cánh đồng hoang vu, hắn lại chỉ còn lại không tới hai tháng. Mắt thấy đất lang thú lại dương nhanh múa vuột đánh tới, trừ chín cắn răng một cái, đang muốn đem cái kia khỏa đan dược đưa vào trong miệng. lại chỉ thấy không trung tiếng sấm ù ù, trước mắt hồ quang điện lè lè, hào quang trói mắt, chính nhào đầu về phía trước cái kia chút hít đất lang thú tại lôi điện chi lực oanh kích hạ, không hề kháng cự chi lực, ào ào bị diệt sát thành cho. Trừ chín đại hỉ, vội vàng dơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy cách đó không xa một gã áo bảo trắng nam tử, chính tướng một tòa kim lóng lánh linh lung bảo tháp từ giữa không trung thu trở về, nắm trong tay. Tiêu huynh đệ, trừ chín bữa ăn lúc mừng rỡ, cười ha hả kêu lên. Người này quan trọng hơn trước mắt chạy đến, cứu giá, áo bảo trắng tu sĩ, đúng vậy tiêu phàm. chương 799, đất nguyên tinh. Tiêu phàm chỉ là hướng về trừ chín mỉm cười, sắc mặt lập tức lại trở nên nghiêm túc vô cùng. Hơn người đầu vừa mới bị lôi điện chi lực oanh thành phi xám đất lang thú, lập tức lại phải dùng sống lại, theo hai bên vách đá cùng lòng đất sông ra, hung dữ mà nhìn thẳng bọn hắn, càng thêm táo bạo. Trừ chín lông mày nhân lại, có chút giận dỗi nói, tiêu huynh đệ, những này đất lang thú gợi yêu ta -ết không thắng gợi yêu ta -ết, quả thực làm cho người có chút đau đầu. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra ta đã thấy được, nếu như không cần thiết diệt chúng bổn nguyên chi lực, chúng bất diệt chi thể là phá giải không được. Đúng vậy, tiêu huynh đệ, chẳng lẽ người thập phần tinh thông thổ độn thuật sao? Chữ chín trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Tiêu phàm cười cười, nói ra tại hạ thổ độn thuật, chỉ là miễn cưỡng dùng đắc. Bất quá, ta có đồng bọn, đảo thật sự tinh thông thổ độn thuật. Một lời không tất, tiêu phàm ống tay áo dương lên, một cổ màu vàng đất cát bụi cuồn cuộn mà dậy, trong khoảnh khắc liền chui vào núi vách tường, không thấy tung tích. Thổ ma ngỗ, trừ cửu thần tình cứng lại, sắc mặt trở nên có chút quái dị bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên thổ ma ngỗ mới vừa rồi không có ngưng kết thành hình, trực tiếp tự lấy cát bụi trạng thái chui vào vách núi bên trong, nhưng trừ chín hạng ánh mắt, tự nhiên liếc có thể nhìn ra này cổ cát bụi lai lịch. Rõ ràng là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thổ ma ngẫu. Có quan hệ này là thổ ma ngẫu, Cát lão quái chuyên môn giới thiệu với hắn qua đích. Lúc ấy nghe nói là ân tính lão giả muốn dùng này là thổ ma ngẫu tham gia đánh cuộc. Về sau người dự thi đổi thành Tiêu Phàm, đoàn người đều cho rằng này là chân quý thổ ma ngẫu khẳng định bị ân tính lão giả trịnh mà trọng chi địa thu giấu đi, với tư cách vu linh cốc đòn sát thủ một trong Ai ngờ vậy mà hộ tống tiêu phàm cùng một chỗ vào lệ thú cánh đồng hoang vu, đây là có chuyện gì? Không phải nói ma ngẫu không có biện pháp dùng chữ vật vòng tay đến cất chứa vận chuyển sao? Tiêu phàm tự nhiên minh bạch trừ chín trong nội tâm suy nghĩ. Bất quá dưới mắt rõ ràng không phải giải thích thời điểm. Bốn phía đất lang thú đã muốn nổi giận lấy đánh tới. Trừ chín sắc mặt trầm xuống, muốn lần nữa ra tay. Tiêu phàm dơ lên giơ tay lên, lôi quang tháp bắn ra đoạt tại trước nhìn ra được trừ chín chân nguyên pháp lực tiêu hao qua kịch lại cùng những này đất lang thú dây dưa xuống dưới làm không tốt sẽ làm bị thương và bổn nguyên trừ chín là rộng rãi loại người thấy tiêu phàm đoạt xuất thủ trước nhưng cũng không miệng nói cảm tạ từ ngữ ha ha cười một tiếng lúc này hai tay ôm ngực tự ở một bên đang xem cuộc chiến lôi quang tháp đón gió lớn lên tại giữa không trung trung hóa số lượng trưởng cao cửa tháp ngân quang lóng lánh ngàn vạn đầu lôi hồ chút xuống mà hạ đem tiêu phàm cùng trừ chín đều bao phủ hắn hạ, những kia đất lang thú vừa tiếp xúc với những này lôi hồ, liền là toàn thân bụi mù đại bốc lên, gào thét tránh thoát một bên. Tiêu phàm cũng không điều khiển lôi hồ đuổi gờ iota ta những này đất lang thú. Biết rõ những này đất thạch chi linh là bất diệt chi thể, cũng không cần phải uổng phí cái kia tâm tư liễu tương đương. Duy trì lôi quang tháp phòng ngự trạng thái, tổng so đem ra sử dụng lôi quang tháp tấn công địch sở muốn hao phí pháp lực muốn thiếu một ít chỉ cần đợi thổ ma ngẫu ở sâu dưới lòng đất tiêu diệt những này đất thạch chi linh bổn nguyên chi lực, đất lang thú tự nhiên một kích mà bại. Mắt thấy lôi quang tháp đại triển thần uy, đem đất lang thú đều ngăn tại lôi võng bên ngoài, trừ chín không khỏi tấm tắc tán thưởng bắt đầu đứng dậy, nói ra tiêu huynh đệ, người bảo vật này không giống người thường. Rất lợi hại, có thể đem lôi điện chi lực đem ra sử dụng như tâm đến loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi là lôi linh thân thể. Tiêu phàm ám ăn cả kinh trừ chín không hổ là theo nam châu đại lục đến đích kiến thức rộng rãi vậy mà dựa vào một kiện bảo vật đem ra sử dụng có thể đoán được hắn lôi linh thân thể tuy nhiên lôi linh thân thể chưa hẳn chính là hắn vốn linh thể nhưng có thể liếc nhìn ra điểm này trừ chín ánh mắt không thể bảo là không độc trừ chín cũng chỉ là thuận miệng nói ra một miệng không có tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận xuống dưới tuy nhiên hắn đối với tiêu phàm rất thưởng thức tiêu phàm đối với hắn quan cảm tựa hồ cũng phi thường tốt nếu không sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng dù sao giữa hai người gặp mặt không nhiều lắm, lẫn nhau hiểu rõ quá ít, cứ như vậy nghiên cứu thảo luận tiêu phàm linh thể, không khỏi quá mức mạo muội liếu tương đương. Tại lôi quang tháp che chở phía dưới, hai người chậm rãi hướng sơn cốc nam đoan di động. Những kia đất lang thú rõ ràng đã muốn thấy được lôi quang tháp lợi hại, lại hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng về lưới điện tiến hành trùng kích, ý đồ nhìn thấu lưới điện phòng ngự, theo loại này trùng kích dần dần tăng mạnh, tiêu phàm cũng một chút mà tăng lớn lôi quang tháp phòng ngự chi lực. Song phương cứ như vậy giữ lẫn nhau lấy, gần nửa canh giờ đi qua, tiêu phàm cùng trừ chín lại cũng đã hướng sơn cốc nam đoan di động không nhỏ một khoảng cách. Chỉ cần không tiếc hao phí pháp lực, đem những này đất lang thú nhất cử đánh tan, lại toàn lực chạy như điên, nói không chừng tựu có cơ hội lao ra sơn cốc này, thoát khỏi đất lang thú dây dưa. Bất quá đã tiêu phàm đã muốn thả ra thổ ma ngấu trước đi tìm đất thạch chi linh bổn nguyên, tự nhiên phải ở chỗ này đem những này đất lang thú đều một mực khiên chế trụ, vì thổ ma ngẫu tranh thủ thời gian. Tiêu phàm như thế dù bận vẫn ung dung, trừ chín tất nhiên là càng không nóng nảy. Hắn vốn là cái loại này trời sập xuống đương làm mền tính cách, rầm rộ. Chỉ là trải qua như vậy một thời gian ngắn giữ lẫn nhau, những kia đất lang thú đã muốn càng ngày càng là nôn nóng, một đầu hình thể so mặt khác đồng bạn càng lớn hơn một chút đất lang thú, hai mắt dần dần trở nên đỏ rừng rực đích, thô bạo khí bốn phía liền tại đây chút hít đất lang thú sắp kềm nén không được, chuẩn bị liều lĩnh một kích toàn lực thời điểm, cầm đầu đầu kia đất lang thú, bỗng nhiên trong mắt hung quang lóe lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngay tại chỗ lan một vòng, hóa thành một cổ cắt bụi, muốn hướng vách núi bên trong chui vào. Tiêu phàm trong nội tâm vừa động, biết rõ thổ ma ngẫu đã đã tìm được những này đất thạch chi linh bổn nguyên, như thế nào chịu phóng chúng rời đi. Lúc này hét lớn một tiếng, lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, lôi hồ thoáng cái trở nên vừa thô vừa to vô cùng, ầm ầm mãnh liệt đánh mà hạ, chuẩn xác không sai mà đánh ở đằng kia chút hít ảo ảo biến hóa đất lang thú trên người, lập tức đem một cổ cắt bụi đánh chúng tứ tán phi dương. Những này đất lang thú mặc dù là bất diệt chi thể, nhưng bị lôi quang đánh tan thân hình về sau, cũng cần một chút thời gian mới có thể năng lực khôi phục lại. Chỉ có cầm đầu đất lang thú, tránh được lôi hồ đuổi gờ yêu ta đoạt trước một bước, chui vào vách núi trong lập tức một tiếng kinh thiên động địa giống to, này đầu vừa mới tiến vào vách núi đất lang thú lại khôi phục thành lang thú bộ dáng, theo vách núi trong bay ra, nặng nề ngã trên mặt đất. Cái này đất lang thú quả thực cường hãn, vẫn còn dãy dụa lấy muốn đứng lên, cố gắng nâng lên đầu sói. Hướng về đi nhanh theo vách núi chung đi ra một gã cao tới mấy trượng màu đất cự nhân điên cuồng hét lên không ngừng. Đã muốn thi triển cực lớn hóa thần thông thổ ma ngẫu, chính mắt cũng không xem nó liếc, bước nhanh đến phía trước, một cước đạp xuống, đất lang thú kêu rên một tiếng, lần nữa hóa thành trận trận cắt bụi, phiêu tán tại bốn phía. Lần này, lại không còn có đất lang thú theo vách núi hoặc là dưới mặt đất chui đi ra. Thổ ma ngẫu đi nhanh đi vào tiêu phàm trước mặt, đã muốn hồi phục thành sáu xích chiều cao, nhấc tay vừa nhấc, đem một khỏa trứng gà lớn nhỏ màu vàng đất tinh thạch đưa tới tiêu phàm trước mặt. Cái này khỏa tinh thạch, mặt ngoài gập gành, bộ dáng cũng đầy bụi đất đích, hào không thấy được, lại tản ra cực kỳ tinh thuần thổ linh khí, cùng tiêu phàm chứng kiến thổ linh thạch cũng rất không giống nhau, phảng phất đất thạch chi nguyên. Đất nguyên tinh, trừ chín yên lặng nhìn xem cái này khỏa màu vàng đất tinh thạch, bỗng nhiên đảo rút một ngụm hơi lạnh, phảng phất kem trà răng giống như nói. Tiêu phàm theo thổ ma ngẫu trong tay tiếp nhận tinh thạch, cẩn thận đánh giá, nhẹ gật đầu. Học tập qua, nam cực y kinh cùng, nam cực sách thuốc, về sau, tiêu phàm đối với một thuộc tính linh thảo linh dược biết chi cái gì nhấm, nhưng đối với mặt khác thuộc tính thiên tài địa bảo, biết có lẽ hay là không nhiều lắm. bất quá đất nguyên tinh là ngoại lệ, ân tính lão giả đã từng cùng hắn nói tới qua có quan hệ đất nguyên tinh chi thức. nam cực sách thuốc ghi lại, mộc nguyên tinh là một thuộc tính trí bảo, vô luận để mà luyện khí có lẽ hay là luyện đan đều là hiếm có thứ tốt. nhưng mộc nguyên tinh hình thành điều kiện cực kỳ đặc biệt, tùy cơ hội tính rất cao, có đôi khi cũng không phải tại mộc linh khí nồng nặc nhất chi địa hình thành. dùng nam cực linh dược viên như vậy nồng đậm vô cùng mộc linh khí chỗ ngàn vạn năm đến cũng chưa bao giờ sinh ra đời qua mộc nguyên tinh cái này đất nguyên tinh là cùng mộc nguyên tinh không sai biệt lắm bảo vật chử chín phối hợp nói ra cái gọi là đất nguyên tinh danh như ý nghĩa chính là đất thạch chi linh bổn nguyên chi lực mà hình thành mấy cái gì đó mặc dù nói chính thức tinh khiết vô hà đất nguyên tinh tại chúng ta cái này thế giới là không tồn tại đích chúng ta cái này thế giới hình thành ngũ hành nguyên tinh luôn hàm chứa không ít tạp chất nghe nói chỉ có tại huyền linh thượng giới mới có thể năng lực hình thành tinh khiết ngũ hành nguyên tinh. Nhưng tung tính toán như thế, ngũ hành nguyên tinh cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Những kia lão quái vật khả năng theo không nghĩ tới, lệ thú cánh đồng hoang vu có thể tìm được đất nguyên tinh, nếu không nghe lời, nhất định sẽ đem thứ này liệt vào thẳng hàng bia vật, hơn nữa nhất định sẽ liệt ra tại vị trí đầu não. Tiêu huynh để có thể có được như vậy một khối đất nguyên tinh, thật sao được coi là cơ duyên thật tốt liễu tương đương. Nói đến đây, chử chín khóe miệng một kéo lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười nếu như những lão gia hỏa kia tìm được cái này khối đất nguyên tinh như vậy lần này đánh cuộc đầu danh trạng nguyên chỉ sợ cũng không hề tranh luận liếu tương đương sao cho bọn họ tiêu phàm khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc thủ đoạn một phen cái kia khối đất nguyên tinh liền thu nhập rồi chữ vật vòng tay bên trong chử chín cười lên ha hả vươn tay ra vỗ vỗ tiêu phàm bả vai tiêu phàm nhưng cũng không tránh né, thậm chí ngay nửa điểm trốn tránh ý đều không có, tựa hồ trừ chín động tác này, lại tầm thường bất quá, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, chút nào cũng không lo lắng trừ chín sẽ đối với hắn ám thi đánh lén. Trừ cửu nhãn trung rốt cuộc lộ ra một tia cây ếch yêu ta ép sợ ý, nhảy lên ngón tay cái, vừa cười vừa nói tiêu huynh đệ, cái này ý chí, khó lường. Tiêu phàm ha ha cười một tiếng, nói ra cửu huynh, thánh nhân có nói, tồn tại con người hầu như người, mạc lương tại con ngươi, con ngươi không thể giấu hắn ác. Trong lồng ngực chính, tác chính là con ngươi liệu yên, trong lồng ngực bất chính, tác chính là con ngươi mạo yên. Trừ chính cả kinh, nói ra, tiêu huynh đệ, ngươi là nho học đạo thống. Tiêu phàm khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, nói ra, chưa nói tới là nho học đạo thống, chỉ là có chỗ đọc lướt qua mà thôi. Vô cực môn nguyên vốn là độc lập với nho gia đạo gia bên ngoài đạo thống truyền thừa. Trừ chín cũng không bào căn cứu để, ngẩng đầu nhìn vọng thiên sắc nói ra tiêu huynh đệ hôm nay sắc trời đã tối chúng ta khó được hợp ý tự tại này đợi chút một lát trò chuyện hơn mấy câu như thế nào cho dù thời gian lại lại nhanh cũng không gấp tại đây nhất thời trừ chín chẳng những bụng dạ bằng phẳng hơn nữa tinh thông đạo lý đối nhân xử thế rất rõ ràng giao thiển không nói sâu đạo lý rất nhiều sự tình đều là có một chút liền ngừng lại tiêu phàm đối với hắn càng thêm hảo cảm tăng vọt gật đầu cười vì vậy hai người đi nhanh ra khỏi sơn cốc, rời đi phòng ấn áp chế chi địa, giá khởi độn quang, bay đến không xa một chỗ lòng chảo sông chi địa, trừ chín tiện tay đánh cho một cái nhỏ thú, ngay tại trong sông giặt rửa bát sạch sẽ, kẹp lên đống lửa, chỉ chốc lát liền chi hương bốn phía, thẳng tắp đem người tham trùng đều câu đi ra. Hai người tuy nhiên sớm đã tích cốc, nhưng ngẫu nhiên dùng ăn một chầu thịt nướng, tự cũng không ảnh hưởng toàn cục, càng thêm bằng thêm vài phần niềm vui thú. Lại là canh bốn, lại cầu giữ gốc vé tháng. Rơi xuống ngẫm lại, mình cũng thật sự là khó coi, ngoại trừ hội gia tăng càng cầu phiếu bên ngoài, sẽ không có biệt đừng thủ đoạn liếu tương đương. Tuyệt hảo không biết, lăn qua lăn lại không biết, chạy TA ớ huyền ITA Upsilon OIG càng sẽ không. Hôn mê. Được rồi, tự một chiêu này, ngài nếu nhìn thấy rơi xuống coi như cố gắng dốc sức liều mạng phân thượng, có giữ gốc vé tháng lời mà nói, cho cái một chương hé mở, vô cùng cảm kích. Cảm ơn. chương 800, Thiên âm độc. Bóng đêm dần dần lên, yên tĩnh bờ sông bên cạnh, bay lên một đoàn trói mắt đống lửa. Tiêu phàm cùng chử chín liền nhau mà ngồi. Chử chín dùng một thanh sắc bén tiểu kiếm, chậm rãi cắt lấy thú trên đùi nướng đến khô vàng thơm nước thịt nướng, sau đó dùng bóng nhảy bàn tay lớn bắt lại, hào chướng tai gai mắt mà bỏ vào trong miệng, ăn liên tục bắt đầu đứng dậy. Nếu có tu sĩ khác ở chỗ này, nhất định sẽ quá sợ hãi, đem con mắt tử đô chừng đi ra, bởi vì trừ chín dùng để cắt thịt tiểu kiếm, linh khí giạt rào, vậy mà là hắn bổn mạng của mình pháp bảo. Đổi bất luận cái gì một gã tu sĩ khác, đối với bổn mạng của mình pháp bảo nhất định là bảo vệ có ra, ngày bình thường thường cách một đoạn thời gian muốn tế luyện một phen, để tiến thêm một bước tăng mạnh bảo vật uy năng. Kết quả vị này cửu công tử cửu ra, lại dùng bổn mạng của mình pháp bảo đến cắt thịt nướng ăn, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, ngồi ở bên cạnh hắn, trước sau như một dùng nho nhã ung dung chứ danh tiêu chân nhân, tình hình cũng không thể so với chữ chín tốt hơn chỗ nào, trong tay nắm lấy một thanh màu đỏ sậm trường đao, tạo hình kỳ lạ, linh khí chấn động kinh người, thình lình đúng vậy viêm linh chi lưỡi kiếm. Tiêu chân nhân dùng viêm linh chi lưỡi kiếm tại cắt thịt nướng, cùng chữ chín đồng dạng, hai tay bóng nhảy đích, cắt xuống đến một mảnh, tự lấy bóng nhảy ngón tay bắt lại đưa vào trong miệng, ăn nhiều ăn liên tục, phi thường cao hứng. Ăn ngon, thật lâu không qua thơm như vậy thịt nướng liễu tương đương. Đáng tiếc không có rượu. Chữ chín rung đùi đắc ý nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Dùng thân phận của hắn địa vị, tung tính toán thành cát lão quái tù nhân, muốn ăn thịt, cũng là một câu sự tình. Nhưng không hề nghi ngờ, chữ chín hiện tại hảo tâm tình, cũng không phải bởi vì ăn thịt nướng, mà là vì kết giao tiêu phàm như vậy một vị bằng hiếu. Tiêu phàm mỉm cười nói, cửu huynh, ăn là tâm tình, có rượu không rượu, đều không sao cả. Nói đúng, tiêu huynh đệ, người rất đúng khẩu vị của ta, ta trừ chín đã muốn rất nhiều năm không có đụng phải đối với ta như vậy khẩu vị huynh đệ. Ai nha, lúc trước nếu không ngươi thần binh trời giáng, đem bả những kia đất lang thú xử lý, ta thật đúng là có chút phiền phức. Tiêu phàm hỏi, cửu huynh tại sao phải đi vào trong đó? Trừ chín cười nói, ta là hướng về phía đất tinh chi đi đích, trên bản đồ biểu hiện, chỗ đó có đất lang thú qua lại vốn là ta cũng không phải rất để ý, chỉ là không nghĩ tới, đại trận phong ấn chi lực, bỗng nhiên chuyển qua chỗ đó, ngay độn quang đều khống chế không được. Nhưng nếu không có đại trận phong ấn cấm chế, hắn sớm đã đánh tan những kia đất lang thú, phi độn mà đi. Rời đi đất nguyên tinh quá xa, đất lang thú bất tử bất diệt thần thông, thì không có chỗ phát triển, tuyệt sẽ không đối với hắn đuổi sát không tha. Bất quá, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, tối tăm chung hết thảy đều tự có việc bận nếu như không là vì như vậy, ta và ngươi nhất định hội sát bên người mà qua, huynh đệ tựu không được đến cái kia khối đất nguyên tinh rồi, ha ha. Hắn lấy được đất tinh chi, mặc dù là nhị đẳng bia vật, nhưng cùng đất nguyên tinh tương đối mà nói, vậy thì kém quá xa liễu tương đương. Hôm nay đất nguyên tinh bị tiêu phàm lấy đi, cái kia xứ sở tại, nên vậy lại cũng sẽ không có đất tinh chi sinh dài ra liễu tương đương. Tiêu phàm nuốt vào một ngụm thịt nướng, cười hỏi, cửu huynh, người nguyên vốn không phải nhạc Tây người A. À. Như thế nào chạy đến nơi đây đến hay sao? Trừ chín người này, vô luận theo trí tuệ khí độ có lẽ hay là công pháp bảo vật đến xem, cũng không phải bình thường tu sĩ, hẳn là đại có thân phận lai lịch loại người. Người như vậy, như thế nào lưu lạc đến nhạc Tây chi địa, trở thành cát lão quái tù nhân? Trừ chín vừa nghe, vốn là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thoáng cái trở nên âm trầm bắt đầu đứng dậy, lập tức bóng nhảy bàn tay lớn bãi xuống, nói ra tiêu huynh đệ, việc này lại nói tiếp thật sao dọa người đắc rất không phải ta không tin được huynh đệ ngươi thật sự là nhắc tới trên mặt không ánh sáng lại cũng không nghĩ ra ta trừ chín hội lưu lạc đến tận đây bị người trở thành đánh cuộc công cụ quả thực là lẽ nào lại như vậy nói đến đây trừ chín bữa ăn lúc trở nên tức giận khó chịu đối với cái này tiêu phàm hoàn toàn có thể giải thích hắn tâm tình bây giờ kỳ thật cùng trừ chín không sai biệt lắm đường đường vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân Tuy nhiên bị người bắt lại, bị buộc tưởng, giác đấu sĩ, đồng dạng, tham gia cái gì đánh cuộc, trong lòng phiền muộn cùng biệt khuất, có thể nghĩ. Tiêu huynh đệ, nếu như tương lai ta có thể trở về đến Nam Châu đại lục, đoạt lại những kia đã từng mất đi mấy cái gì đó, ta nhất định thỉnh cầu ngươi phải say một cuộc. Trừ cử tướng một khối thịt nướng đưa vào trong miệng, nặng nề nhấm nuốt, không biết là tại hướng ai thổ lộ cơn giận của mình. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, hồi đến Nam Châu đại lục chỉ sợ không dễ dàng đâu. Tự trước mắt cửa ải này, chúng ta tự chưa hẳn không có trở ngại. Như thế nào, tiêu huynh đệ chẳng lẽ đang lo lắng, ta và ngươi liên thủ cũng không thể còn sống đi ra cái này lệ thú cánh đồng hoang vu đi. Trừ chín có chút ngóc lên đầu lâu, ngạo nghễ hỏi. Ngoại trừ hắc ma dậy cái kia hắc bạch song sát, trừ chín tự nhận, hắn không kém gì lần này tiến vào cánh đồng hoang vu bất luận cái gì một vị người dự thi, tiêu phàm tu vi tuy nhiên thấp nhất, có tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ thổ ma ngấu tương trợ, ba người liên thủ nhất trí, cái này lệ thú cánh đồng hoang vu có thể cùng bọn họ chống lại nhân cùng yêu thú, thật đúng là không nhiều lắm. Đương nhiên, liên thủ về sau, nhất định phải tìm được gấp đôi bia vật, mới có thể năng lực kích phát hai mặt truyền tống lệnh bài. Tiêu huynh đệ không cần lo lắng, trước kích phát người lệnh bài, lại kích phát ta lệnh bài. Cái này cây đất tinh chi, huynh đệ trước cầm lấy đi, gom góp một gom góp, xem có thể hay không trước tiên đem ngươi lệnh bài kích phát. Trừ chín thủ đoạn một phen, bóng nhảy đại trong tay, hiện ra một cái màu trắng hộp ngọc, đưa cho tiêu phàm. Dĩ nhiên là hắn vừa mới trải qua gian nguy mới lấy được đất tinh chi, nhị cấp bia vật, cứ như vậy không chút do so dự đưa cho tiêu phàm. Đất tinh chi tại nhị cấp bia vật bên trong bài danh phía trên, chỉ cần hơn nữa mấy thứ nhị cấp bia vật hoặc là hơn 10 dạng tam cực bia vật, có thể kích phát một mặt truyền tống lệnh bài liễu tương đương. Người này thở mạnh, thật đúng là không phải giả vờ, đã nhận định tiêu phàm là bằng hữu liền chân tâm thật ý đối đãi Tiêu phàm cười cười, cũng không khách khí, thân thủ nhận lấy hộp ngọc, mở ra, một cổ tinh thuần thổ linh khí dâng lên ra, trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một cây vài tắc chiều cao màu vàng đất linh chi. Nếu là cửu huynh tặng cho, cái này cây đất tinh chi tiểu đệ tựu không khách khí. Nơi này có một cây hồng tâm quả, huynh trưởng cũng nhận lấy A. À. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, thủ đoạn một phen, đem một quả nắm đấm lớn trái cây, đưa tới, cái này quả trái cây trắng noãn như ngọc, một linh khí 10 phần, điểm một chút hồng mang thỉnh thoảng theo trái cây trung ương bộ vị thấu đi ra, như cùng một cái khéo léo đèn lồng giống nhau. Hồng tâm quả cũng là nhị cấp bia vật, thậm chí bài danh vẫn còn đất tinh chi trước kia. Bất quá tiêu phàm linh dược viên ở phía trong, không có đất tinh chi, cho nên hay dùng hồng tâm quả cùng trừ chín trao đổi. Trừ chín mặc dù lớn khí, tiêu phàm tự cũng sẽ không chiếm tiện nghi của hắn chử chín không khỏi nở nụ cười lắc đầu cái gì cũng không nói tự nhận lấy cái kia khỏa hồng tâm quả hắn nhìn ra được tiêu phàm cùng hắn là cùng loại người ở sâu trong nội tâm ngạo khí chút nào cũng không tại hắn phía dưới tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận hắn tặng cửu huynh đi vào nơi này trước kia các lão quái nên vậy lưu cái gì chuẩn bị ở sau a à? tiêu phàm hỏi trong giọng nói càng thêm lộ ra thân thiết ý Trải qua như vậy một vòng nhìn về phía trên đồng giá trao đổi, hai người quan hệ trong đó lại càng vào tầng một. Trừ chín sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ nói, đoạn trường thảo. Tiêu phàm hai hàng lông mày liền có chút nhân bắt đầu đứng dậy, trầm ngâm nói, quả nhiên cũng là đoạn trường thảo. Trừ chín gật gật đầu, nói ra, xác thực là như vậy, theo ta được biết, phàm là chúng ta loại này bị ép buộc tới tham gia đánh cuộc tu sĩ, đều ăn một khỏa hỗn tạp lấy đoạn trường thảo đan dược, vì phòng ngừa chúng ta sinh lòng dị trí, những này lão quái vật, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào liễu tương đương. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra cửu huynh, ta cho ngươi tay cầm mạch, như thế nào? Chữ chín kinh ngạc nói ra, huynh đệ có lẽ hay là lang trung. Tiểu đệ lược thông kỳ hoàng chi thuật. Ha ha, huynh đệ cũng không cần khiêm tốn rồi, dùng tính tình của ngươi, hoặc là không học y, một khi học y, tạo nghệ khẳng định không thấp. Chữ chín ha ha cười, đưa tay cổ tay rời khỏi tiêu phàm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng ý. Tiêu phàm rất thản nhiên mà duỗi ra thực chung hai chỉ, khoác lên hắn mạch trên cổ tay, hai mắt khép hờ, bắt đầu chăm chú bắt mạch, rất nhanh, lông mày liền nhẹ nhàng trao lên, vốn là phong nhạt phân nhẹ trừ chín, trên mặt lập tức cũng lộ ra tâm thần bất định vẻ. Chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua tiêu phàm mới giơ tay lên chỉ, trầm ngâm, sau nửa ngày không nói. Trừ chín cũng không thúc giục hắn, chỉ là lặng lặng yên cùng đợi sau một lát tiêu phàm trầm giọng nói ra cửu huynh ngoại trừ đoạn trường thảo chi độc trong cơ thể người tựa hồ còn có một loại độc dược nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói hẳn là thiên âm độc chỉ có điều tiêu phàm lời còn chưa dứt trừ chín liền con mắt chừng giơ ngón tay cái lên tán thán nói huynh đệ quả nhiên mạch pháp như thần nói được lại chuẩn cũng không có năm đó ta chính là bị người dùng loại này không tiếng động vô vi được xưng thất việt độc một trong thiên âm độc ám hại, nếu không nghe lời, ta như thế nào lại lưu lạc đến tận đây. Lại nói tiếp, trừ chín kinh ngạc xa không bằng tiêu phàm chi cái gì. Người này chúng thiên âm độc, rõ ràng chẳng những không chết, còn có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có một bước ngắn. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Giống như trừ chín nói, thiên âm độc đúng vậy được xưng thất việt độc một trong, tuy nhiên tại thất việt độc bên trong bài danh chót nhất nếu như không có lập tức ăn vào đúng bệnh giải thuốc, cũng là không thể cứu vãn đích. Huynh đệ không cần phải kinh ngạc, lại nói tiếp ta có thể thoát được tánh mạng, may mắn mà lúc ấy bên người vừa vặn có một khối nhỏ mà minh căn bản, đúng vậy đúng bệnh thiên âm độc giải dược, lúc này mới tạm thời ngăn trận độc tính không phát tác, về sau hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng là giải hết độc tính. Hôm nay còn thừa lại một điểm bệnh căn tại, tự vì điểm này lưu lại thiên âm độc độc tính, nhiều năm như vậy, ta một mực vây ở kim đan kỳ, không được tiến thêm nếu không sớm đã đột phá đến nguyên anh kỳ cảnh giới cát lão quái lại có thể nào là đối thủ của ta trừ chín oán hận nói có chút nghiến răng nghiến lợi liếu tương đương nhưng không biết năm đó hắn rốt cuộc đắc tội loại nào nhân vật lợi hại rõ ràng dùng thiên âm độc ám hại hắn đem tiêu phàm có chút khó hiểu trừ chín vừa hận hận nói huynh đệ đương kim thế gian sợ nhất nhiễm đúng là lợi ích hai chữ vì lợi ích vợ chồng phản bội huynh đệ thành thù nhiều vô số kể. Năm đó, khục, cái này dọa người sự tình, không đề cập tới cũng thế. Nói xong, lại là lắc đầu liên tục. Tựa hồ năm đó ám hại hắn cái kia người, vốn là cùng quan hệ của hắn cực kỳ thân cận. Tiêu phàm không có đi tìm tòi nghiên cứu hắn năm đó cùng người khác ân oán, hai hàng lông mày cao lại, nói ra, vô luận là thiên âm độc có lẽ hay là đoạn trường thảo, kỳ thật cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Chính là giải dược rất khó khăn tìm chương 801, giải dược. Đúng vậy, những này lão quái vật sở dĩ để cho chúng ta ăn đoạn trường thảo, cũng là bởi vì đoạn trường thảo giải dược, hoàn toàn khống chế khi bọn hắn nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần có biện pháp rời đi nhạc Tây Quốc, tại quốc gia khác có thể tìm được giải dược, nhưng những này lão quái vật như thế nào lại cho chúng ta lúc này? Trừ chín hầm hừ nói. Lúc trước ân tính lão giả đối với tiêu phàm nói được minh bạch, Đoạn Trường Thảo phát tác thời gian, ngay tại 3 tháng hậu. Trên cơ bản, bọn hắn vừa ly khai lệ thú cánh đồng hoang vu, chính là Đoạn Trường Thảo độc tính phát tác thời điểm. Đến lúc đó sống hay chết, còn không phải khống chế ở đằng kia chút ít lão quái vật trong tay. Xem ra, bọn hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ý định để cho chúng ta đơn giản rời đi. Khơi khoảnh, Tiêu Phàm trầm giọng nói ra, hai hàng lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Tám phần là như thế này, dù sao bọn hắn cũng sợ sư môn trưởng bối của chúng ta tìm tới tận cửa rồi, tự nhiên là gợi yêu ta ít người diệt khẩu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã liễu tương đương. Tiêu phàm sắc mặt hơi đổi, nói ra, nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ từ nay về sau không còn có nơi khác tu sĩ đến đây nhạc Tây Quốc sao? Trừ chín cười lạnh nói, hắc hắc, bọn hắn tự nhiên không sợ. Lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, 60 năm mới tiến hành một lần, Mỗi lần tham dự đánh cuộc từ bên ngoài đến tu sĩ, bất quá hơn 10 người mà thôi. Những thứ khác đều là bản địa một ít trung đẳng tông môn đẳng cấp cao tu sĩ. 60 năm trong lúc đó, bắt 10 tên từ bên ngoài đến tu sĩ, đối với to như vậy nhạc Tây quốc mà nói, thật sự là việc rất nhỏ, hoàn toàn gợn sóng không sợ hãi. Dù sao nhạc Tây kế lớn của đất nước phụ cận mấy cái quốc gia bên trong, bán ra yêu đan nhiều nhất, yêu đan chủng loại nhất quý hiếm địa phương, vì đột phá cảnh giới, luôn hội có không ít kim đan kỳ tu sĩ chạy đến nơi đây đến tìm vận may. Tiêu phàm không khỏi im lặng. Bởi vì cái gọi là con người làm ra tài tử điều là thức ăn vong, vì đột phá cảnh giới kéo dài sống lâu, cho dù biết rõ là hố lửa, cũng có người không chút do dự nhảy xuống. Đoạn trường thảo là thất tuyệt độc về sau, bài danh nhất gần phía trước vật kịch độc. Không giống thất tuyệt độc như vậy, trong người chết ngay lập tức, có thể thông qua luyện chế, lùi lại phát tác, đúng vậy thích hợp nhất độc vật khết lần này tới lần khác có thể giải đoạn trường thảo ba loại thuốc chủ yếu bạch đậu bảy linh chi cùng băng long quả cái này lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong đồng dạng đều không có trong tay của ta ngược lại có một chút bảy linh chi đúng vậy chỉ cần đồng dạng bảy linh chi lại giải không được đoạn trường thảo chi độc tiêu phàm xương cung mày mãnh liệt giơ lên nói ra cửu huynh đỉnh đầu có bảy linh chi đúng vậy a à, làm sao vậy trừ chín kinh ngạc hỏi Tiêu phàm vốn là chố mắt chỉ chốc lát, lập tức cười lên ha hả, tiếng cười thập phần vui vẻ. Chữ chín gấp vội kêu lên, ai ai, tiêu huynh đệ, người đừng đánh với ta bí hiểm, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhưng làm lòng của ta cao cao treo ngược lên liễu tương đương. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, cửu huynh, xem ra trời không tuyệt đường người. Trong tay ngươi có một khỏa bảy linh chi, trong tay ta đầu hết lần này tới lần khác còn có một quả bạch đậu. Cái gì, tay ngươi đầu có bạch đậu, vậy thì tốt quá, trừ chín vốn là đại hỷ, lập tức lại chuyển hỷ vì lo, nhíu mày nói ra, đúng vậy còn kém đồng dạng băng long quả. Không có cái này ba dạng thuốc chủ yếu, có lẽ hay là giải không được đoạn trường thảo chi độc. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, vậy cũng không có thể. Muốn giải đoạn trường thảo chi độc, bạch đậu cùng bảy linh chi tuy át không thể thiếu, băng long quả lại không phải không thể thay thế vật. A à băng long quả có thể thay thế, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên, huynh đệ chính là lang trung, tinh thông y đạo dược lý. Người nói mau, dùng cái gì đó đến thay thế băng long quả. Chữ chín một điệt thanh âm mà hỏi thăm, có vẻ thập phần nóng bỏng. Mắt thấy giải độc có hy vọng, tung tính toán bình tĩnh như chữ chín, cũng có chút cầm giữ bất định. Băng hải đường, huyền mật cùng xích luyện hoa. Tiêu phàm chậm rãi nói ra. Chữ chín lại càng hoảng sợ, kêu lên, băng hải đường. Huynh đệ, người có lầm lẫn không? Cái này băng hải đường đúng vậy vật kịch độc, độc tính không tại đoạn trường thảo phía dưới. Thứ này có thể giải đoạn trường thảo chi độc. Lấy độc trị độc, cho tới bây giờ là y đạo chính đồ. Băng hải đường độc tính mãnh liệt, cùng đoạn trường thảo chi độc vừa lúc là tương khắc vật. Nếu như phụ dùng hắn dược vật của hắn điều hòa, giảm bớt thoáng một tí băng hải đường độc tính, như vậy chính dễ dàng dùng để giải đoạn trường thảo chi độc. Thật sự, trừ chín bán tín bán nghi cũng không phải hắn không tin được tiêu phàm thật sự băng hải đường độc tính quá mãnh liệt bài danh không tại đoạn trường thảo phía dưới là gần với thất tuyệt độc hung mãnh nhất độc dược một trong nếu như không thêm vào luyện chế cứ như vậy nuốt xuống dưới lời mà nói dù cho ngươi công lực thông huyền cũng là trung chi chết ngay lập tức đương nhiên là thật sự tiểu đệ sao dám lừa gạt cửu huynh tiêu phàm mỉm cười nói ngữ khí cực kỳ chắc chắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn như thế nào giải đoạn trường thảo chi độc, Nam Cực Y Kinh thượng ghi lại đắc rõ ràng, có vài chủng trồng phương pháp. Bạch đậu, bảy linh chi cùng băng long quả phụ dùng những dược vật khác giải độc, là ổn thỏa nhất cũng mau lẹ nhất phương pháp, cơ hồ là dược đến độc trừ. Trừ chí nói rất đúng, bạch đậu cùng bảy linh chi là giải đoạn trường thảo chi độc ắt không thể thiếu thuốc chủ yếu, băng long quả lại là có thể thay thế đích. Trên thực tế, băng long quả làm thuốc giải độc, dùng cũng là lấy độc trị độc biện pháp, chỉ là băng long quả độc tính, xa xa không bằng băng hải đường mãnh liệt như vậy. Luận đến giải đoạn trường thảo độc tính hiệu quả, băng hải đường so băng long quả càng tốt, chỉ là hắn thân mình độc tính cũng làm cho người chịu không được. Cho nên phải dùng huyền mật cùng xích luyện hoa lai trung hòa, pha loãng thoáng một tí băng hải đường độc tính mới có thể làm thuốc. Ha ha, quả thật như thế, vậy thì thật là trời không tuyệt đường người. Đi, huynh đệ, chúng ta đây còn trì hoãn cái gì? cái này lên đường đi, Tây Bắc Ba ở ngoài ngàn dặm, chính là huyền phong qua lại táo đen lâm, chúng ta trước tiên đem huyền mật đem tới tay nói sau. Huyền mật cùng táo đen, đều ở tam cực bia vật kể trên tên. Bất quá, cùng mặt khác tất cả tam cực bia vật đồng dạng, chỉ cần tìm được cái này hai dạng đồ vật, là không đủ để kích phát truyền tống lệnh bài đích. Trừ phi bị truyền tống lúc tiến vào, trùng hợp ngay tại táo đen lâm phụ cận, mới có thể tiện đường đi lấy một ít huyền mật cùng táo đen. Nếu không, không có người hội chuyên đi trước bên kia. Tiêu phàm nhưng vẫn có kế hoạch muốn đi xem đi táo đen lâm. Huyền mật là chăn nuôi linh trùng tốt mồi liệu tại linh trùng trong đồ ăn gia nhập một ít cực phẩm huyền mật thậm chí là gia nhập một ít huyền phong sữa ong chúa, đối với xúc tiến linh trùng tiến hóa, có không tưởng được chỗ tốt. Tuy nhiên tại thực dụng đại lượng biết mẫu trùng về sau, lương sắt bạo ngựa đã muốn lâm vào trong lúc ngủ say, có tiến giai điểm báo trước, nhưng chuẩn bị một ít huyền mật, tổng không phải chuyện xấu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cửu huynh an tâm một chút chớ vội, dưới mắt đúng vậy buổi chiều, huyền phong đều ở xào nghỉ tay tức, lúc này đuổi đi qua lấy mật, khả năng muốn gặp phải cả bầy ong công kích, có thể so với so sánh phiền toái. Hay là trước nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày mai đuổi tới táo đen lâm không muộn. Quyền mật tốt lấy, ngược lại cái kia băng hải đường cùng xích luyện hoa, chúng ta cần hảo hảo cộng lại thoáng một tí mới được. Trừ chín bóng nhấy vung tay lên, quả quyết nói ra, vì giải độc, cái kia thiên hồn uyên cùng hỏa long động cũng chỉ có thể xông một lần liễu tương đương thiên hồn uyên cùng hỏa long động là cả lệ thú cánh đồng hoang vô nguy hiểm nhất nhất làm lòng người kinh lạnh mình hai nơi chỗ bia vật mục lục bên trong bài danh thứ hai bạch cam linh quả tự sinh trưởng tại thiên hồn uyên chỗ sâu nhất băng hải đường cũng đồng dạng tiêu phàm linh dược viên ở bên trong có một cây vạn năm bạch cam linh quả cây ăn quả đã sớm hạ quyết tâm đến lúc đó theo linh dược viên hái một quả bạch cam linh quả kích phát truyền tống lệnh bài tốt rồi, không cần phải xâm nhập thiên hồn nguyên đi bốc lên như vậy phong hiểm. Đúng vậy hiện tại, cái này thiên hồn nguyên xem ra còn nhất định phải đi một chuyến liễu tương đương. Tuy nhiên tại bia vật mục lục thượng, băng hải đường bài danh không bằng bạch cam linh quả như vậy gần phía trước, linh dược viên ở bên trong lại trùng hợp không có. Mà cái kia hỏa long động thì là lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, chỗ nguy hiểm nhất luận đến nguy hiểm trình độ, thậm chí càng tại thiên hồn uyên phía trên. Hỏa long trong động, sinh tồn lấy vô số hỏa thuộc tính yêu thú, nguyên một đám tánh khí táo bạo vô cùng. Cái kia xích luyện hoa, chính là sinh trưởng ở hỏa long trong động. Xích luyện hoa thân mình còn thì thôi rồi, chỉ là nhị đẳng bia vật, bài danh cứ việc tương đối gần phía trước, nhưng chỉ cần một cây xích luyện hoa, không đủ để kích phát truyền tống lệnh bài. Dĩ vãng nhiều lần đánh cuộc, cơ hồ cũng không có người đạt được qua xích luyện hoa loại này linh dược. Nguyên nhân rất đơn giản, xích luyện hoa là hỏa vân thường luồng thích ăn nhất một loại linh thảo, sinh trưởng tại hỏa long trong động nóng cháy nhất địa phương. Cứ việc có xích luyện hoa địa phương không nhất định thì có hỏa vân thường luồng, nhưng tỷ lệ tốt nhất xích luyện hoa lại nhất định có hỏa vân thường luồng tại phụ cận thủ hộ. Mà hỏa vân thường luồng tác chính là bài danh tiêu chí vật đệ nhất vị. Vô luận là hỏa vân thường luồng nội đan, thường luồng trảo bổn mạng lân phiến có lẽ hay là thuồng luồng vân hoặc là hỏa vân thuồng luồng ấu thuồng luồng, tùy ý đồng dạng, cũng có thể với tư cách thẳng hàng bia vật, lập tức kích phát truyền tống lệnh bài. Như vậy một phần thật dài bia vật mục lục, duy nhất không có mảnh phần đích, chính là hỏa vân thuồng luồng. Mặt khác cường đại yêu thú nội đan cùng tài liệu khác, đều đều minh xác phân chia. Ví dụ như có chút cường đại yêu thú nội đan, liệt ra tại thẳng hàng bia vật bên trong, tài liệu khác lại chỉ có thể với tư cách nhị đẳng bia vật. Tất cả những này đều chỉ nói rõ một sự kiện, Hỏa Vân Thuồng Luồng là cả lệ thú cánh đồng hoang vu cường đại nhất yêu thú. Hồi lâu trước kia, Hỏa giao loại yêu thú, vốn là lệ thú dãy núi cường đại nhất yêu tộc, hiện tại cũng như trước có lẽ hay là cường đại nhất yêu tộc một trong. Biến hóa Hỏa Vân Thuồng Luồng, thần thông mạnh, tại phía xa bình thường cùng giai biến hóa yêu thú phía trên. Tuy nhiên tại lệ thú cánh đồng hoang vu, bởi vì phong ấn đại trận nguyên nhân hỏa vân thường luồng không có biện pháp tiến hóa đến biến hóa giai đoạn, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể ở vào cửu cấp yêu thú đỉnh phong trạng thái, nhưng ở vào cửu cấp yêu thú đỉnh phong trạng thái hỏa vân thường luồng, thực lực mạnh, tuyệt không tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới. May mà hỏa vân thường luồng ngày bình thường ưa thích đợi tại hỏa long động như vậy nóng bỏng hoàn cảnh trong, cũng không thường xuyên ra ngoài đi đi lại lại, nếu không, cái này lệ thú cánh đồng hoang vô sớm đã trở thành hỏa vân thường luồng thiên hạ tất cả tham gia đánh cuộc tu sĩ, 10 phần 7 tám đều sẽ biến thành hỏa vân thuồng luồng bụng chung mỹ món ăn. Cường đại như thế yêu thú, rõ ràng không phải cái kia một gã kim đan tu sĩ đơn thương thất mã có thể đối phó được. Vì vậy một đầu trưởng thành hỏa vân thuồng luồng, ít nhất có thể phân giải thành năm dạng thẳng hàng bia vật, lại để cho năm tên dự thi tu sĩ, đều có thể kích phát truyền tống lệnh bài, chính là nguyên nhân này. Vì như thế, dự thi các tu sĩ mới có như vậy một tia khả năng, mấy người liên thủ nhất trí, đi trước hỏa long động tàn sát thuồng luồng. Nói cách khác, mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm đi gờ yêu ta thuồng luồng, kết quả chỉ có thể tìm được đồng dạng thẳng hàng bia vật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không khá lớn ra phần đích, ai hội làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà hiện tại, muốn dự đoán được thượng đẳng nhất xích luyện hoa, tiêu phàm cùng trừ chín lượng người, khả năng vẫn không thể không đối mặt một đầu nổi giận hỏa vân thuồng luồng. Audio điện tử võ tấn bền chương 802, Táo Đen Lâm Cùng lệ thú cánh đồng hoang vu rộng lớn tương đối mà nói, trước mắt Táo Đen Lâm xác thực không coi là nhiều sao quảng đại, thực sự có mấy ngàn dặm phạm vi, dặm dạp chẳng chịt màu đen táo cây, liếc trông không đến đầu. Táo Đen Lâm táo cây, so sánh với bình thường táo cây cao hơn lớn, cao tới 6-7 trượt, tán cây rộng rãi đại, màu đen cành lá trong lúc đó, nở rộ lấy đồng dạng rậm dạp chẳng chịt màu đen táo hoa đứng ở giữa không trung nhìn lại, cho đã mắt đều đều là màu đen cây, màu đen hoa, có vẻ cực kỳ quái dị. Tương đối mà nói, tại táo đen lâm trong lúc đó không ngừng xuyên thẳng qua vãng lai huyền phong, cũng rất không ngờ liễu tương đương. Ngoại trừ bên ngoài thân là màu đen bên ngoài, huyền phong tựa hồ cùng mặt khác ong mật không có bao nhiêu khác nhau, cái đầu cũng chỉ trung đẳng, tàng hình tại rậm rạp táo đen trong rừng, nếu như không cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là không dễ dàng phát giác sự hiện hữu của bọn nó bất quá tiêu phàm cùng chữ chín ai cũng không dám xem thường. Đừng nhìn những này huyền phong không chút nào thu hút, rất nhiều đều là thật sự nhất gia yêu trùng, có luyện khí kỳ 5-6 tầng tiêu chuẩn, trong đó cũng không có thiếu cấp 2 yêu trùng, tương đương với chúc cơ kỳ tu sĩ liếu tương đương. Mấu chốt nhất đương nhiên có lẽ hay là số lượng. Phạm vi mấy ngàn giảm táo đen lâm, huyền phong hoàn toàn chiếm lấy, cơ hồ không có những thứ khác yêu trùng cùng yêu thú qua lại. Như thế rộng lớn một mảnh táo rừng cây, nuôi sống huyền phong số lượng nhiều, có thể nghĩ. Tung tính toán tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông huyền phong, chỉ cần có một phần vạn tiến giai thành yêu trùng, số lượng cũng đã phi thường khả quan liễu tương đương. Cũng may số lượng như thế phần đông huyền phong, không có khả năng thuộc về cùng một cái bầy ong. Bình thường ong mật bầy ong khuếch trương lớn đến nhất định trình độ, muốn chia tổ. Huyền phong cũng không ngoại lệ. Mấy ngàn dặm rộng táo đen lâm, bị tất cả lớn nhỏ huyền bầy ong phân cách thành rất nhiều khối nhỏ, đều tự cắt cứ, lẫn nhau không lệ thuộc. Trên lý luận, càng là hướng trung tâm khu vực, huyền bầy ong số lượng liền càng lớn, sản xuất mật vượt lên các loại, sữa ong chúa tỷ lệ cũng càng tốt. Muốn giải đoạn trường thảo chi độc, dược liệu phẩm chất càng tốt, giải độc lại càng sạch sẽ triệt đề. Nhìn qua từng bầy màu đen ong mật tại tán cây gian bay tới bay lui, trừ chín có chút ra đầu run lên, quay đầu nhìn tiêu phàm liếc, thấp giọng nói ra, huynh đệ, chúng ta ở này biên giới nơi tìm điểm nhỏ bầy ong ra tay a à, dù sao huyền mật cũng không phải giải độc thuốc chủ yếu đường đường cửu công tử tựa hồ đối với những này lông mềm như nhung tiểu trúc chít, có nào đó sợ hãi cảm giác tiêu phàm mỉm cười nói cửu huynh không cần phải lo lắng ta có biện pháp tránh đi những này huyền phong a à hát biện pháp gì trừ chín bữa ăn lúc đại hỉ liên tục không ngừng mà hỏi thăm tiêu phàm lấy ra hai quả đậu nành lớn nhỏ dược hoàn giao cho trừ chín một khỏa, nói ra, đây là ta chuyên môn phối chế khu trùng hoàn, hương vị cay độc, dẫn tại trên thân thể, đa số yêu trùng đều trốn tránh. Có loại này thứ tốt. Trừ chín bán tín bán nghi, bề bộn tức nhận lấy dược hoàn, một cổ cay độc mùi, xông vào mũi, nhịn không được ngay đánh cho nhảy mũi. Tiêu phàm nói ra, khu trùng hoàn đối với đại đa số yêu trùng đều hữu hiệu, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không đi trêu chọc những vật nhỏ này. Đợi cho lấy mật thời điểm, chỉ cần dựa vào khu trùng hoàn sẽ không đủ rồi. Chỉ sợ một hồi đại chiến có lẽ hay là không thể miễn. Cái kia cũng không tệ rồi, chờ đến táo trong rừng, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh không muộn. trừ chín cũng là vô cùng có quyết đoán tính tình, mặc dù đối với huyền phong tựa hồ có chút mẫn cảm, có lẽ hay là lập tức liền hạ quyết tâm. Dùng hắn hai người trong kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ cần không trêu chọc đến cả táo đen lâm huyền bầy ong, chắc hẳn muốn thoát thân cũng không tính toán rất khó khăn đáng tiếc tiêu phàm lương sắt con bọ ngựa đã muốn lâm vào trong lúc ngủ say nếu không thời khắc mấu chốt đem những này hung ác ra hỏa phóng xuất đa số huyền phong lập tức sẽ gặp quá ư sợ hãi cho tới bây giờ lương sắt con bọ ngựa chưa gặp được ông trời của mình địch hai người lúc này đem khu trùng hoàn đeo tốt thân hình lóe lên liền là trốn vào táo trong rừng táo đen lâm hoàn toàn bị huyền phong chiếm cứ ngoại trừ loại này màu đen ong mật mặt khác yêu trùng yêu thú cơ bản tuyệt tích dựa theo linh trùng tông bí phương phối chế khu trùng hoàn quả nhiên thập phần hữu hiệu, hai người tại táo trong rừng rất nhanh tiến lên, ven đường gặp được không ít bầy ong, nghe thấy tới khu trùng hoàn cay độc hương vị, liền là lui tránh tránh xa. Coi như là những kia hiếm thấy cấp 2 huyền phong, cũng không muốn tới gần bọn hắn. Cái này hai cái người từ ngoài đến tự hồ chỉ là muốn xuyên qua táo lâm, đảo cũng không có bao nhiêu uy hát ép, không cần để ý. Một đường thuận lợi, cứ việc bởi vì đại trận phong ấn chi lực, bọn hắn đột nhanh chóng đại được áp chế, tiểu sau nửa canh giờ, có lẽ hay là không hề trở ngại mà đi tới táo lâm vùng đất trung ương. Tương đối mà nói, vùng đất trung ương táo cây so táo bên rừng duyên nơi táo cây càng cao hơn đại, một gốc cây khỏa màu đen táo cây, cao tới vài chục trượng, tán cây triển khai, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng rộng. Hơn nữa vùng đất trung ương táo cây, không ít táo hoa tàn lụi, bắt đầu kết quả. Trừ chín không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu, nói ra, hắc hắc, tốt, rất tốt. Tại đây táo cây bắt đầu kết quả, đa số huyền phong muốn đi chỗ xa hơn hút mật, ở lại giữ nhà huyền phong sẽ không quá nhiều. Lại đang táo trong rừng ghé qua chỉ chốc lát quang cảnh, hai người đồng thời đè lại độn quang. Huynh đệ, chính là chỗ này. Trừ chín hạ giọng nói ra, trong giọng nói có lẽ hay là lộ ra khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Chỉ thấy cách đó không xa một cây đặc biệt cao lớn táo cây, Cú kết thân cành bên trong, rậm rạp chằng chịt mà treo hơn 10 cái tổ ong, trong đó lớn nhất một cái tổ ong, từ trên xuống dưới, dài đến 3-4 trượng, trung ương bộ vị đường kính cũng đạt tới hai trượng đã ngoài, cực kỳ đồ sộ. Trừ chín cùng tiêu phàm, đều đều được coi là kiến thức rộng rãi, khổng lồ như vậy tổ ong, nhưng cũng là cuộc đời đầu một hồi nhìn thấy. Ngoại trừ lớn nhất cái này tổ ong bên ngoài, mặt khác hơn 10 cái tổ ong, cũng đều có hai ba trượng lớn nhỏ, như cùng một cái cái cự đại con thoi, đổi chiều tại táo cây thân cảnh phía dưới. Một cổ cực kỳ mê người ngọt hương, xông vào mũi, dùng tiêu phàm cùng trừ chín định lực mạnh, vừa nghe phía dưới, cũng không nhịn có chút đầu váng mắt hoa. Thơm quá, đều nói huyền mật tinh luyện về sau, có thể tăng tiến ảo thuật tạo nghệ, xem ra là danh bất hư truyền liễu tương đương. Chữ chín tấm tắc tán thưởng. Tiêu phàm nói ra, chính thức có thể tăng tiến ảo thuật tạo nghệ đích, hẳn là sữa ong chúa huyền mật hiệu quả, nên vậy không quá rõ ràng. Chúng ta đây tự lấy chút hít sữa ong chúa A. Chữ 9 lập tức nói ra, thần niệm hướng những kia tổ ong quét qua, hai hàng lông mày lại có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Cũng không biết tổ ong dùng loại nào chất liệu xây, dùng hắn thần niệm chi lực, rõ ràng dò xét không vào đi. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lập lè, lập tức cũng nhíu mày, nói ra cửu huynh, xem ra muốn lấy sữa ong chúa, còn có chút phiền phức. A hát. Người phát hiện cái gì? Cái này 10 cái tổ ong bên trong, phổ thông huyền phong tuy nhiên không nhiều lắm, nhất giai cấp 2 yêu trùng nhưng lại không ít. Nhất giai yêu trùng đã lâu không đi quản hắn, cấp 2 đã ngoài yêu trùng, thì có hơn 10. Lớn nhất chính là cái kia tổ ong bên trong, còn có một đầu dáng người vượt xa mặt khác yêu trùng ong chúa, cảm thụ không đến khí thức của nó, phòng trừng ít nhất là cấp 2 đỉnh phong, làm không tốt đã muốn tiến hóa đến tam giai. Tiêu phàm thấp giọng nói ra, Tam giai, trừ chín lược ăn cả kinh. Tam giai linh trùng đã muốn tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, bình thường mà nói, những này yêu trùng cứ việc linh trí không mở, thiên phú thần thông mạnh, cho dù không phải bình thường cùng giai nhân loại tu sĩ có thể chịu được địch nổi. Một đầu tam giai ong chúa, xuất lĩnh hơn 10 cấp hai yêu trùng, hơn nữa càng nhiều là nhất giai yêu trùng, đối phó bắt đầu đứng dậy thật đúng là không phải dễ dàng như vậy thực tế quan trọng hơn là bọn hắn đã muốn xâm nhập đến táo đen lâm trung ương nhất tuy nhiên trên lý luận cả táo đen lâm huyền phong không có khả năng lẫn nhau lệ thuộc nhưng yêu trùng giới sự tình ai có thể nói được rõ ràng vạn nhất chúng lẫn nhau trong lúc đó thực sự hỗ trợ điều ước phiền toái tự đại liếu tương đương mặc kệ nhiều như vậy đã đến nơi này không có tay không mà quay về đạo lý Chữ chín giật mình lóe lên tức thì lập tức sắc mặt trầm xuống nói ra tiêu phàm mỉm cười nói ra là đạo lý này, bất quá tại động thủ trước kia chúng ta còn phải cùng vài vị bằng hữu chào hỏi. bằng hữu trừ chín cả kinh hô mà một tiếng vốn là hết sức áp lực khí tức mãnh liệt phóng ra, lập tức một cổ kinh khủng linh áp cuồn cuộn ra. hắn là tạm thời không có phát giác ngoài ý muốn, nhưng tiêu phàm đã nói như vậy rồi, chắc chắn sẽ không là không có lửa thì sao có khói. bất quá trong khoảng khắc, trừ chín liền đã làm xong chém gờ iota s chuẩn bị táo lâm bốn chu im ắng đích, ngoại trừ ngẫu nhiên có huyền phong ra vào tổ ong phát ra ong ong thanh âm, nếu không thấy những thứ khác vật còn sống. Tiêu phàm cười cười, nói ra, xem ra chư vị là không muốn cùng tại hạ hai người liên hệ rồi, đã như vậy, cũng đừng trách tại hạ đem chư vị mời đi ra. Đang khi nói chuyện, ống tay áo run lên, một đoàn bóng đen bắn ra, nhảy lên liền lên bờ vai của hắn, đúng vậy tại linh thú hoàn bên trong nghỉ ngơi hắc lân. Hắc lân vừa hiện thân, liền là thân thể một cung cái cổ gian lông màu đen chuẩn bị dựng thẳng lên một đầu mấy trượng lớn nhỏ mãnh thú hư ảnh tự hắn trên người bay vút lên mà dậy ngửa mặt lên trời không tiếng động mà gào thét một tiếng hắc lân cái chắn cái kia đoàn màu trắng bộ lông bên trong bắn ra một đạo đen nhánh ánh sáng hướng về cực lớn táo cây hơi nghiêng kích bắn đi suy mà một tiếng vang nhỏ giống như liệt bạch thanh âm một hồi vằn nước loại chấn động nhộn nhạo mở đi ra vốn là không có một bóng người táo bên cây bên cạnh cảnh sắc biến đổi, hai người hai thú hiện thân ra. Trước một người, bộ ngực sứa cao ngất, dáng người đầy đặn yểu điệu, trắng như tuyết một đôi chân trần, một đôi ngập nước mắt to, nhìn thẳng hắc lân, kiều mị vạn phần trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy đại biểu vu linh cốc cốc chủ tham gia đánh cuộc ngọc gia gia trưởng Ngọc Uyển Nhi. Theo sát Ngọc Uyển Nhi bên người đích, tác chính là là một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó xấu xí đại hán, thân hình cao lớn, lòa lồ nửa người trên cơ thể cù kết, Cầm trong tay một đầu vừa thô vừa to lang nha bổng, mắt lộ ra hung quang, toàn thân đều là không che giấu được bạo ngược khí, làm cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo khởi đả thương người. Rõ ràng là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên còn không có đạt đến tại hậu kỳ đại thành đỉnh phong cảnh giới, cũng đã tương đương khó lường liễu tương đương. Tiêu Phàm nhớ rõ, người này xấu xí đại hán là đại biểu cho Thiên Thai Tông một vị nguyên anh tu sĩ dự thi đích, lại không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng cùng Ngọc Uyển Nhi với nhau, nhìn về phía trên là dâng tặng Ngọc Uyển Nhi cầm đầu. Cùng người này xấu xí đại hán tương đối mà nói, Ngọc Uyển Nhi bên người con yêu thú cũng thập phần đoạt mắt. Trong đó một đầu thân cao ba thước thương vượt, dâu bạc trắng lông mi trắng, trong hai mắt, lóe ra yêu dị màu đỏ như máu. Thình linh đúng là một đầu cửu cấp đỉnh phong yêu thú. Tương đối mà nói, đứng ở Ngọc Uyển Nhi trước người cái kia đầu thân cao ba trượng, da dày thịt béo yêu thú, tuy nhiên ngoại hình nhìn về phía trên muốn uy mãnh nhiều lắm, lại gần kể chỉ là một đầu thất cấp mặt trồn thú. Vốn là hoàn toàn không giáp với hai gã tu sĩ cùng con yêu thú, cứ như vậy ngốc lại với nhau, làm lòng người chung rất có quái dị cảm giác. chương 803, Thú Ngữ Đây là tiêu đạo hữu linh sủng A, thật không nghĩ tới. Cái này hắc miêu còn mang theo quỷ nước thánh linh thực mắt hắc kỳ lân một chút huyết mạch. Chính là một đầu thất cấp yêu thú, có thể khám phá ta ảo thuật, thật sao làm cho người ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ngọc Huyền Nhi đối với tiêu phàm cùng chữ chín không thèm để ý chút nào, chỉ là chầm chầm vào hắc lân, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Nếu như nói, tại bên ngoài thời điểm, tất cả mọi người còn bảo lưu lấy ba phần giả mù sa mưa mặt nạ, đến lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, này mặt nạ tựu rốt cuộc không cần. Nơi này là một cái hoàn toàn người mạnh là vua thế giới. cuống chi, tại trên quảng trường, Tiêu Phàm đã muốn hung hăng mà đắc tội qua vị này đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Gia Lão Tổ. Tiêu Đạo Hiếu, không dối gạt hai vị nói, ta thật vất vả tiềm hành đến nơi này, mắt thấy huyền mật cùng sữa ong chúa muốn tới tay, kết quả lại bị hai vị phá hủy chuyện tốt. Không biết hai vị ý định như thế nào bồi thường. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Ngọc Huyền Nhi liền lời nói xoay chuyển, nói ra như vậy một phen đến. Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nghe khẩu khí của nàng, lại tựa hồ như thiên kinh địa nghĩa, trừ chín tự cười liếc cái này kiều mỹ nữ nhân liếc nói ra ngọc đạo hiếu hẳn là muốn muốn chúng ta đem linh sủng hai tay dâng ngọc huyền nhi khẽ cười một tiếng nói ra đúng là như thế hai vị đạo hiếu không sẽ cảm thấy yêu cầu này rất quá phận a à. lời nói thật nói ta đã rất cho hai vị mặt mũi đổi lại là những người khác hư hỏng như vậy ta chuyện tốt th yêu ta ép thân đã sớm tức giận chúng ta cũng rất tức giận lần này mở miệng đích nhưng lại tiêu phàm, nhìn qua Ngọc Uyển Nhi, không mặn không nhạt nói, ánh mắt có chút lạnh. Các hạ nếu như muốn muốn gỡ yêu ta ép người đoạt bảo lời mà nói cứ việc động thủ. Tiêu mỗ rất nguyện ý lĩnh giáo các đã hạ thủ đoạn. Ngọc Uyển Nhi biến sắc, khanh khách mà kiều cười rộ lên, tiếng cười tuy nhiên kiều diễm, lại lộ ra một cổ lạnh lùng hàn ý, nói như vậy, tiêu tiểu ca phải không cho th yêu ta ép thân mặt mũi. Nếu tại bên ngoài, người nói như vậy, ta bao nhiêu trả lại cho ân lão quái vài phần chút tình mọn. Về phần dưới mắt nha, tiểu ca nhất định phải tự tìm đường chết, th yêu ta ép thân cũng là bị buộc bất đắc dĩ liếu tương đương. Tiểu ca đi dưới cửu tuyền, nhưng chẳng trách người khác. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, ống tay áo dương lên, một cổ màu vàng cắt bụi xoay tròn ra, ngay tại chỗ nhoáng một cái, lập tức liền chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Thổ ma ngỡ, điều đó không có khả năng. Vốn là còn nói cười yên yến, Tựa hồ tính trước kỹ càng Ngọc Uyển Nhi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được, thổ ma ngẫu cái kia kim đan hậu kỳ đỉnh phong cường hoành khí tức. Bởi vì là ma ngẫu nguyên nhân, khí tức thậm chí so nhân loại kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ còn cường đại hơn ba phần. Ma ngẫu làm sao có thể thu vào chữ vật vòng tay bên trong đi? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Trong lúc này, Ngọc Uyển Nhi biến sắc lại biến, trong nội tâm kinh nghi bất định. Có quan hệ vu linh cốc ân lão quái tốn hao hai mươi mấy năm tâm huyết, luyện chế ra một cụ kim đan hậu kỳ đỉnh phong thổ ma ngẫu, chuẩn bị tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc sự tình, nhạc Tây Quốc những này môn phái tu chân cùng thế gia, sớm đã nhận được rồi tin tức. Chỉ là về sau đổi thành tiêu phàm tham gia đánh cuộc, mọi người cũng sẽ đem thổ ma ngẫu ném ra. Đến sau đầu, ma ngẫu không thể được thu vào chữ vật vòng tay, đây là mọi người chung nhận thức nhưng Ngọc Uyển Nhi cũng tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhìn lầm, càng sẽ không cảm giác sai. Có lẽ ân lão quái tìm được rồi cái gì biện pháp tốt, có thể đem ma ngẫu cất vào chữ vật vòng tay. Những này nguyên anh lão quái nguyên một đám thần thông quảng đại, loại sự tình này thật đúng là khó mà nói. Tiêu đạo hữu hiểu, hiểu lầm, TH Iota ép thân chỉ là cùng hai vị đạo hữu hay nói giỡn. Tất cả mọi người là vì huyền mật cùng sữa ong chúa mà đến, chính nên vậy chân thành hợp tác. Tổn thương hòa khí lời mà nói, lại cũng đừng nhắc. Sau một khắc, Ngọc Uyển Nhi liền cười má lúm đồng tiền như hoa, nũng nịu nói ra. Chỉ có điều thoáng qua trong lúc đó, Ngọc Uyển Nhi liền suy nghĩ rõ ràng thế cục. Nàng bên này, hai gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một đầu cửu cấp yêu thú, một đầu thất cấp yêu thú, Tiêu Phàm cùng trừ chín tác chính là là một gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một gã Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ tăng thêm so bình thường kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ còn cường hãn hơn ba phần thổ ma ngẫu cùng tương đương với thất cấp yêu thú hắc nhiêu linh sùng cơ hồ chính là lực lượng ngang nhau thực lực thật sao tranh đấu bắt đầu đứng dậy ai thắng ai thua thật sự rất khó nói như vậy cố sức không nịnh nọt sự tình tự nhiên ai cũng không muốn làm đích chỉ là nữ nhân này mặt trở nên nhanh như vậy hãy để cho tiêu phàm hơi có chút ngoài ý muốn tiêu chân nhân là đoan phương quân tử như vậy tắc kè hoa bổn sự nhưng lại chưa từng học hội. Trừ chín ha ha cười một tiếng. Đối với Ngọc Uyển Nhi tắc kè hoa bổn sự không thèm để ý chút nào, lại nhiều hứng thú mà chầm chầm vào đầu kia cửu cấp đỉnh phong thương vượn cùng ra dày thịt béo mật trồn thú xem cái không được, cười mỉm nói Ngọc Tiên Tử cái này hai đầu linh thú là chuyện gì xảy ra? Không phải là Ngọc Tiên Tử chính mình nuôi dưỡng a? À. Trong miệng nói như vậy, Trừ chín trên mặt lại lộ ra hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không tin thần sắc đến. Tuy nhiên linh sủng cùng yêu thú, thuộc về đều đều có thể dùng tính toán làm là loại thú, nhưng nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Mặc kệ thật lợi hại linh sủng, cũng sẽ không giống như yêu thú như vậy giã tính 10 phần. Cái này còn yêu thú, rất hiển nhiên không phải tự hành nuôi dưỡng linh sủng. Thực tế đầu kia mật trồn thú, trong mắt lộ hung quang, cũng xa không kịp nuôi dưỡng linh sủng như vậy linh khí bức người. Đúng vậy, nếu như cái này còn yêu thú không phải Ngọc Uyển Nhi tự hành nuôi dưỡng đích, lại là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ, thân mình chính là lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong yêu thú? Vậy cũng thật sự quá không thể tưởng tượng liễu tương đương. Lệ thú cánh đồng hoang vu yêu thú, làm sao có thể cùng nhân loại tu sĩ bắt tay hợp tác? Ngọc Huyền Nhi khanh khách một tiếng, nói ra, cửu công tử, cái này là TH yêu ta ép thân tiểu bí mật. Liền vào lúc này, chữ chín vang lên bên tai tiêu phàm truyền âm thanh âm, cửu huynh, trong lúc này nhưng có thể có chút cổ quái bên người nàng vị kia đạo hữu cùng cái này còn yêu thú giống như đều nhận lấy nào đó mị hoặc từ đầu đến cuối tên kia cầm trong tay lang nha bổng xấu xí nam xây đều không có mở miệng nói qua một chữ tuy nhiên mặt ngoài xem không có bất kỳ dị thường lại vô cùng có khả năng nơi vì loại nào đó không bình thường tình huống bên trong trừ chín sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng cũng truyền âm nói ra ta cũng đang có cảm giác như vậy chỉ là cảm thấy kỳ quái cái này yêu nữ dụ dỗ chi thuật tuy có thể làm cho nam nhân vì chi thần hồn điên đảo, nhưng cái này con yêu thú, lại giải thích thế nào? Ta cũng không tin, nàng ngay yêu thú cũng có thể mị hoặc. Tại nam nhân trong mắt, tướng mạo đẹp như hoa, phong tình vạn trùng ngọc uyển nhi, tại yêu thú xem ra, có lẽ xấu xí không chịu nổi. Công hầu tử cảm thấy tốt nhất xem đương nhiên là cái hầu tử, châu được thích nhất tự nhiên cũng chỉ có thể là bò cái. Tiêu phàm nhẹ nhàng vuốt cầm, thấp giọng nói ra, tóm lại có cổ quái, chúng ta có lẽ hay là chú ý thì tốt hơn. Ngọc Uyển Nhi tự cúng sẽ không khiến hai người bọn họ đang tại chính mình mặt một mực như vậy truyền âm thương lượng xuống dưới, khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, nói ra, hai vị đạo hiếu, đối với TH yêu ta ép thân vừa rồi đề nghị kia, có ý kiến gì sao? Bắt tay hợp tác, chúng ta đương nhiên không phản đối. Xin hỏi Ngọc Tiên Tử, ý định hợp tác như thế nào đâu này? Trừ chín mỉm cười hỏi, nghiễm nhiên đã muốn trở thành người chủ sự tiêu phàm cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao tại tu chân giới, là tu vi rất cao người quyền nói chuyện càng lớn. Rất đơn giản, TH ép thân vốn là ý định lại để cho này đầu mật trồn thú ra mặt lấy mật, bất quá cái này lớn nhất tổ ong bên trong, tựa hồ có một đầu tam giai trùng vương. Tăng thêm mặt khác cấp 2 cùng nhất giai huyền phong, một đầu thất cấp mật trồn thú nhưng ứng đối không được. Chỉ có thể dùng đánh lén phương thức, có thể lấy bao nhiêu cho dù bao nhiêu hiện tại tăng thêm hai vị đạo hữu cùng thổ ma ngỗ, chúng ta bên này đã muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cũng có thể thoải mái mà ra tay, đem tại đây sữa ong chúa cùng thượng đẳng huyền mật đều lấy đi. Ngọc Huyền Nhi tựa hồ cũng sớm đã tính trước kỹ càng, lập tức mở miệng nói ra. Tiêu phàm lông mày nhăn lại, nói ra, sữa ong chúa cùng huyền mật tuy quý hiếm, nhưng là không dùng được nhiều như vậy a, à, không cần phải đốn hết cây trong rừng. Nếu thật là chọc giận cả táo đen lâm huyền phong, phiền toái cũng là không nhỏ. Những này tổ ong thật lớn như thế, mật nhiều, có thể nghĩ. Chỉ sợ nghiêm chỉnh cái chữ vật vòng tay, đều cất chứa không được nhiều như vậy sữa ong chúa cùng mật. Ngọc Uyển nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Tiêu đạo hữu, THIOTA ép thân tu luyện công pháp, đối với huyền mật cùng sữa ong chúa nhu cầu đều là càng nhiều càng tốt." Đương nhiên, đạo hiếu nói cũng có đạo lý, thật muốn đem tại đây mật toàn bộ lấy đi, cũng không lớn hiện thực sự thật. Chúng ta diệt sát đầu kia tam giai ong chúa về sau, đem sữa ong chúa toàn bộ lấy đi thì ra là rồi, về phần thượng đẳng huyền mật, có thể lấy bao nhiêu tựu là bao nhiêu. Hai vị đạo hữu định như thế nào? Nàng có thể cậy vào ảo thuật, một đường vô thanh vô tức đi vào táo đen lâm vùng đất trung ương, không kinh động những kia huyền phong, có thể thấy được tại ảo thuật trên có lấy cực cao tạo nghệ. Huyền mật cùng sữa ong chúa, đối với ảo thuật tu luyện, vô cùng có giúp ích. Trừ chín lập tức nói ra, tốt, chính là như vậy nói định rồi sữa ong chúa mọi người chúng ta chia đều, về phần huyền mật, vậy thì theo như nhu cầu. Dù sao tại đây mật rất nhiều, hoàn toàn không cần phải lo lắng không đủ phân phối. Tiêu phàm cũng nhẹ gật đầu. Ngọc Huyền Nhi khẽ cười nói, đã như vậy, tiêu đạo hiếu, người cái kia thổ ma ngẫu có thể thu hồi lại liễu tương đương. Vừa rồi thổ ma ngẫu nhoáng một cái phía dưới, liền chui xuống đất ngọn nguồn không thấy bóng dáng, đúng vậy làm cho Ngọc Huyền Nhi bỗng nhiên thay đổi chủ ý mấu chốt nhất nguyên nhân. Tại đây trong rừng rậm, bị quản chế tại đại trận phong ấn chi lực cùng huyền phong uy hát Ta tất cả mọi người không thể tại rừng cây phía trên bay qua, nếu không sẽ thành vì tất cả huyền phong mục tiêu công kích, chỉ có thể ở trong rừng tầng trời thấp phi độn mà qua, tốc độ đại chế ngự chế. Thổ ma ngẫu tinh thông thổ độn thuật, một chui xuống dưới đất về sau, Ngọc Huyền Nhi dùng thần niệm chi lực điều tra, rõ ràng không có kết quả gì, lập tức liền trong nội tâm kinh hãi. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, thổ ma ngẫu uy lực chính có thể phát huy đến mức tận cùng. Cái này ma ngẫu một khắc không theo lòng đất triệu hoán đi ra, Ngọc Uyển Nhi liền một khắc không được an tâm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, Ngọc Đạo Hiếu cứ việc yên tâm, đã cử huynh đã muốn đáp ứng cùng Đạo Hữu liên thủ, chúng ta đây coi như là bằng Hiếu liếu tương đương. Biết rõ Ngọc Uyển Nhi đối với thổ ma ngẫu kiêng kỵ dị thường, Tiêu Phàm như thế nào lại đem ma ngẫu triệu hoán đi ra? hắn tuy nhiên không biết vô duyên vô cớ cùng Ngọc Uyển Nhi trở mặt thành thù, sau lưng đánh lén, lại không thể cam đoan Ngọc Uyển Nhi cũng có loại này quân tử phong thái. Bởi vì cái gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngọc Uyển Nhi đôi mi thanh tú nhân lại, lập tức giãn ra, bỗng nhiên quay đầu đối với bên người thương vượn nói vài câu ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, cái kia thương vượn trong mắt huyết quang lóe lên, hung dữ mà nhìn chằm chằm tiêu phàm liếc, tung trên người phía trước cái kia khỏa cực lớn táo đen cây, đào mắt cũng không thấy bóng dáng. Tiêu phàm cùng trừ chín vội vàng dụng thần niệm quét tới, nhưng lại không hề phát giác. Cái này thương vượn một độn thuật chi thần kỳ, vậy mà chút nào cũng không tại thổ ma ngẫu thổ độn thuật phía dưới. Thực tế lệnh tiêu phàm cùng trừ chín giật mình chính là, Ngọc Uyển Nhi tựa hồ hiểu được thú ngữ. Loại thiên phú này, cực kỳ hiếm thấy. Mắt thấy thương vượn ẩn thân ở táo cây bên trong, Ngọc Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhẹ thở vào một cái, trọng lại trở nên cười má lúm đồng tiền như hoa, núng nịu nói ra, hai vị đạo hiếu, mọi người đồng loạt động thủ đi. chương 804, Thiên Hồn Uyên chương 785, Thiên Hồn Uyên Khoảng cách về sau, táo đen lâm ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên nổ đùng thay nhau nổi lên, linh khí cuồn cuộn, tiếng gỡ yêu ta sung trời. Đây là một sân cơ bản không có lo lắng chiến đấu. Bầy ong đại bộ phận huyền phong, đều rời xa tổ ong, ra ngoài thu thập mật hoa, lưu thủ tại tổ ong chi huyền phong vẫn chưa tới một thành. Mặc dù có một đầu tam giai phong vương hòa hơn 10 cấp hai yêu trùng, nhưng này đầu tam giai ong chúa cũng là vừa vận tiến giai không lâu, cảnh giới chưa vững chắc, hơn nữa huyền phong cũng không phải dùng chiến đấu tăng trưởng kỳ trùng. Đối mặt nhưng lại tám gã kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ cùng yêu thú, hắn có 5 tên thực lực tương đương tại kim đan hậu kỳ cảnh giới, còn có một đầu các loại ong mật thiên địch, thất cấp mật trồn thú chiến đấu rằng có gần nửa canh giờ, phong vương hòa tất cả cấp 2 nhất giai huyền phong, cơ hồ bị diệt sát hầu như không còn. Mặt khác phổ thông huyền phong, càng là xa xa chạy thoát mở đi ra, không dám tới gần. Phá vỡ chính cái kia lớn nhất tổ ong, nhận được rồi vượt qua mọi người tưởng tượng đại lượng sữa ong chúa, hắn thậm chí còn phát hiện kết thành hắc ám sắc tinh thể năm xưa sữa ong chúa, làm cho Ngọc Uyển Nhi mừng rỡ. Theo nàng giới thiệu, loại này đã muốn kết tinh, hơn nữa tinh thể thành hắc ám sắc sữa ong chúa, Năm ít nhất tại mấy trăm năm đã ngoài, là ông chúa lưu cho mình tiến dai lúc dùng ăn đích, đó là huyền mật tinh hoa nhất bộ phận. To như vậy tổ ong chi, loại này hắc ám sắc kết tinh sữa ong chúa cũng không nhiều, chỉ có nho nhỏ bốn khối, mỗi một khối bất quá nắm đấm lớn nhỏ. Phỏng trừng đại bộ phận kết tinh sữa ong chúa, đã bị đầu kia tam giai ong chúa tại tiến dai lúc chó ăn hết, cái này nho nhỏ bốn khối là ăn còn lại đích. Sữa ong chúa cùng bình thường huyền mật bất đồng, chẳng những không có vẻ này hương vị ngọt ngào hương vị, ngược lại nhiều hơn một cổ cay độc khí tức. Nếu như không là người biết hàng, thật đúng là vô cùng khó đem cái này hắc ám sắc cay độc tinh thể. Cùng sữa ong chúa liên hệ tới. Lập tức mọi người cũng không khách khí, một người một khối. Chia cắt cái này bốn khối kết tinh sữa ong chúa. Nhìn ra được, Ngọc Uyển Nhi đối với Tiêu Phàm cùng trừ phân đến hai khối sữa ong chúa phi thường đỏ mắt. Chỉ có điều biết rõ không có thương lượng đường sống, thì miễn tôn khẩu nhưng là nguyên vốn hẳn nên phân phối cho xấu xí đại hán cái kia một khối tinh thể, Ngọc Uyển Nhi lại không chút khách khí mà thu vào chính mình chữ vật vòng tay, ngay một câu dư thừa giải thích lời nói đều chưa từng nói, xấu xí đại hán cũng không có nửa phần không vui vẻ, tựa hồ đây hết thảy đều là đương nhiên thiên kinh địa nghĩa đích. Tiêu phàm cùng trừ liếc nhau, tâm đều đều hiện lên một vòng cảnh giác ý. Cái này xấu xí đại hán nếu như không là vì sáng sớm cùng với Ngọc Uyển Nhi đạt thành nào đó hiệp nghị, vậy thì vô cùng có khả năng là bị Ngọc Uyển Nhi điều khiển liễu tương đương. Xem ra đối với hồ yêu ca nữ dụ dỗ chi thuật, chỉ bằng đặc biệt chú ý để ý mới được là. Phân phối hết sữa ong chúa, lại đều tự thu một ít thượng đẳng huyền mật, Ngọc Uyển Nhi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tự nhiên cười nói, nói ra chữ đạo hiếu, tiêu đạo hiếu, kế tiếp hai vị muốn đi nơi nào. Đã mọi người hợp tác vui sướng, kế tiếp tiếp tục liên thủ như thế nào chử ha ha cười nói chúng ta muốn đi thiên hồn uyên thử thời vận ngọc tiên nhưng có hứng thú vừa nghe thiên hồn uyên danh tiếng ngọc uyển nhi trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi lập tức mỉm cười nói đi thiên hồn uyên hai vị là hướng về phía cái kia bạch cam linh quả đi sao cùng với đi thiên hồn uyên mạo hiểm còn không bằng mọi người liên thủ nhất trí đi hỏa long động tìm xem cơ duyên thiên hồn uyên cùng hỏa long động là lệ thú cánh đồng hoang vô hung hiểm nhất hai nơi chỗ Hắn nguy hiểm trình độ khó phân cao thấp. Bất quá Ngọc Uyển Nhi tu luyện chính là âm nhu công pháp, đối với Thiên Hồn Nguyên Âm Quỷ Lệ Phách không có bao nhiêu khắc chế chi lực, không nghĩ qua là thì có thể bị đồng hóa. Vĩnh viễn ở lại Thiên Hồn Nguyên Chi, rốt cuộc ra không được. Hỏa Long Động, hẳn là Ngọc Tiên tại đánh Hỏa Vân Thuồng Luồng Nội Đan chủ ý. Ngọc Uyển Nhi nói ra, truyền thuyết chi Hỏa Vân Thuồng Luồng Nội Đan là đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh tốt nhất linh dược giống ta đợi như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ, cho dù là dùng sống hỏa vân thường luồng nội đan. Cũng có nhiều hơn một nửa tỷ lệ, đột phá hậu kỳ bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ. Như vậy nghịch thiên chi vật, chẳng lẽ trừ đạo hiếu cùng tiêu đạo hiếu, tự một chút cũng không tâm động sao? Nói trắng ra là, hộ yêu ca nữ lần này chủ động xin đi gợi yêu ta ít giặc trước tới tham gia đánh cuộc, tám phần chính là vì hỏa vân thường luồng nội đan mà đến. Nàng đã tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới bồi hồi nhiều năm, cũng không biết là công lực không đủ có lẽ hay là cơ duyên chưa tới, liên tiếp mấy lần nếm thử đột phá bình cảnh đều không thể có hiệu quả. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, biết rõ hỏa long trong động ngàn khó vạn hiểm, cũng không khỏi không mạo hiểm thử một lần liễu tương đương. Đương nhiên, nếu như là nàng một mình một người, quả quyết không dám đặt chân hỏa long động. Cái kia hỏa vân thường luồng nội đan mặc dù tốt, cũng muốn có lệnh hưởng dụng mới được. Nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu thẻ tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, đánh chính là cùng nàng đồng dạng chủ ý, ao ao sông vào hỏa long động đi mạo hiểm, kết quả đều là vừa đi không trở về, bị hỏa long trong động hỏa hệ quái thú, thôn vệ đắc ngay một điểm cám cám đều không thừa. Đối với người loại tu sĩ mà nói, yêu thú nội đan tài liệu cố nhiên là khó cầu vật, đối với yêu thú mà nói, nhân loại tu sĩ kim đan tinh hồn cũng đồng dạng thập toàn đại bổ. Xem chừng hỏa long trong động hỏa vân thuồng luồng, nuốt ăn thịt người loại tu sĩ kim đan tinh hồn, ăn được khẩu vị đều xảo quyệt liễu tương đương. Chữ cười nói, muốn nói một chút cũng không động tâm, tự nhiên là hư giả nói như vậy. Như vậy đi, chỉ cần Ngọc Tiên nguyện ý cùng tại hạ hai người đi xem đi thiên hồn uyên, đắc thủ về sau, ta hai người hãy theo tiên thăng cái kia hỏa long động sông một hồi trước, như thế nào? Biết rõ Ngọc Uyển Nhi Tuyệt sẽ không đi thiên hồn uyên, trừ lời này, tự nhiên là trêu chọc nói như vậy. Ngọc Uyển Nhi khuôn mặt biến đổi, lập tức lại khôi phục bình thường, hướng phía chữ hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn chủng nói, chữ huynh anh Tuấn phong lưu, đúng vậy vô số nữ mộng phu quân, th yêu ta ép thân cũng muốn ngày ngày làm bạn với vua khoảng chừng gì đó. Đáng tiếc lần này thật sự thời gian cấp bách, nhưng lại xin lỗi liếu tương đương. Mắt thấy chữ đối với chính mình tựa hồ cũng không thập phần phản cảm, ngược lại có vài phần bị chính mình sắc đẹp hấp dẫn, Ngọc Uyển Nhi lập tức liền thi triển ra dụ dỗ chi thuật đến. Về phần tiêu phàm, nhìn về phía ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều bình thản như nước, thậm chí còn mang theo một chút ghét cay ghét đắng, Ngọc Uyển Nhi cũng đã rất thức thời. Dụ dỗ chi thuật cũng không phải đối với mỗi người đàn ông đều hữu hiệu đích. Đã tiêu phàm từ sâu trong đáy lòng không vì mình sắc đẹp thế mà thay đổi, như vậy lung tung thi triển dụ dỗ thuật, hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chữ cười ha ha, nói ra, không sao, chỉ cần có duyên, tin tưởng còn có gặp lại thời điểm đúng vậy, trừ huynh, cái kia th yêu ta ép thân như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. ngọc uyển nhi một đôi ngập nước rụ rỗ mắt to, câu hồn đoạt phách loại tại trừ trên mặt quét qua, toát ra cực độ lưu luyến thần sắc, lập tức cử động giơ tay lên, một cổ ngọt hương khí tức đập vào mặt, phần và nước loại chấn động hiện lên, tại chỗ thoáng một tí trở nên rỗng tuyết, không thấy ngọc uyển nhi xấu xí đại hán cùng con yêu thú bóng dáng. trừ huynh, ngàn vạn chớ quên tiểu muội nha. linh hoạt kỳ ảo chỗ truyền đến Ngọc Uyển Nhi khanh khách tiếng cười duyên, dần dần đi xa dần. Hắc Lân lẳng lặng yên nằm sấp tại Tiêu Phàm đầu vai, hai mắt nhắm lại, một mực nhìn thẳng Ngọc Uyển Nhi bọn người biến mất chỗ, vàng óng ánh mắt mèo chi, hiện lên một vòng lạnh lùng ánh mắt. Tiêu Phàm mỉm cười, trở tay vỗ vỗ đại hắc miêu lông mềm như nhung đầu. Ngọc Uyển Nhi ảo thuật, quả nhiên cực kỳ cao minh, bất quá Hắc Lân, thực mắt, tựa hồ đúng vậy ảo thuật khắc tinh. Chẳng lẽ quả thật như Ngọc Uyển Nhi nói Hắc Lân mang theo quý thủy thánh linh thực mắt Hắc Kỳ Lân huyết mạch. Cũng có khả năng là cái kia khỏa không biết tên yêu thú nội đan khiến cho dị biến. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi, muốn đi thiên hồn uyên, còn muốn sông một hồi hỏa long động, chúng ta thời gian cũng rất nhanh đích. chử vừa cười vừa nói, trên mặt vừa rồi cái kia một vòng đối mặt Ngọc Uyển Nhi thời điểm sắc sắc biểu lộ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt, tiêu phàm không nhiều lắm lời nói, dương lên linh thú hoàn, đem hắc lân thu đi vào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng đông bắc phương hướng mà đi. Thiên hồn uyên cùng hỏa long động, tuy nhiên đều ở lệ thú cánh đồng hoang vu phía bắc, bất quá một cái tại đông bắc phương hướng một cái tại tây bắc phương hướng, cũng có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược liễu tương đương. Truyền thống trận chỗ vị trí, cách hỏa long động thêm gần, tự nhiên là đi trước thiên hồn uyên lấy băng hải đường, nữa hỏa long động tìm xích luyện hoa. Ông chúa bị diệt, táo đen lâm tâm nơi bầy ong, trở nên rắn mất đầu loạn thành một bầy vô số màu đen huyền phong không có đầu con ruồi tựa như khắp nơi tán loạn tiêu phàm cùng chử có khu trùng hoàn nơi tay cùng với tiến đến lúc đồng dạng tất cả huyền phong đều xa xa tránh đi hai người một đường thuận lợi rất nhanh tựu ra táo đen lâm biên giới khống chế độn quang hướng thiên hồn uyên phương hướng kích bắn đi táo đen lâm khoảng cách thiên hồn uyên ước chừng hai ba dặm cái này đoạn khoảng cách nếu như là tại bên ngoài tự nhiên không tính là rất xa Dùng tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật, ở trên không tốc độ cao nhất phi độn, gần nửa ngày quang cảnh cũng đã đến. Lệ thú cánh đồng hoang vu chi, đại trận phong ấn chi lực không chỗ nào không có, tăng thêm phải cẩn thận mặt đất cùng không các loại cường đại yêu thú đánh lén, độn nhanh chóng tự nhiên giảm bớt 2 phần 3 cũng không dừng lại. trọn vẹn hơn một ngày thời gian trôi qua, nhìn qua dưới chân càng ngày càng là thưa thất rừng rậm cùng thỉnh thoảng xuất hiện băng tuyết chi địa, hai người thần sắc đều trở nên dần dần nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy chút bất trí bất giác lại đem độn nhanh chóng lại chậm lại vài phần. Lại phi hành hơn một canh giờ, một đạo cử đại thâm huyên khe hở, bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt. Bốn phía đã là băng thiên tuyết địa, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay là tả mà hạ, không biết lúc nào, xanh um tươi tốt rộng lớn rừng rộng không thấy bóng dáng, dõi mắt chỗ đến, đều đều là một mảnh hoang vu. Tại đây minh mông hoang vu đại địa phía trên, đạo này dần dần kéo dài đi xa thâm huyên khe hở, có vẻ cực kỳ đáng chú ý khe hở chi, sương mù nồng đặc vô cùng, tuy nhiên cốc cụ gió gào thét, màu trắng sương mù dày đặc lại thủy chung đều khu chi vô cùng. voi rồng vừa mới đi qua thoáng lộ ra một điểm chân dung liệt cốc, lập tức lại bị sương mù dày đặc bỏ thêm vào đắc tràn đầy, che đậy đắc nghiêm nghiêm thực thực. Vốn là tụ đại được áp chế thần niệm chi lực, ở chỗ này tựa hồ càng thêm đã bị giam cầm, cơ hồ chỉ có thể ly thể mấy trượng. Xa hơn xa xa, tựu trở nên như có như không. Một chút như vậy khoảng cách, đối với tu chân giả mà nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Mấy trượng xa, vô luận là yêu thú có lẽ hay là tu sĩ, một khi ra tay, cơ hồ là chớp mắt là tới, cùng mặt đối mặt không có bất kỳ khác nhau, ngay một điểm báo động trước thời gian đều không có. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể tại xương mù dày đặc nhìn ra hai ba mươi trượng xa gần. Lúc này mới chỉ là biên giới chỗ, cũng đã như thế hiểm ác. Khó trách cái này thiên hồn uyên to như vậy thanh danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. trừ hít mắt lấy hai mắt, nhìn thẳng cái kia xương trắng quay cuồng thâm uyên, trong miệng thì thảo nói ra. chương 805, âm quỷ lệ phách. Hai người không có vội vã trốn vào trong vực sâu, mà là khống chế được độn quang, trực tiếp về phía trước phi hành. Vô luận bạch cam linh quả có lẽ hay là băng hải đường, đều nổi tiếng thẳng hàng bia vật, có thể thấy được kỳ chân hy trình độ. Cái này thiên hồn nguyên biên giới chỗ, không đại khả có thể có như vậy linh vật căn cứ địa đồ biểu hiện hai thứ này linh quả đều sinh trưởng tại thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất nhiều năm trước kia đã từng có một vị dự thi kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ xâm nhập thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất may mắn tìm được qua một quả bạch cam linh quả vị này kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tu luyện vốn là quỷ đạo công pháp có thể thành công tránh đi thiên hồn nguyên thâm nơi đại bộ phận âm quỷ lệ phách mặt khác còn chuẩn bị vài kiện chuyên môn khắc chế âm hàn yêu quỷ đại uy lực bảo vật lúc này mới có thể xâm nhập thiên hồn nguyên hơn nữa nương tựa theo trí nhớ của mình, vẽ ra thiên hồn uyên đại khái địa đồ. Đương nhiên, bản đồ này tinh chuẩn tính tự chưa nói tới rồi, chỉ có thể là hào phóng hướng không kém. Chính thức tiến vào thâm uyên về sau, còn là mình tìm kiếm đường nhỏ tương đối đáng tin cậy. Thiên hồn uyên chỗ sâu nhất, cũng không phải tại thâm uyên nhất ở trung tâm, mà là tương đối gần bắt đầu. Cả thiên hồn uyên, dài đến mấy ngàn dặm. Hai người khống chế độn quang, dọc theo thiên hồn uyên hơi nghiêng hướng phương bắc bay đi. Một cổ âm hàn đến cực điểm khí tức, theo trong vực sâu không ngừng bốc lên đem đi lên. Tuy nhiên loại trình độ này hàn khí, không đại khả có thể đối với hai gã kim đan tu sĩ tạo thành ảnh hưởng gì, tiêu phàm sắc mặt như trước có chút trầm xuống. Đây là tại thiên hồn uyên trên không, hơn nữa không phải chính phía trên, mà là vắng đông hai ba mươi dặm, nếu như tiến vào đến trong vực sâu, âm hàn khí cũng không phải là cái dạng này liễu tương đương. Đến lúc đó, chỉ cần chống cự cái này lạnh vô cùng âm khí chỉ sợ đều muốn hao phí không ít pháp lực càng đi bắc đi âm hàn khí liền càng nặng trên bầu trời phiêu linh mà ở dưới lông ngỗng tuyết rơi nhiều thủy chung sẽ không đình chỉ qua ngược lại càng lúc càng lớn tiêu phàm cùng chữ chín không thể không mở ra phòng hộ màn hào quang nếu không trên người sẽ bị tuyết rơi nhiều hoàn toàn bao trùm khoác suy một tiếng một cái cửa đại thân ảnh màu trắng đột nhiên từ dưới chân trong đống tuyết phi nhảy dựng lên hướng về không trung trừ chín cùng tiêu phàm đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, cùng thứ này cực lớn thân hình, hoàn toàn không ăn khớp. Cứ việc hắn động tác cực nhanh, hai người có lẽ hay là liếc thấy được đi ra, đây là một đầu cực lớn gấu trắng hình dáng yêu thú, theo trên người linh lực chấn động đến xem, rõ ràng cũng là một đầu tam cực yêu thú, có luyện khí tầng cấp tột cùng tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, loại này yêu thú tuy nhiên có được cùng cực lớn hình thể hoàn toàn không ăn khớp kỳ rất nhanh, linh trí thức sự quá thấp, vậy mà không sợ hãi chút nào về phía hai gã kim đan kỳ tu sĩ phát động tiến công. Đối mặt như vậy một đầu thật quá ngu xuẩn gấu thú, trừ cửu liên pháp bảo đều lười đắc vận dụng, ngón tay bắn ra, một đạo tinh thuần chân khí bắn ra. Gấu thú lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, cả cái đầu bị chân khí xuyên thủng một cái ngón cái thô lỗ thủng, máu tươi vẩy ra ra, gấu thú thân thể cao lớn nặng nề nện ở trong đống tuyết, như vậy vẫn không nhúc nhích. Trên ót vẩy ra ra máu tươi, cũng lập tức bị giá lạnh đông cứng. Sau một lát, gấu thú cực lớn thi thể đã bị phô thiên cái địa lông ngỗng tuyết rơi nhiều nơi bao bọc, tại chỗ chỉ thấy một cái hở ra đống tuyết. Trên đường đi, muốn như vậy không biết sống chết chủ động hướng hai người phát động tập kích trong tuyết yêu thú, cũng không có thiếu. Phần lớn ra lông tuyết trắng, có thể mượn băng thiên tuyết địa che giấu thân hình của mình, đồng dạng, linh trí đều rất thấp kém, tu vi cũng cực thấp, mạnh nhất cũng không quá đáng chính là một đầu tương đương với trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn tứ cấp yêu thú, đều đều bị trừ chín nhất cử tay gian liền diệt sát đắc sạch sẽ, tiêu phàm cơ hồ đều không cần phải ra tay. Càng là tiếp cận bắt đầu ở trung tâm, trong tuyết yêu thú ngược lại trở nên rất thưa thớt bắt đầu đứng dậy. Kỳ hàn khí tức, càng ngày càng nặng. Thậm chí thông qua hai người hộ thể màn hào quang, thẳng bước tiến đến. Bỗng nhiên ở phía trong, hai người đồng loạt đè xuống độn quang thấy phía trước hơn trăm dặm nơi, một đạo tuyết trắng hàn vụ phóng lên trời, ở giữa không trung đập vào toàn tử, tạo thành một đầu xoay tròn phong long, đường kính đủ có mấy trăm trượng chi cực, cao tới trong vòng hơn 10 dặm, tình hình có thể đổ sộ. Những này hàn vụ đều là theo trong vực sâu phún dũng ra. Từ xa nhìn lại, nơi này thâm uyên nứt ra, so địa phương khác càng thêm rộng rộng một ít, kỳ hàn xương trắng, không ngừng cuồn cuộn. Đến, trừ chín nhẹ nói nói. Nhiều năm trước vị kia quỷ đạo tu sĩ, chính là từ nơi này xâm nhập thiên hồn uyên, tìm được bạch cam linh quả đích. Nghe nói tại bạch cam linh quả cách đó không xa, còn có một cây băng hải đường, bất quá vị kia tu sĩ lúc ấy đã muốn tình trạng kiệt sức, địa uyên ở chỗ sâu trong lợi hại quỷ vật, chính liên tục không ngừng hướng bên này hội tụ mà đến. Hắn thật sự không có thời gian cũng không có đảm lượng đi hái cái kia cây băng hải đường, chỉ có thể cấp cấp rời đi thiên hồn uyên, một đường chạy như điên, bỏ trốn mất dạng. Huynh đệ, ta cảm thấy lấy A, à, hạ trước khi đi, hai ta muốn trước thương nghị xuống. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra cửu huynh thỉnh giảng, ta rửa tai lắng nghe. Trừ chín cười nói, cái này thiên hồn uyên, danh khí to như vậy, xem chừng bên trong thật là có chút hít cổ quái. Nếu đặt tại trước kia, một chút quỷ vật, còn không để tại ngu huynh trong mắt. Đáng tiếc A hát, về sau chúng người ta ám toán. Vì trốn chạy để khỏi chết đào mệnh không ít bảo vật đều tự bảo liếu tương đương chăn nuôi một đầu linh sủng cũng không may mắn hy sinh vì nước. Dưới mắt có thể đối phó quỷ vật pháp bảo, thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá ta tu luyện công pháp, ngược lại đối với quỷ vật có một chút khắc chế hiệu quả. Nghĩ đến không đến mức nắm huynh đệ ngươi chân sau, ta xem huynh đệ chính khí nghiêm nghị, tu luyện công pháp, khẳng định cũng là thuần dương đường đi, nên vậy có thể khắc chế quỷ vật. Tiêu phàm cười cười, nói ra, căn cứ địa con dấu trở, cái này thiên hồn uyên thâm đạt mấy ngàn trượng, càng hướng xuống đi, các loại âm quỷ lệ phách tự càng lợi hại, hơn nữa kỳ hàn khí có thể đem hết thảy đều đông cứng. Chiếu lần này đến xem, là tối trọng yếu nhất có lẽ hay là chỉ có thể là cam đoan pháp lực tràn đầy. Bằng không thì, chúng ta khả năng căn bản là đến không được chỗ sâu nhất. Nói đúng, năm đó cái kia quỷ đạo tu sĩ, chính là tận khả năng tránh đi những kia âm quỷ lệ phách. Ngu huynh tại ẩn nạc thuật thượng tạo nghệ rất là tầm thường, nghĩ đến kiên trì không được quá lâu, bất quá cũng có thể thử xem xem. Tiêu phàm gật gật đầu, thủ đoạn một phen, một tinh xảo vô cùng mặt nạ di động hiện ra, đúng vậy được từ Sarutobi y xương thiên huyễn mặt, hướng trên mặt một vòng, lập tức liền hóa làm một người sắc mặt tái nhờ trung niên nam tử, khí tức cũng trở nên như có như không. Chữ chín vừa thấy, không khỏi vỗ tay cười nói, hay lắm. Huynh đệ cái này pháp bảo, che giấu khí tức quả nhiên thật tốt. Nói xong, trong tay hiện ra nhất trương phù lục, hướng thân vỗ một cái, miệng lẩm bẩm cái kia bùa quang hoa đại phóng lập tức đã không thấy tăm hơi tung tích trừ chín thân ảnh cũng trở nên như ẩn như hiện bắt đầu đứng dậy hai người nhìn nhau cười một tiếng đồng thời chúi xuống độn quang trực tiếp hướng trong vực sâu vào tới Khó khăn lắm vừa tiếp cận cái kia dâng lên ra cực lớn xương trắng nước xoáy, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh vô cùng, đập vào mặt, cùng trên không chung cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hai người không hẹn mà cùng trong đất tức lưu chuyển, một cổ vô hình hộ thể linh khí tuôn ra, đem hàn khí ngăn cách bên ngoài. Thần niệm chi lực tại địa huyên bên trong, thực tế chế ngự nghiêm trọng, cơ hồ chỉ có thể ly thể một hai trượng bộ dạng, tiêu phàm ổn định thân hình, đáy mắt lục mang lập lè, vận khởi thiên nhãn thần thông, hướng bốn phía nhìn quét mà đi. Chỉ thấy hai người thân ở một chỗ đại liệt trong cốc, bốn phía đều đều là bất ngờ vách núi, vách núi phía trên, vô số băng cứng bao trùm lấy, tạo thành một đạo đạo quang trượt vô cùng băng lang tử, Thiên hình vạn trạng, cực kỳ uyển lệ. Một cổ gió lốc không ngừng cuồng thổi qua đến, gào thét không thôi. Đi phía trước xem, không thấy giới hạn, nhìn xuống, thâm bất khả chắc Những này, tự nhiên đều không để tại hai người trong mắt, chính thức lại để cho Tiêu Phàm cùng trữ chín lắp bắp kinh hãi chính là, vừa mới vừa vào nhập thâm nguyên, bạch trong sương mù liền thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo ám ảnh, giống như có hình người. Cứ việc cũng là thân thể tuyết trắng, lại có thể rõ ràng cảm giác được chúng cùng chung quanh xương mù màu trắng khác nhau. Âm quỷ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Cái này, địa uyên, dùng, thiên hồn, vì danh, uyên chung các loại âm quỷ lệ phách vô số, tất nhiên là đương nhiên. Bất quá cái này mới mới vừa tiến vào, có thể chứng kiến âm quỷ, tuy nhiên cùng bậc cực thấp, hơn nữa hoàn toàn không có chút nào linh trí, như trước làm cho lòng người chung lật lật. Liền vào lúc này, Tiêu Phàm trong óc vang lên một thanh âm đến, cũng tràn đầy kinh ngạc ý, Tiêu chân nhân, đây là tới nơi nào? Đúng vậy một mực tụ hồn bát trong ngủ say uy linh lão ma. Lần trước tại Mao Sơn Thanh Hư Quan, Tiêu Phàm cậy vào roi lôi điện chi lực, cưỡng ép hát yêu ta ép đem tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma linh thân thể tách ra, lập tức vì tuyên bố rõ ràng chân quân thi triển hoàn hồn bí thuật, mượn thể trọng sinh. Uy linh lão ma linh thân thể cũng tại tụ hồn bát trong ngủ say bắt đầu đứng dậy. Dù sao tại chia lìa linh thân thể thời điểm, Tiêu Phàm tận khả năng tránh cho làm bị thương tuyên bố rõ ràng chân quân, đối với uy linh lão ma không khỏi nhiều vài phần, chiếu cố uy linh thượng nhân linh thân thể xa so tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể muốn suy yếu nhiều lắm, trốn tụ hồn bát trong ngủ say, một mực chưa từng phát ra tiếng. Không nghĩ tới vừa tiến vào thiên hồn nguyên, uy linh thượng nhân thì có cảm ứng. Tại một chỗ địa huyên bên trong, Tiêu Phàm dùng thần niệm chi lực đơn giản đáp Địa huyên, đúng vậy nơi này âm hàn chi lực, như thế khác tầm thường, trung thổ giới tựa hồ rất khó tìm đến như vậy địa phương. Uy linh thượng nhân thanh âm có chút kinh nghi bất định. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, tại đây vốn cũng không phải là trung thổ giới, mà là thoi ma giới. Uy linh thượng nhân lập tức lên tiếng kinh hô, kêu lên thoi ma giới. Điều này sao có thể? Khó đạo không gian thông đạo lại lần nữa mở ra, lúc này mới đi qua bao lâu? Uy linh tiền bối, nơi này âm hàn khí thức kỳ trọng vô cùng, các loại âm quỷ lệ phách tụ tập. Ta muốn toàn lực ứng đối với mấy cái này quỷ vật, chỉ sợ không thể cùng tiền bối nói chuyện phiếm nói chuyện. Tiêu phàm nhẹ nói đạo, tự nhiên không có hướng uy linh lão ma giải thích tại sao mình bỗng nhiên đến thoi ma giới. Thấy tiêu phàm không muốn nhiều lời, uy linh lão ma cũng không bảo căn cứu để, hắc hắc mà vừa cười vừa nói âm quỷ lệ phách. Tiêu chân nhân, người cũng đừng quên, lão phu tu luyện đích, tự là quỷ đạo công pháp đối phó âm quỷ lệ phách, đảo là có chút tâm đắc. Đáng tiếc ta bây giờ là linh thân thể thân, không có biện pháp giúp ngươi ngăn địch. Bất quá, lão phu cái kia kiện tụ hồn bát vừa vặn cần dùng đến. Bảo vật này hấp thu âm quỷ lệ phách càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Tiêu phàm không khỏi trong nội tâm vừa động, trong miệng lại nhàn nhạt nói ra, cái này tụ hồn bát nhưng là các ngươi linh cảm tông trí bảo, hẳn là các hạ nguyện ý đem tế luyện đem ra sử dụng phương pháp truyền thụ cho ta. H hắc hắc, tiểu hữu không khỏi quá xem thường người. Lão Phu đã sớm nói, hội đem suốt đời thích xúc kể hết giao cho ngươi. Chính là một kiện bảo vật tế luyện đem ra sử dụng phương pháp, được coi là cái gì? Ta đây có thể truyền thụ cho ngươi. Uy Linh Lão Ma Ngạo Nghễ nói ra. Audio Điện Tử Võ Tấn Bền chương 806 Tụ Hồn Giao oai Uy Linh Lão Ma Quả Nhiên giữ lời nói, lập tức liền đem tụ hồn bát tế luyện đem ra sử dụng phương pháp, truyền thụ cho tiêu phàm. Tiêu phàm càng nghe càng là giật mình, nguyên lai tụ hồn bát còn có cái này rất nhiều không tưởng được công dụng. Tiêu phàm trước đây dùng chi thu ân tính lão giả ở lại thổ ma ngẫu trong cơ thể một đám phân hồn, chỉ là tụ hồn bát cơ bản nhất công năng. Không cần hiểu được tế luyện đem ra sử dụng phương pháp, bất luận cái gì tìm được cái này bảo vật kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ, đều có thể tùy ý sử dụng. Nhưng muốn tại đây thâm huyên chi địa, đại lượng thu thập âm quỷ lệ phách, lại nhất định phải hiểu được đem ra sử dụng phương pháp mới được nếu không quang thu thập quỷ vật không thể luyện hóa tụ hồn bát trong rất nhanh đương nhiên dưới mắt tiêu phàm cũng cũng không đủ thời gian đến đem cái này bảo vật luyện hóa thu cho mình dùng chỉ có thể tạm thời đem ra sử dụng đối địch bất quá uy linh thượng nhân cũng đáp ứng trước đem chính mình ở lại bảo vật bên trong ấn ký xóa đi lại để cho tụ hồn bát trong thời gian ngắn trở thành vật vô chủ nếu không tiêu phàm quả quyết không biết bốc lên như vậy phong hiểm vạn nhất tụ hồn bát còn có mặt khác công hiệu, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, lại mạo mạo thất thất mà thu đại lượng quỷ vật, còn tùy thân mang theo, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố. Uy Linh Lão Ma cũng không phải là tuyên bố rõ ràng chân quân, không biết cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Đây hết thảy đều là tiêu phàm dùng thần niệm chi lực cùng Uy Linh Lão Ma Linh Thân thể trao đổi câu thông, cùng hắn đồng hành trừ chín không hề phát giác, hai người khống chế lấy độn quang, chậm rãi hướng thiên hồn uyên chỗ càng sâu mà đi. Mỗi xâm nhập hơn 10 trượng, âm hàn khí liền nồng đậm vài phần, quanh thân âm quỷ lệ phách cũng càng ngày càng nhiều. Ước chừng hạ đến 3 400 trượng sâu nơi, bọn hắn ẩn nặc thuật sốt cục dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực. Không ngừng có một chút màu trắng âm vụ hóa thành quỷ vật, khi bọn hắn bên người qua lại du động. Tuy nhiên đều là chút ít không biết không thức ngu xuẩn vật, gần kề chỉ là y theo cái kia một chút bản năng thần thức tại làm việc lại cũng đã bắt đầu phát giác còn sống người xâm lấn liễu tương đương tiêu phàm thủ đoạn một phen đen nhánh tụ hồn bát di động hiện ra trừ chín không khỏi cả kinh kinh ngạc nói ra tiêu huynh đệ đây là cái gì bảo vật nặng nề âm minh khí tiêu phàm cười cười nói ra đây là tụ hồn bát tiểu đệ ngẫu nhiên theo một gã quỷ đạo ma tu chỗ đó lấy được bảo vật nghe nói có thể đại lượng hấp thu âm quỷ lệ phách luyện hóa vì mình sử dụng luyện hóa âm quỷ lệ phách càng nhiều bảo vật uy năng lại càng lớn. Đỉnh Càn Khôn tựa hồ cũng có cùng loại công năng, nhưng đỉnh Càn Khôn là không gian bảo vật, chỉ là hấp thu giam cầm những kia âm hồn, lại không thể luyện hóa, càng không thể đem âm quỷ chi lực hóa cho mình dùng. Đỉnh Càn Khôn có thể luyện hóa chính là trí dương trí âm thiên địa linh khí, mà không phải loại này có thể hóa thành quỷ vật âm hối khí. Chữ Chín vừa nghe, lập tức đại hỉ, luôn miệng nói có loại này bảo vật. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức tế ra đến, tại đây âm quỷ nhiều vô số kể, vừa vận đại khoái cắn ăn. Tiêu phàm cười nói, bảo vật này ta trước kia cũng không có chính thức đem ra sử dụng qua, không biết có nhiều hơn uy năng, trước thử xem xem đi. Đó là tự nhiên, quỷ đạo bảo vật, kỳ quỷ vô cùng, có thật nhiều chúng ta không thể nhận ra cảm thấy nhiều kiểu cổ quái, chú ý một ít là nên vậy đích. Trừ chín toàn thân dương cương khí, có thể thấy được tu luyện cũng là trí dương trí cương công pháp. Tiêu Phàm lập tức dùng thần niệm chi lực cẩn thận điều tra tụ hồn bát, quả nhiên không có tìm được uy linh thượng nhân ở lại tụ hồn bát trong thần hồn ấn ký. Bất quá Tiêu Phàm có lẽ hay là không dám khinh thường, dù sao uy linh lão ma đã từng là nguyên anh tu sĩ. Hôm nay tuy nhiên chỉ còn lại có linh thân thể, thần thức chi lực nhưng lại không bị hao tổn, xa xa so Tiêu Phàm thần niệm phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, ai biết uy linh lão ma còn có hay không giữ lại những thứ khác chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy tùy tiện mà tế ra sử dụng, vạn nhất có cái gì sai lầm, đã có thể hối hận thì đã muộn. Cũng may cái này cũng khó không được tiêu phàm, ống tay áo run lên, một đoàn màu vàng cắt bụi tự xanh biếc trong giới chỉ lượn vòng ra, ở trên mặt đất nhất quyển, hóa thành sáu xích cao thổ ma ngẫu, đứng ở tiêu phàm trước mặt. Không rên một tiếng, tiêu phàm tiện tay ném đi, tụ hồn bắt bay đi. Thổ ma ngẫu rỗi ra bàn tay lớn một phát bắt được, dẫn đầu hướng địa huyên ở chỗ sâu trong bay đi. Thổ ma ngẫu vốn cũng không có linh trí, chỉ còn lại có hai hồn năm phách, còn bị luyện hóa tại ma ngẫu trong cơ thể. Uy linh lão ma không hiểu được ma ngẫu luyện hóa phương pháp, thần thức cường thịnh trở lại, đối mặt một cụ không biết không thức ma ngẫu, tung tính toán lưu có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng rất khó thi triển đến thổ ma ngẫu trên người đi. Dùng thổ ma ngẫu đem ra sử dụng cái này quỷ đạo bảo vật, quả nhiên hay lắm. Trừ chín thấy thế, không khỏi đại gia tăng tán thưởng. Chỉ thấy cái kia thổ ma ngẫu mặc dù không có thi triển cái gì tàng hình chi thuật, vô số âm quỷ lệ phách lại đối với nó xem như không thấy. Xem ra những này âm minh vật, đối với sinh ra cảm thấy hứng thú, thổ ma ngẫu bất quá là một cụ vật chết mà thôi. Lại lại giảm xuống hơn trăm trượng, trừ chín trên người vầng sáng lóe lên, vốn là như có như không thân hình di động hiện ra, nhưng lại bùa hiệu lực đã qua. Không đợi trừ chín có chỗ động tác, bên tai bỗng nhiên vang lên vô số bén nhọn tiếng kêu gào, hàng hàm màu trắng bóng mờ, giống như mùi tên, từ bốn phương tám hướng hướng hắn bay vụt mà đến. cái này thiên hồn uyên đáng sợ, vẫn còn không hoàn toàn đúng bởi vì địa uyên ở chỗ sâu trong có tu vi cường đại âm quỷ qua lại. càng quan trọng hơn chính là trong lúc này âm quỷ lệ phách ngàn vạn nhiều vô số kể giotas không thắng giotas. Chữ chín hừ lạnh một tiếng, một cổ thuần dương chi lực bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn lộ ra lập tức tại thân thể của hắn bốn phía hình thành một đạo bình chướng vô hình màu trắng bóng mờ chỉ cần vừa tiếp xúc với đạo này bình chướng lập tức phát ra thê lương tiếng ssi y ngắn y ngắn âm thanh trong khoảnh khắc hóa thành điểm một chút xương trắng tiêu tán ở vô hình cũng là bị thuần dương chi lực đơn giản diệt g iota s chết nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều màu trắng bóng mờ theo trong vụ hải chui ra tiếng giết lấy hướng chửi chín đánh tới người trước ngã xuống người sau tiến lên không có chút nào sợ hãi do dự ý. Tất cả âm quỷ đều dùng trừ chín với tư cách mục tiêu công kích, đối với một bên tiêu phàm cùng thổ ma ngẫu không chút nào để ý. Yêu đao tông ẩn nạc thuật tăng thêm thiên huyễn mặt, tại ẩn nấp thân hình phương diện, quả nhiên có phần có hiệu quả. Đây là bởi vì tiêu phàm cũng không chủ tu yêu đao tông ẩn nấp công pháp, nếu như do Hattori giới xử trí hoặc là Sarutobi y xương thi triển đi ra, hiệu quả khẳng định càng tốt. Xuống lần nữa hàng hơn 10 trường, trừ chín sắc mặt trở nên ngưng trọng lên không bằng lúc trước dễ dàng như thế như thế liên tục không ngừng thi triển thuần dương chi lực đã muốn chống cự âm quỷ lệ phách vừa muốn chống cự thâm uyên kỳ hàn pháp lực tiêu hao to lớn có thể nghĩ lúc này mới giảm xuống mấy trăm trượng cách thâm uyên cuối cùng còn sớm đắc rất nhì cứ theo đà này chỉ sợ sâu hơn nhập mấy trăm trượng trừ chín pháp lực muốn không thoa tiêu hao động thủ tiêu phàm khẽ quát một tiếng thổ ma ngỗ lập tức đại giơ tay lên, tụ hồn bát bay lên, đón gió tăng vọt, hóa thành đường kính vài thước lớn nhỏ màu đen bình bát chén ăn của sư toàn thân lóng lánh lấy sâu kín hắc quang. Một cổ màu đen gió lốc theo bát khẩu lượn vòng ra, hóa làm một người nước xoáy, không ngừng xoay nhanh mở rộng, trong chốc lát liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, tất cả màu trắng bóng mở vừa tiếp xúc với cái này nước xoáy, liền là tiếng rít một tiếng, bị hút vào, không hề kháng cự chi lực. Tiêu phàm không khỏi âm thầm tâm hỉ. Thổ Ma Ngẫu cùng hắn tâm niệm tương thông, đem đem ra sử dụng phương pháp truyền thụ đi qua, Thổ Ma Ngẫu quả nhiên có thể đem tụ hồn bát đem ra sử dụng tự nhiên. Dưới mắt, tụ hồn bát chính là vật vô chủ, điều khiển bắt đầu đứng dậy tuy giản tiện, bất quá một khi bị người cướp đi, lại sẽ rất khó thu hồi. Không giống mặt khác bảo vật, giữ lại nguyên chủ nhân ấn ký, muốn điều khiển, phải đem cái này ấn ký phai mờ, tuy nhiên chỉ cần không phải bổn mạng bảo vật, phai mờ ấn ký sẽ không quá khó tổng cũng muốn phí một phen tay chân, không phải đơn giản như vậy. Có như vậy một đoạn giảm sóc thời gian, nguyên chủ nhân tự có cơ hội một lần nữa lại đoạt lại đi. Tự nhiên, thiên hồn uyên âm quỷ lệ phách, đều là linh trí không mở ngu xuẩn vật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng hiểu được sử dụng bảo vật, lại càng không cần phải nói cướp đoạt bảo vật rồi, nguy hiểm như vậy thì không tồn tại. Tụ hồn bát không hổ là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, một khi học hội chính thức đem ra sử dụng phương pháp, cường đại huy lực lập tức liền lộ ra hiện ra. Màu đen nước xoáy nơi đi qua, màu trắng quỷ ảnh nửa điểm kháng cự không được, bị nước xoáy khẽ hấp mà vào, lập tức thu vào tụ hồn bát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kể từ đó, trừ chín bên kia tự nhiên áp lực chợt giảm, lập tức lại trở nên dù bận vẫn ung dung, ha ha cười nói, hảo huynh đệ, tốt bảo bối. Cửu huynh, chúng ta gia tăng nhanh một chút tốc độ A. Tiêu phàm cũng là ha ha cười một tiếng, nói ra lúc trước vì ẩn nấp thân hình, không thể không đem đột nhanh chóng thả chậm, sợ kinh động này chút ít âm quỷ. Hôm nay hành thích đã lộ, dĩ nhiên là không có như vậy cố kỵ, thừa dịp tụ hồn bát đại triển thần uy, vừa vặn ra tốc giảm xuống. Lập tức ba người dưới chân độn quang quang hoa đại phóng, thổ ma ngẫu cầm trong tay tụ hồn bát, trước mở đường, màu đen nước xoáy nơi đi qua, màu trắng quỷ ảnh vì không còn một mống, tiêu phàm cùng trừ chín lượng người theo sát phía sau, chỉ cần ra tay diệt sát những kia cá lọt lưới, tự nhiên thập phần thoải mái. Ước chừng hạ đến một hai ngàn trượng sâu nơi, bỗng nhiên, siêu siêu, chi tiếng nổ lớn, từng đạo tuyết trắng băng lăng, giống như từng nhánh phong duệ vô cùng lao, nhanh như thiểm điện loại hướng về tụ hồn bát bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, bốn phía băng trên vách đá, bóng trắng lắc lư, nguyên một đám xa so bình thường màu trắng quỷ ảnh cao lớn cực đại quỷ vật, ào ào hiện thân ra. Chỉ thấy những này quỷ vật, tựa như tất cả màu trắng vượn khổng lồ, thân hình cứng lại, Giống như thật thể, song tay nắm lấy thật dài băng lăng, nhìn về phía trên như phảng phất là hai chi thật dài lao. Hai mắt bộ vị, lóng lánh lấy sâu kín ánh sáng màu lam, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn người, có vẻ cực kỳ yêu dị. Tụ hồn bát nước xoáy, đối với những kia quỷ thân thể không yên, tương đối mỏng manh màu trắng quỷ ảnh, khắc chế chi lực cực kỳ rõ ràng, cơ bản không hề kháng cự. Nhưng đối với bay vụt mà đến tuyết bạch băng góc đỏ quạch tỏ ý chán ghét nhưng không có tác dụng hơn 10 đạo băng lăng đơn giản xuyên thủng tụ hồn bát thả ra màu đen nước xoáy, thẳng hướng tụ hồn bát bản thể vọt tới. Thổ ma ngẫu giơ tay lên, một cổ màu vàng cắt bụi bay múa mà dậy, lăng không hóa thành từng mặt màu vàng đất tấm chắn, đón đánh đi lên. Đạc đạc, trầm đục thanh âm lần lượt vang lên, hơn 10 đạo tuyết bạch băng góc đỏ quạch tỏ ý chán ghét, ao ao đánh chung màu vàng đất tấm chắn, tia ánh sáng trắng lóe lên, một lần nữa hóa thành sương mù, bị nước xoáy khẽ hấp mà vào, mà màu vàng đất tấm chắn tựa hồ cũng uy lực hao hết, đảo mắt hóa thành màu vàng cắt bụi, bay trở về đến thổ ma ngẫu trong cơ thể. Thổ ma ngẫu trên tay động tác hào không ngừng lại, từng đạo pháp quyết đánh ra, bắn vào đến không trung tụ hồn bát bên trong, tụ hồn bát lập tức quang hoa đại phóng, mấy trượng đại màu đen nước xoáy bỗng nhiên phóng đại, trong khoảnh khắc biến thành hơn 10 trượng chi cự, hướng về kia chút hít thân cao 2-3 trượng màu trắng xương mù vượn bao phủ xuống đi. Màu đen nước xoáy bên trong, tiếng quỷ khóc đại tác, thanh thế trở nên cực kỳ kinh người. chương 807, đầu gió. Những kia màu trắng xương mù vượn giống như hồ đã có nhất định linh trí, nhìn về phía màu đen nước xoáy trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi ý, chi chi loạn trong tiếng kêu, liền hướng một bên tránh né. Chỉ tiếc động tác của bọn nó mặc dù nhanh, nước xoáy nhanh hơn, màu đen nước xoáy lượn vòng phía dưới, vài con xương mù vượn trốn tránh không kịp, lập tức đã bị nước xoáy xé rách đi vào, tại nước xoáy chung vùng vẫy vài cái, liền hóa thành từng đoàn từng đoàn màu trắng âm vụ, hít vào tụ hồn bát. Tụ hồn bát mặt ngoài hắc sâu kín sáng bóng, càng thêm chói mắt. Nhưng kể từ đó, tựa hồ triệt để chọc giận những kia xương mù vượn, chi chi trong tiếng, càng nhiều là xương mù vượn băng nham bên trong lăng không di động hiện ra, trong tay nắm dài ngắn không đồng nhất băng thương, tức giận kêu to, hướng bên này chen chúc mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi, những này sương mù vượn chiến lược rõ ràng so với cái kia bình thường màu trắng quỷ ảnh yếu cường hãn nhiều lắm, đã hiểu được sử dụng binh khí, hơn nữa thể tích cực đại, cho dù bị tụ hồn bát màu đen nước xoáy bao phủ, cũng có thể dễ dụa vài cái, cũng không phải là không hề kháng cự chi lực. Trước mắt sương mù vượn hàng trăm, chỉ cần dựa vào thổ ma ngẫu chi lực, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Xét đánh một tiếng, một tòa kim lóng lánh như ý bảo tháp bắn ra, đón gió tăng vọt khoảng cách hóa thành mấy trượng cao hoàng kim cự tháp, mặt ngoài hồ quang điện lòe lòe, hóa thành vô số tia chớp, hướng về chen chúc tới xương mù vượn mãnh liệt bổ mà xuống. Những này xương mù vượn tuy nhiên so màu trắng quỷ ảnh yếu cường hãn nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, cứ việc số lượng phần đông, tại như ý lôi quang tháp lôi điện mãnh liệt đánh phía dưới, chỉ là chống cự không ngừng, tiếng sét đánh ở bên trong, hóa thành ti ti màu trắng âm vụ, bị tụ hồn bát màu đen nước xoáy ảo ảo hấp thụ đi vào. Trừ chín cũng không còn nhàn rỗi, ống tay áo run lên, một ngụm màu đồng cổ chuông nhỏ bắn ra, đảo mắt cũng hóa thành mấy trường lớn nhỏ, trên không trung chậm rãi xoay tròn. Cái này chuông đồng nhìn về phía trên đã muốn phá vị rách nát, thậm chí còn có vài chỗ nho nhỏ thiếu tổn hại. Nhìn qua có thể biết ngay, chính là hi hữu đầu cổ. Trừ chín tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm tay phải thực trung hai chỉ vừa nhấc, một đạo thuần dương pháp quyết kích bắn đi ra. Chui vào chuông đồng trong. Đương làm. Một tiếng to dị thường nổ mạnh, từng vòng cơ hồ mắt thường có thể thấy được sóng âm cuồn cuộn ra, mang theo ti ti phản sướng chi âm. Sóng âm nơi đi qua, tựa như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, bất kể là xương mù vượn có lẽ hay là bình thường màu trắng quỷ ảnh, đều đều bị sóng âm chấn vì từng đoàn từng đoàn màu trắng âm vụ, lại cũng khó có thể thành hình. Trên trăm đầu mãnh liệt nhào đầu về phía trước xương mù vượn, thậm chí cũng còn chưa từng tiếp cận tụ hồn bát. Thổ ma ngẫu đều không có lần nữa ra tay, cũng đã bị hễ quét là sạch, nửa đều không thừa xuống. Dùng tiêu phàm cùng chữ chín làm trung tâm, rõ ràng để chống một khối đường kính hơn 10 triệu thanh minh không gian. Tốt Phật môn pháp bảo. Tiêu phàm tự đáy lòng mà tán thán nói. Vị này trừ cửu huynh thật đúng là vị, đa bảo nam, tiêu phàm đã từng thấy qua hắn một hơi tự bảo hai kiện pháp bảo cùng hai kiện pháp khí, trên người đủ loại kiểu dáng bảo vật tầng tầng lớp lớp, thực tế khó được chính là tựa hồ các loại thuộc tính bảo vật đều có. Cái này nhìn như cũ nát cổ chung, kỳ thật có thể nói Phật môn trí bảo, có thể phát ra cùng loại Phật môn sư tử hống đại thần thông. Hắc hắc, cái này tính toán cái gì? Nhiều nhất thời điểm, ta chữ vật vòng tay ở phía trong, chỉ là pháp bảo tựu không còn có 20 kiện. Cấp tột cùng pháp khí vậy thì càng nhiều, sợ không có 3-40 kiện nhiều. Đáng tiếc, trải qua những năm này tiêu hao, đã muốn tổn thất gần nửa liếu tương đương. Trừ chín nói xong, nhịn không được lắc đầu liên tục, tựa hồ có chút phẫn uất. Tiêu phàm không khỏi hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, trừ chín là phú nhị đại, bình thường kim đan tu sĩ, ngoại trừ bổn mạng pháp bảo bên ngoài. Còn có thể nhiều ra một hai kiện hắn hắn pháp bảo đến, coi như là thân gia giàu có liễu tương đương. Vị này mới mở miệng, pháp bảo chính là 20 kiện thật không biết hắn ban đầu ở Nam Châu đại lục thân phận là bực nào hiển hách. Làm không tốt chính là thẳng hàng đại tông môn trọng yếu nhất đệ tử. Thậm chí có có thể là tông chủ trưởng giáo người thừa kế. Nếu không, cho dù Nam Châu đại lục so nhạc Tây chi địa giàu có nhiều lắm, cũng khó có thể mỗi một vị kim đan kỳ tu sĩ đều có thể như thế xa xỉ. Bất quá, ngu huynh pháp bảo tuy nhiều, so về huynh đệ người bảo vật đến, thật đúng là không có vài món có thể lấy được ra tay. Những thứ không nói khác, Người cái này như ý bảo tháp, uy năng tựu to đến thần kỳ, nếu như toàn lực thúc giục lời mà nói, ta xem coi như là nguyên anh tu sĩ cũng không dám lần lượt truy cập. trừ chín nhìn qua không trung đại triển thần uy như ý lôi quang tháp, tấm tắc tán thán nói. Tuy nhiên hắn không biết lôi quang tháp có to như vậy địa vị, nhưng ánh mắt quả thực độc ác dị thường, liếc thấy ra lôi quang tháp bất phàm đến. Tiêu phàm cười nói, đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ, nên vậy còn kém điểm hỏa hậu A. Dùng lôi quang tháp đối với phó kim đan hậu kỳ tu sĩ, tiêu phàm tự nhiên là đầy cõi lòng tin tưởng, nhưng đối mặt nguyên anh tu sĩ, có lẽ hay là không dám quá lạc quan. Chữ chín lắc đầu liên tục, nói ra không kém không kém. Mấu chốt chính là người toàn lực thúc giục cái này pháp bảo, cần tốn hao bao lâu thời gian. Mặc kệ cái đó cái nguyên anh tu sĩ, đều khó có khả năng ngốc núc ních chờ bị đánh đích. Nếu thời gian tốn hao quá dài lời mà nói cái kia xác thực không được nếu như trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn kích phát bảo vật uy lực lại có biện pháp đem nguyên anh tu sĩ giam cầm như vậy nhất thời bán hội lại để cho hắn cứng rắn ngạnh lần lượt thoáng một tí kết quả như thế nào vậy thì thực khó mà nói liễu tương đương trong lúc nói chuyện hai người lại giảm xuống hơn trăm trượng vô số sương mù vượn cùng màu trắng quỷ ảnh lần nữa tự băng nham cùng bạch trong sương mù tuôn ra không biết sống chết mà sông đem tới lôi quang tháp cổ chung cùng tụ hồn bát không lưu tình chút nào, đồng loạt ra tay, trong nháy liền đem chúng hễ quét là sạch, liên tiếp diệt sát ba bốn sóng về sau, tuy nhiên màu trắng quỷ ảnh như trước cuồn cuộn không dứt ong đất ủng mà đến, cao lớn xương mù vượn lại lại cũng không thấy bóng dáng. Những này xương mù vượn đã có cơ bản nhất linh trí, thì không muốn lung tung chịu chết liếu tương đương. Xuống chút nữa mấy trăm trượng, vẫn đang chỉ thấy màu trắng quỷ ảnh vĩnh viễn không biết mệt mỏi không biết sống chết vào tới, không có tái xuất hiện mặt khác quốc gia lợi hại âm quỷ lệ phách, chỉ là âm hàn khí quá nặng, Tiêu Phàm cùng trừ chín đều vận khởi năm sáu thành pháp lực để chống đỡ loại này đến từ địa nguyên ở chỗ sâu trong lạnh vô cùng. Làm cho là như thế, cùng trong truyền thuyết hung hiểm vạn đoan thiên hồn uyên, thật sự khác nhau có chút đại, hữu danh vô thực. Những kia chính thức làm cho người nghe mà biến sắc âm quỷ lệ phách, cho tới nay không thấy bóng dáng. Mà Tiêu Phàm thông qua thiên nhãn đã bắt đầu tại băng tuyết trên vách đá dựng đứng phát hiện một ít hiếm thấy băng thuộc tính linh thảo linh dược, cứ việc còn không bằng bạch cam linh quả cùng băng hải đường, coi như là thượng giai vật liễu tương đương. Trong đó mấy thứ, thậm chí ngay tiêu phàm linh dược viên trung đều không có trồng. Hai người tự nhiên không chút khách khí, đem những này băng thuộc tính linh thảo linh dược đều hái hái xuống, chia cắt cái sạch sẽ. Huynh đệ, có phải là hai ta vận khí quá tốt, cái này thâm uyên lợi hại ra hỏa đều thăm người thân la cả đi cái này một chuyến thật dễ dàng a hát trừ cửu tướng một quả băng thuộc tính linh quả trực tiếp ném vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt mà ăn liên tục bắt đầu đứng dậy đưa mắt nhìn quanh có chút kinh ngạc nói ra tiêu phàm tỉnh táo nói tại không có tìm được băng hải đường trước kia lời này còn khó mà nói nói đúng bất quá xem chừng cũng nên rốt cuộc a à. xuống chút nữa cho dù không có lợi hại quỷ vật đi ra chỉ cần cái này kỳ hàn tựu thật sự chịu không được liếu tương đương trừ cử tướng thuần dương pháp lực lại nhiều phóng suốt hai thành bên ngoài thân hộ thể màn hào quang quang hoa đại phóng đem vẻ này cơ hồ muốn đông lạnh thông thiên mà giá lạnh đều bình chướng bên ngoài sắc mặt đã muốn hơi có chút không lớn thoải mái hai người hạ đến nơi đây ác chiến không có đánh qua pháp lực chân nguyên đã muốn tiêu hao không ít nên vậy cũng sắp liễu tương đương tiêu phàm nói xong đáy mắt lục mang lóng lánh hướng về dưới nhìn lại lập tức nao nao trừ chín không có tu luyện hôm khác ánh mắt thông, thấy thế liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Còn giống như không tới ngọn nguồn, ngược lại là đến đầu gió liễu tương đương. Đầu gió, trừ chín sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hai người giảm xuống tốc độ rất nhanh, như vậy đối đáp vài câu, trừ chín đã muốn thấy được tiêu phàm nói đầu gió. Cái kia là một cái hình tròn đại động, ước chừng hơn 10 triệu đường kính, cuồn cuộn hàn vụ, chính là từ nơi này cái cửa động ra bên ngoài bốc lên. Hàn trong sương mù, vô số màu trắng quỷ ảnh, vặn vẹo dẫy rựa, đập vào toàn tử đi lên trên. Hai người vội vàng đem pháp lực vận đến thập thành, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, không nghĩ qua là sẽ bị cái này cuồng phong hàn sương mù thổi đi liếu tương đương. Cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đi sai phương hướng rồi? Có lẽ hay là địa đồ ghi lại có sai. Trừ chín sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi gắt gao nhìn thẳng này đầu gió. Bốn phía đều đều là bất ngờ băng bích, dày đến hơn 10 trượng vạn năm hàn băng bao trùm lấy, đã đến cuối cùng, không. Nửa mặt khác đường đi. Tiêu phàm cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đã đến tại đây, có tiến không thối. Dù cho thật sự là hoàng tuyển địa phủ, cũng phải xông vào một lần liễu tương đương. Lấy không được băng hải đường, tự giải không được đoạn trường thảo chi độc, giải không được đoạn trường thảo chi độc, cho dù còn sống rời đi lệ thú cánh đồng hoang vu, cũng như trước có lẽ hay là đã bị ân lão quái dùng thế lực bắt ép. Điểm này, là tiêu phàm vạn không có thể dùng nhẫn đích. Ừm, trừ chín trọng trọng gật đầu, lập tức lại nhăn lại hai hàng lông mày. Bất quá như thế nào xong, hay là muốn trước thăm dò thoáng một tí mới được. Không biết gió này khẩu rốt cuộc sâu đậm, đi thông nơi nào, sức gió mạnh như thế, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, đều muốn vận khởi thập thành công lực mới có thể, năng lực miễn cưỡng ổn định thân hình, nếu thật là sông đi vào, 10 phần 78 hội sâu sắc không xong. Cửu huynh muốn muốn như thế nào thăm dò. Trừ chín không nói hai lời, thủ đoạn một phen, một khỏa ngón cái lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu, tại hắn lòng bàn tay quay tròn loạn chuyển, một cổ cường đại vô cùng hỏa thuộc tính linh lực phún dũng ra, cực kỳ cuồng bạo. Ly hỏa, tiêu phàm biến sắc, bật thốt lên kinh hô. Cái này hỏa hồng sắc châu, hắn đã từng xa xa bái kiến, cát lão quái cái kia tên mặt thẹo đệ tử, đã bị cái này ly hỏa sợ tới mức quá sức. Trừ chín có chút vuốt cầm, nói ra đây là ly hỏa phỏng chế phẩm, tuy nhiên chỉ có chính phẩm một thành khoảng chừng gì đó uy lực, nhưng cũng đã rất bá đạo. Ly hỏa nguyên vốn là Nam Châu đại lục bá đạo nhất siêu cấp pháp bảo một trong, ly hỏa tông thân mình công pháp cũng không thế nào xuất chúng, nhiều năm qua chưa bao giờ xảy ra ngộ linh kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào lấy cái này ly hỏa cũng vững vàng đưa thân tại Nam Châu đại lục chính đạo 12 hàng loạt liệt ghê. Tiêu phàm trầm ngâm, nói ra, mặc dù chỉ là phỏng chế phẩm, thực sự di đủ chân quý, cứ như vậy lãng phí rơi, tựa hồ có chút đáng tiếc. Chữ chín ha ha cười một tiếng, nói ra, ly hỏa tuy nhiên chân quý, khoảng chừng gì đó chế tạo ra đến chính là làm cho người ta dùng đích. Chúng ta muốn băng hải đường cứu mạng, chính là vật ngoài thân, cần gì phải để ý. Tiêu huynh đệ, tránh đi chút ít, để cho ta tới thử xem cái này ly hỏa uy lực. Nói xong, trừ cửu khúc chỉ gảy nhẹ, hỏa hồng sắc ly hỏa đạn hướng lấy dưới chân đầu gió, bắn ra. chương 808, ly hỏa ra oai. Tiêu phàm trên mặt có chút biến sắc, dưới chân vừa động, lập tức trước một bên trượt ra hơn 10 trượt, đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, một mực nhìn thẳng dưới phương xương trắng cuồn cuộn đầu gió. Lớn bằng ngón cái ly hỏa, lóe lên liền ẩn vào bạch trong xương mù không thấy tung tích. Trừ chín cũng gắt gao nhìn thẳng đầu gió, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, Ly hỏa tại Nam Châu Đại Lục to như vậy thanh danh, nhưng chính thức thấy tận mắt thức qua ly hỏa uy năng mọi người ít càng thêm ít. Cái này ba khỏa ly hỏa phỏng chế phẩm, tại trừ chín chữ vật vòng tay ở phía trong chờ đợi thật nhiều năm, hôm nay cũng là đầu một hồi sử dụng. Lúc trước đem cái này phỏng chế phẩm bán cho hắn cái vị kia ly hỏa tông nặc danh đệ tử, trịnh mà trọng chi địa khuyên bảo qua hắn, bởi vì vật ấy uy lực thật sự quá mạnh mẽ, một khi ra tay về sau, ít nhất muốn thoát ra năm ngoài 10 trường, mới có thể bảo chứng an toàn. Đây là gần kề tương đương với chính phẩm một thành khoảng chừng gì đó uy lực thứ đẳng phỏng chế phẩm, chính phẩm ly hỏa cũng không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng đích. Nếu không, ly hỏa kiếp nổ thời điểm, dùng kim đan kỳ tu sĩ độn nhanh chóng, tung tính toán toàn lực hướng phương hướng ngược nhau phi độn, cũng tuyệt đối phi không xuất ra ly hỏa, bạo tạc nổ tung uy năng phạm vi, chỉ có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận. Tu sĩ cũng có thể đem ly hỏa kiếp nổ thời gian kéo dài, nhưng bởi như vậy, địch người đồng thời có đầy đủ thời gian bỏ chạy. Ly hỏa tông đệ tử, bình thường đều tu luyện có đặc thù nào đó pháp môn, có thể đem ly hỏa kiếp nổ về sau đối với mình thân thương tổn giảm xuống một ít. Vì vậy bọn hắn tại sử dụng ly hỏa thời điểm, so bình thường tu sĩ vừa muốn an toàn vài phần. Đương nhiên, cái này cái gọi là an toàn cũng là tương đối mà nói đích, tại ly hỏa bạo tạc nổ tung uy năng trung tâm khu vực, mặc cho ai đều là hữu tử vô sinh ly hỏa tông đệ tử giảm xuống ly hỏa thương tổn pháp môn, chỉ có tại bạo tạc nổ tung uy năng ảnh hướng đến biên giới khu vực mới có tác dụng. Cho nên bình thường mà nói, ly hỏa là làm là siêu cấp đại sát khí, tại đại hỗn chiến thời điểm sử dụng, uy lực to lớn, lệnh tất cả địch thủ không rét mà run. Tại nhiều lần chính ma đại trong chiến đấu, ly hỏa đều có thượng giai biểu hiện, diệt sát yêu ma vô số. Bất quá, ly hỏa chế tác khó khăn, điều kiện chi hà khắc cũng là trên đời nổi tiếng nhất là luyện chế lúc nguy hiểm trình độ, lại càng làm cho người trong lòng run sợ. Nhiều năm qua, chết vào ly hỏa, luyện chế quá trình ly hỏa tông nguyên anh kỳ đã ngoài đẳng cấp cao tu sĩ, nhiều vô số kể. Thậm chí có chút ít ly hỏa tông nguyên anh kỳ trưởng lão, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa chính phẩm ly hỏa đến, ngược lại tùy thời đều có chết chi nguy. Tiêu phàm cùng chử chín cũng không đợi đợi quá lâu, đầu gió trong vụ hải, bỗng nhiên nhấp nhoáng một đoàn ánh sáng, ngay từ đầu cũng không thế nào thấy được, sau một khắc tựu trở nên cực kỳ trói mắt lóe sáng giống như một vòng kiêu dương bỗng nhiên ra hiện tại cái này cực hạn thâm uyên phóng xạ ra vạn trượng hào quang vốn là giống như thực chất giống nhau đậm đặc cho hết toàn bộ hóa không mở màu trắng âm vụ mãnh liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy coi như nấu phí nước sôi theo ánh lửa phún rũng ra ở giữa không trung hình thành một đóa cực lớn màu trắng mây hình nấm oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh thẳng đến lúc này mới truyền ra dù là tiêu phàm cùng trừ chín đều đều tu vi tinh thâm cũng bị cái này nổ mạnh chấn toàn thân loạn chiến phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị dung chuyển rồi run không ngừng ngay sau đó một cổ sóng lửa tử mây hình nấm bên trong mang tất cả ra đem nồng đặc màu trắng âm vụ hế quét là sạch lộ ra một cái cự đại chỗ trống đến mặc dù chỉ là lóe lên tức thì tiêu phàm thiên nhãn thần thông vận dụng đến mức tận cùng có lẽ hay là liếc thấy đến đầu gió phía dưới dĩ nhiên là một cái kỳ quái lưu ly thế giới đủ loại hình thù kỳ quái băng chùy băng trụ băng biêu khắp nơi đều có, địa huyên, bên trong thần có mặt ở khắp nơi âm vụ, tại đầu gió phía dưới lưu ly trong thế giới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rõ ràng có khắc động thiên, âm âm nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, sóng lửa không ngừng quay cuồng, theo âm vụ cuộn tất cả lên. Ngay cả là tại đây, địa huyên, nơi cực sâu, bốn phía đều đều là kỳ hàn vô cùng âm vụ cái bọc, lại cách xa nhau hơn 10 trượng bên ngoài, tiêu phàm cùng trừ chín như trước có lẽ hay là cảm thấy nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt, đem hai người hộ thể màn hào quang đều cháy sạch từng đợt bốc lên, ẩn ẩn có biến hình ý. Thấy như vậy uy năng, ngay trước sau như một tiêu sái trừ chín, cũng hoảng sợ biến sắc, trong miệng thầm nói, 50 trưởng. Ngô ý nói đúng là, năm đó tên kia ly hỏa tông đệ tử thật sao có chút khinh người, nếu là ở bình thường trong hoàn cảnh, 50 trưởng khoảng cách, chỉ sợ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không phải chân tránh khoảng cách an toàn cho dù không bị sóng lửa đốt thành cho bụi, cũng tuyệt đối sẽ đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nếu như hãm thân tại ly hỏa, bạo tạc nổ tung trung tâm khu vực, không chỉ nói là kim đan kỳ tu sĩ, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, một mực chú ý đầu gió tình hình tiêu phàm, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, như ý lôi quang tháp bắn ra, lên đỉnh đầu xoay quanh lấy, phóng xạ ra vạn đạo ngân quang lóng lánh hổ quang điện, đưa hắn cùng trừ chín lượng mọi người bao phủ hắn xuống. Đồng thời giơ tay lên, đem thổ ma ngẫu thu vào xanh biếc trong giới chỉ. Thân thể trầm xuống, liền hướng phong trong miệng bay đi. Trong lúc này, ly hỏa uy lực sắp hao hết, đầu gió nồng đậm xương trắng, lại có khép lại dấu hiệu, đúng vậy cổ lực lượng lần này tiêu so sánh thời điểm, cực lớn đầu gió, lộ ra một tia khe hở. Mặc dù cách hỏa đạn uy năng chưa hoàn toàn biến mất, phía dưới như trước nóng rực vô cùng, nhưng loại này còn sót lại uy năng, tự mình không có khả năng đối với hắn lưỡng tạo thành thực chất tính uy hát yêu ta Tiêu phàm chính thức để ý đích, có lẽ hay là đầu gió cái kia cổ cường đại vô cùng cụ phong lực. Quả nhiên, hai người vừa mới vừa vào nhập đầu gió, lập tức đã cảm thấy đắc thân thể trầm xuống, không khí chung quanh trở nên kiên hơn kim thiết, theo bốn phía hướng lôi quang tháp phóng xạ lôi quang cháo đẻ ép mà đến, bất quá một lát trong lúc đó, lôi quang cháo liền hồ quang điện trợt hiện, một bộ khó có thể trèo chống quá lâu bộ dạng. Hai người trầm xuống tốc độ cũng thoáng cái trở nên vô cùng chậm rãi. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn một phen, màu đỏ sầm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, tiêu phàm hai tay nắm chặt trường đao, toàn thân pháp lực như nước vỡ đê, điên cuồng dũng mãnh vào đến ly hỏa thần binh bên trong, trong khoảng khắc, hỏa diễm đao thật dài ngọn gió phía trên, liền liệt diễm bốc hơi, lóng lánh ra nguyên một đám màu ngân bạch ký hiệu. Viêm linh chém Tiêu phàm quát lên một tiếng lớn, hai tay đột nhiên chém ra, một cổ nóng bỏng vô cùng sóng lửa, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Chữ chín sắc mặt lại là biến đổi. Theo tiêu phàm chui, này trường trong đao, hắn vậy mà cảm nhận được cùng ly hỏa cùng loại đồng nguyên khí tức. Cứ việc xa không bằng ly hỏa bá đạo như vậy dị thường, nếu bàn về khí tức chính tông hùng hậu, tựa hồ tiêu phàm binh khí vẫn còn tại ly hỏa phía trên. Chui, này kiểu dáng cổ quái trường đao, tuyệt đối là chính tông nhất ly hỏa thần binh. Tiêu phàm trên người bảo vật tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi một dạng tựa hồ cũng lai lịch phi phàm, có cực lớn vô cùng tiềm năng. Viêm linh chém một đao chém ra, bốn phía vẻ này kiên hơn kim thiết áp lực, bỗng nhiên biến mất đắc không còn một mảnh, ngay không gian chung quanh đều phảng phất phát ra và nước loại chấn động. Tiêu phàm cùng chử chín không nói hai lời, nhắc tới đàn điền chân nguyên, lập tức đem độn nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, hướng về đầu gió phía dưới phi rơi mà xuống. Tiêu Phàm sớm dùng Thiên Nhãn thần thông thấy minh bạch, gió này khẩu độ dày cũng không quá lớn, mượn nhờ Ly Hỏa uy năng, lại dùng Viêm Linh chi lưới kiếm chém, trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà đã muốn xuyên ra đầu gió, đi tới Tiêu Phàm vừa mới bài kiên chính là cái kia kỳ quái lưu ly thế giới. Bốn phía vách núi dày đặc băng tinh trong, vây quanh lấy từng khối nguyệt quang thạch, lóng lánh lấy nhu hòa sáng bóng đem chọn cái dưới mặt đất sơn động chiếu dọi đắc giống như ban ngày giống nhau, bất quá là cái loại này trắng noãn sắc thái, mang theo vô biên âm hàn ý, cùng gian ngoài ánh mặt trời sáng lạn hoàn toàn bất đồng. Băng hải đường, bạch cam linh quả, trừ chín lên tiếng kinh hô, trên mặt lập tức lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn. Tự trong lòng đất sơn động cuối cùng vách núi phía trên, sinh trưởng nước cờ trùng trồng bất đồng linh hoa linh quả, ngoại trừ nhóm tên thẳng hàng bia vật bạch cam linh quả cùng bọn họ nhu cầu cấp bách băng hải đường bên ngoài, còn có vài chủng trồng băng thuộc tính linh hoa linh quả, cũng cực kỳ hiếm thấy, luận quý hiếm trình độ, chỉ so với bạch cam linh quả cùng băng hải đường lược tốn, bắt được bên ngoài đi, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Cửu huynh, chậm đã. Tiêu phàm lại thấp giọng nhắc nhở một câu, ánh mắt theo những kia linh hoa linh quả thượng vượt qua, đứng ở vách núi phía dưới hai cỗ thi hải phía trên. Trừ chín cũng không phải hạng người bình thường, không cần tiêu phàm nhắc nhở, lập tức cũng phát hiện cái này cổ thi thể, trong miệng cười hắc hắc, nói ra quả nhiên có chút trò, ta liền cho nói không dễ dàng như vậy. Một đường đi tới, tuy nhiên chưa nói tới thập phần thoải mái, nhưng mà ngoại trừ vừa rồi phá giải cái kia đầu gió giam cầm chi lực mất một phen tay chân bên ngoài, hai người xác thực chưa bao giờ gặp đặc biệt gì khó chơi quỷ vật, cùng thiên hồn uyên đại danh đỉnh đỉnh hoàn toàn không hợp. Hôm nay băng hải đường cùng bạch cam linh quả gần ngay trước mắt, không khỏi quá thuận lợi chút ít. Cái này hai cỗ thi hài, tự có vẻ đặc biệt chướng mắt. Đây là cổ thây khô, đều đều một thân trường bào màu đen, cùng nhạc Tây Quốc đại đa số ma tu không sai biệt lắm cách ăn mặc, bởi vì thi thể sớm đã khô héo, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, chỉ có thể theo ăn mặc thượng đại khái phán đoán là hai nam nhân. Cửu huynh, cái này cổ thi thể, có chút không đúng. Tiêu phàm thấp giọng nói ra, ống tay áo run lên, thập mấy cái trận kỳ cùng trận bàn trước bốn phía bắn ra, rất nhanh liền ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Tiêu phàm vậy mà không chút do dự ở chỗ này bày ra hoa đào ảo trận. Chữ chín nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra quả thật có điểm cổ quái. Nơi đây như thế băng hàn thấu xương, ngay không khí đều tốt tượng bị đống kết giống nhau. Cái này cổ thi thể, lại trở thành bộ dáng như vậy, hẳn là bị quái vật gì hút khô rồi toàn thân máu huyết. Nếu không nghe lời, ở loại địa phương này, thi thể cho dù đặt thượng một vạn năm, cũng có lẽ hay là hội trông rất sống động, tuyệt sẽ không tượng như bây giờ, biến thành cổ thây khô. Chứng kiến bọn hắn trên cổ tay chữ vật vòng tay sao? Trừ chín lập tức lại hỏi. Cổ thi thể đen nhánh cổ tay thượng, đều phủ lấy một cái chữ vật vòng tay, bên hông còn dắt linh thú hoàn. Giờ này khắc này, trừ chín tự không phải đỏ mắt cái này cổ thây khô di vật. Chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn đều không động, có thể thấy được hấp sao sao đám bọn họ máu huyết quái vật, cảm thấy những vật kia đều không dùng được. Đương nhiên không biết vẽ vời cho thêm chuyện ra đi thu những này chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, tùy ý chúng tiếp tục lưu lại chỗ đó. Lệ quỷ, cơ hồ là đồng thời, hai người não hải chi chung đô hiện ra cái từ này đến. Hấp nhân hồn phách máu huyết, cho tới nay, đều là ma tu cùng quỷ đạo sở trường trò hay. Không ít tà ma ngoại đạo tông môn, thì có loại này huyết tinh vô cùng pháp môn tu luyện. chương 809, Lệ Quỷ Đã đến nơi này, tại sao không đi tụi bay muốn mấy cái gì đó đâu này. Một cái đầy thanh âm, rất đột ngột mà vang lên, phân không rõ là nam có lẽ hay là nữ, chợt đông chợt tây, rất mờ ảo hơn nữa khiến từ đặt câu trong lúc đó cũng không thập phần nối liền tựa hồ thật lâu không cùng người ta nói lời nói bỗng nhiên mở miệng có chút phạm cả năm tiêu phàm cùng chữ chín lắp bắp kinh hãi một cái tiện tay thả ra lôi quang tháp cái khác tác chính là tế ra cái kia khẩu cũ nát cổ chung tại hai người đỉnh đầu trầm xuống khẽ phồng mà lơ lửng lấy bảo ta rít lóng lánh cổ chung tác chính là gợn sóng không sợ hãi không có nửa điểm tiếng động hắc hắc các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì sợ ta ăn là các ngươi sao? Đây thanh âm tiếp tục tại lưu ly thế giới tiếng vọng, lời nói rõ ràng so lúc trước muốn lưu loát nhiều lắm liễu tương đương. Các hạ người phương nào? Chữ chín lạnh lùng hỏi, thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Nếu là ở gian ngoài, như thế giả thần giả quỷ ra hỏa, cửu công tử không? Nhất chào đón, khẽ vươn tay tựu cho bắt được đến. Chỉ tiếc nơi này đối với thần niệm chi lực áp chế quá mức lợi hại, loại này cũng không thế nào cao minh ảo thuật, rõ ràng cũng có thể tại cửu công tử trước mặt thoải mái mà thi triển đi ra. Người, người cảm thấy ta là người sao? Hi hi, ta thật là người. Ai ngờ chữ chín lại tầm thường bất quá một câu hỏi thăm, vậy mà khiến cho cái kia đầy thanh âm vô hạn, cảm khái, thậm chí nghe đi lên còn có chút ý vui mừng. Chữ chín cười lạnh một tiếng, nói ra, mà kể các hạ là người hay quỷ, đã muốn cùng chúng ta tâm sự, vậy thì mời hiện thân đi ra, giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, tính toán cái gì. Ta một mực tại đây a à là các ngươi nhìn không thấy ta. Đầy thanh âm như trước cười hì hì nói ra. Chữ chín lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Hắn trước kia theo không nghĩ tới, sẽ ở thiên hồn uyên thâm nơi đụng phải như vậy quỷ vật, tựa hồ cùng trong truyền thuyết lệ quỷ hung hồn một trời một vực. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, trong khoảnh khắc tổ khám phá cái này lòng đất lưu ly thế giới không ít ảo giác, bất quá giống như cũng không phải là con người làm ra bố trí, mà là cái này thế giới dưới lòng đất tự nhiên tự tồn tại đích, về phần nơi này vì sao lại có loại này ảo giác xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, lại nào biết đâu rằng nguyên nhân. Chỉ là tiêu phàm lại chưa từng chứng kiến cái này đầy thanh âm chủ nhân, rốt cuộc tàng hình nơi nào. Các ngươi là đến hái bạch cam linh quả cùng băng hải đường A. Linh quả đang ở đó bên cạnh, chính các ngươi đi hái là được rồi, không có người ngăn đón các ngươi tiêu phàm cùng chử chín liếc nhau, không khỏi đều nở nụ cười. Cái này quỷ vật nếu không phải quá nhàm chán, chính là linh trí quá thấp. Rõ ràng sẽ nói ra ngây thơ như vậy lời nói đến. Tại đây nguy cơ tứ phía dưới mặt đất lưu ly thế giới, không có triệt để làm tinh tường tình huống trước kia, ai hội thật sự vì tiện đi ngắt lấy linh quả. Coi như là lại người tham lam, cũng sẽ không như thế liều lĩnh. Bóng đen lóe lên, hắc lân theo linh thú hoàn ở phía trong một nhảy ra, trên chán cái kia một nắm lông trắng gian bắn ra một cổ đen nhánh hắc mang, suy, mà thoáng một tí liệt bạch thanh âm chuyển đến, ước chừng hai trượng bên ngoài một chỗ không gian bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo bạch sắc bóng dáng hét lên một tiếng, theo vỡ tan trong không gian bắn ra. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, lôi quang tháp quang mang chấp thước, một đạo sáng long lanh lôi hồ, hướng về kia đạo màu ngà sữa bóng dáng mãnh liệt đánh mà đi. Hắc lân là tiêu phàm bổn mạng linh sủng, hai người trong lúc đó tâm ý tương thông trình độ, xa không phải nuôi dưỡng mặt khác yêu thú có thể so sánh, lẫn nhau phối hợp, ăn ý dị thường. Hắc lân vừa mới xé rách không gian, sớm đã vận sức chờ phát động tiêu phàm cùng một thời gian liền bắn ra một đạo lôi hồ, cơ hồ không có trước sau khác biệt. Nhưng mà cái này nhìn như tất chúng một kích, rõ ràng còn là rơi vào khoảng không. Lôi hồ lâm thể lập tức, bóng trắng bỗng nhiên kỳ quỷ muôn dạng mà bóp méo thoáng một tí, khó khăn lắm lánh mở đi ra, một cái chấp động gian, đã đến mấy trượng có hơn, nhìn như chậm chạp, kỳ thực động tác mau lẹ vô cùng. Ngươi là người xấu. Liền vào lúc này, cái kia đầy thanh âm lại vang lên, tựa hồ trở nên cực kỳ phẫn nộ. Phải không, các hạ muốn đánh lén ta trước đây, tại hạ chỉ là tự vệ, đảo biến thành người xấu. Liền vào lúc này, trong hư không bóng đen lóe lên, một đen nhánh tỏa sáng quỷ trảo, bỗng nhiên di động hiện ra, năm đầu ngón tay nhọn, lóng lánh lấy làm lòng người quý tử vong hàn mang, vừa vừa phù hiện đi ra, quỷ trảo lại là một hồi vặn vẹo, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cũng đã tại tiêu phàm trước mặt hiện ra. Lưng sắt con bọ ngựa cận chiến tốc độ, đã muốn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cái này quỷ trảo tốc độ, vậy mà so lưng sắt con bọ ngựa càng tốt hơn, tiêu phàm thậm chí ngay một điểm phản ứng thời gian đều không có, cái này quỷ trảo cũng đã bắt được trước người. Suy, mà một tiếng giòn vang. Tiêu phàm trước ngực áo bào trắng bị bén nhọn quỷ chảo ôm đồm ra năm cái đại động, quỷ trào nơi đi qua, áo bào trắng thượng nước sơn đen như mực, nằm ngón tay phía trên, dường như đựng hiếm thấy kịch độc. Tiêu phàm, ô hay, mà hét lớn một tiếng. Hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, một cổ cơ hồ mắt thường có thể thấy được nhũ bạch sắc quang mang, lập tức đem quỷ trào cái bọc trong đó, mặc cho quỷ trào như thế nào dẫy rụa vặn vẹo, đều không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt. Đen nhánh quỷ trảo đã bị hạo nhiên chính khí sinh sinh xé rách thành vô số mảnh nhỏ, lại hóa thành ti ti khói đen tiêu phàm tay vừa lộn, tụ hồn bắt nắm trong tay, nhìn trời dương lên, màu đen gió lốc mang tất cả chỗ, khói đen bị hấp thu đắc sạch sẽ. Người đây là cái gì pháp bảo? Trong hư không, cái kia đầy thanh âm bỗng nhiên hét rầm lên, trong giọng nói, tựa hồ hơi có chút hoảng sợ. Tiêu phàm hào không thèm nhìn, gấp vội cúi đầu hướng chính mình ngực nhìn lại, chỉ thấy phá toái áo bảo trắng phía dưới, lộ ra xanh biếc nhan sắc, đúng vậy hắn được từ miêu cương hoa đào trại trùng vương động bảo y, bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng, linh trùng tông truyền thừa trí bảo. Giờ phút này hôm nay tầm giáp mềm mỏng phía trên, cũng hiển lộ ra năm cái màu đen giấu móng tay, bất quá chính đang nhanh chóng trở thành nhạt, sau một lát tự biến mất không thấy gì nữa. Thiên tàm giáp mềm mỏng như trước lục oánh oánh ních, ánh sáng như mới. Tiêu phàm trên trán không khỏi chảy ra ti ti mồ hôi lạnh. Từ đặt chân tu chân giới đến nay, đây là đầu hắn một hồi gặp được nguy hiểm như vậy tình hình nếu như không phải dán người mà cái này bảo y chỉ sợ lần này chính là liệt bụng chi nguy tiêu huynh đệ không sao a à. Chữ chín vội vàng hỏi thật sự vừa rồi hết thảy phát sinh đắc quá nhanh không chỉ nói cứu viện thậm chí ngay xảy ra chuyện gì tình huống đều không có thấy thập phần minh bạch tiêu phàm cũng đã tại quỷ môn quan đi một lần trở về tiêu phàm lắc đầu sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng đây không phải thuấn di đây là không gian thần thông. Chữ chín trầm giọng nói ra, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Cái này thế giới dưới lòng đất quỷ vật, vậy mà hiểu được không gian thần thông, theo ý nào đó mà nói, bọn hắn cái gì thậm chí đã ở vào quang bị đánh không thể hoàn thủ hoàn cảnh. Ngươi dám bị phá hủy cánh tay của ta, ta muốn ngươi để mạng lại bồi. Đầy thanh âm nhịn không được kêu to lên. Thoáng qua trong lúc đó, vô số đen nhánh quỷ trảo, tại hai người quanh người di động hiện ra, bất quá những này quỷ chảo nhan sắc muốn nhạt nhiều lắm, phiêu tán ti ti từng sợi sương mù, xa không bằng lúc trước con quỷ kia chảo như vậy có, huynh hướng cảm xúc. Mưu mẹo nham hiểm, nhưng chỉ lần này thôi. Tiêu phàm cười lạnh nói. Tiếng sét đánh ở bên trong, như ý lôi quang tháp kim quang đại phóng, vô số tia chớp chút xuống mà xuống. Đúng lúc này hậu, những kia quỷ chảo một hồi vặn vẹo. Tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, cả thế giới dưới lòng đất một mảnh gào khóc thảm thiết, Hằng hà quỷ trảo may mắn thế nào ghé vào tia chớp phía dưới, lập tức hắc mang loạn tránh, xương mù cuồn cuộn. Quỷ trảo tại tia chớp oanh kích hạ, ao ao hóa thành khói đen, đảo mắt lại bị quét sạch đắc không còn một mảnh. Trong hư không, truyền đến thống khổ đến cực điểm tiếng thét chói tai. Meo. Hắc Lân bỗng nhiên một tiếng kêu hô, thân thể run lên, vô số hắc mang tự hắn trên người bộ lông bên trong bắn ra, hội tụ thành một đạo thô như nhi cánh tay màu đen cột sáng, ầm ầm đánh chúng chữ chín dưới chân cách đó không xa một khối đất trống. Lại là một tiếng thống khổ thét lên, một đạo bạch sắc bóng dáng tự dưới mặt đất chui ra, một cái vặn vẹo, tự trốn được mấy trượng có hơn, toàn thân xương mù quay cuồng, tựa hồ bị thương không nhẹ. Quát lạnh trong tiếng, chữ chín ngón tay dương lên, một đạo pháp quyết bắn vào giữa không trung cổ trung bên trong. Đương làm, hồng trung đại lữ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng cả thế giới dưới lòng đất, từng vòng sóng âm khuếch tán mở đi ra vừa mới né tránh đến mấy trượng có hơn cái kia đạo bạch ảnh, chỉ tới kịp kêu thảm thiết nửa tiếng, liền tại sóng âm bên trong từng khúc vỡ vụn, hóa thành ti ti từng sợi xương mù màu trắng, tiêu tán ở vô hình. Dưới mặt đất lưu ly thế giới, thoáng cái trở nên thập phần yên tĩnh, chỉ còn lại có đỉnh đầu đầu gió vù vù minh tiếu thanh âm. Tiêu phàm cùng chữ chín liếc nhau, đều có chút bán tín bán nghi. Cái này hiểu được không gian thần thông hung quỷ lệ phách, chẳng lẽ cứ như vậy bị tiêu diệt rồi tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với chính mình thần thông, đều thập phần tự tin, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia hai cỗ hắc y nhân thi thể, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhiều năm trước kia, là có thể hạ đến cái này lòng đất lưu ly thế giới đích, tuyệt đối không phải là tầm thường tu sĩ, ít nhất cũng có trong kim đan hậu kỳ tu vi, thậm chí người đều có hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng rất bình thường. Như vậy hai người, chết ở nơi này, cái này lưu ly thế giới hung quỷ lệ phách, như thế nào dễ dàng như vậy bị diệt sát rơi. Tiêu phàm trừ chín lại tự tin, cũng sẽ không cho là chính mình so cùng giai tu sĩ cao minh quá nhiều. Các người thật sự để cho ta tức giận. Không đợi hai người theo kinh nghi bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia đầy thanh âm, lại lần nữa vang lên, so sánh với lúc trước càng thêm bén nhọn, tựa hồ trở nên thập phần phẫn nộ, lập tức một tiếng giết minh vang lên. Không tốt, Tiêu phàm trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Chỉ thấy ông ánh sáng long lanh vách núi cùng lưu ly đoàn đoạt mục chính là ngọn nguồn, vô số màu trắng bóng mở chui ra, tựu giống như đứng ở một cái nấu phí súp trong nồi, bốn phía khắp nơi đều ra bên ngoài bốc lên bọt khí. Chỉ có điều trong nháy mắt, những này bọt khí tự ngưng tụ thành tất cả cầm trong tay băng lăng màu trắng xương mù vượn, cùng nguyên một đám tư thái khác nhau bóng người, lờ mờ, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận. Đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây bắt đầu đứng dậy điều đó không có khả năng. dù là trừ chín dũng khí cái gì hào thấy thế cũng không khỏi đắc trận mắt há hốc mồm trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng ý sợ hãi bình thường xương mù vượn cùng quỷ ảnh đương nhiên sẽ không để cho cửu công tử vẻ sợ hãi biến sắc dưới mắt xuất hiện những này xương mù vượn cùng quỷ ảnh thình lình có không kém gì chúc cơ kỳ tu sĩ linh lực chấn động cứ việc đại đa số đều chỉ tương đương với chút cơ sơ kỳ tu sĩ cảnh giới nhưng số lượng như thế phần đông lại hung hãn không sợ chết. Nếu như cùng một chỗ Giota ít đem tới, tung tính toán trừ chín cùng Tiêu Phàm Tu Vi cao tới đâu, đó cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi đích. Khó trách bọn hắn xuống thời điểm, một đường thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bao nhiêu trở ngại, nguyên lai thiên hồn nguyên chủ lực cũng đã tập trung đến nơi này. Cục diện thoáng cái trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chương 810, ảo trận vây hãm địch. Đi. Tiêu Phàm không nói hai lời, một tiếng gào to, dưới chân độn quang cùng một chỗ liền hướng phía sau thổi đi. Những kia sương mù vượn cùng quỷ ảnh như trước tại liên tục không ngừng mà theo băng bích cùng dưới mặt đất chui đi ra, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại nghỉ. trong đó thậm chí còn xuất hiện linh lực chấn động tương đương với chúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ sương mù vượn lập tức đem tiêu phản cuối cùng một điểm may mắn chi tâm đều triệt để dội tắt liếu tương đương. tại đây nơi cực hàn chỉ là chống cự giá lạnh cũng đã muốn hao phí không ít pháp lực, lại cùng cái này vô cùng vô tận quỷ vật chém ghiota es cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không có bất kỳ mặt khác khả năng. Trừ chín tranh đấu kinh nghiệm, chỉ có tại hắn phía trên, so với hắn càng thêm minh bạch cục diện hiểm ác trình độ, lúc này không nói một lời, cùng tiêu phàm đồng thời hướng lui về phía sau tránh. Muốn đi, không biết là đã quá muộn sao. đây thanh âm vui cười lấy, bỗng nhiên gian, gần đây rất nhiều. Nhóm đầu tiên hiện lên xương mù vượn, ào ào đã giơ tay lên bên trong băng thương, gào thét lên hướng bên này ném mà đến. Mặc dù chỉ là tương đương với chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, trên dưới 100 đầu đồng loạt ra tay, thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Đang tại hướng lui về phía sau lại tiêu phàm cùng chữ chín không thể không đè lại độn quang, trước đem cái này một lớp thế công đứng vững nói sau. Đương làm, chữ chín có lẽ hay là tế ra có chút cố nát cổ chung, Phật môn sư giống thần công phát ra, từng vòng sóng âm đi qua tất cả ném mà đến băng thương tại sóng âm trung phá toái thành vô số vụn băng, bị nhất quyền mà diệt. Thậm chí sông đến quá gần phía trước vài đầu xương mù vượn, đã ở sóng âm bên trong thân thể bạo liệt, hóa thành ti ti xương mù. Mãnh liệt mà đến xương mù vượn đại quân, vì một trong đốn. Chữ chín sắc mặt thoảng qua tái đi, lập tức lại khôi phục bình thường. Có thể thấy được đem ra sử dụng chỗ ngồi này cổ chung, xác thực hao tổn rất lớn chân nguyên. Bình thường mà nói, uy lực càng lớn pháp bảo, hao phí chân nguyên cũng càng lợi hại. Hi hi, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Phải ở chỗ này, chúng ta đều là bất tử chi thân. Người có bản lĩnh đem chúng ta đều gợi yêu ta sạch tốt rồi, hắc hắc. Đây thanh âm nói ra, mang theo rõ ràng khinh miệt ý. Phải không, đem các người đều gợi yêu ta sạch, có lẽ có độ khó. Nhưng chỉ cần gợi yêu ta ngươi người một cái, cũng không phải làm không được không đợi trừ cửu khai khẩu, tiêu phàm đã tại một bên nhận lấy câu chuyện, lạnh nhạt nói ra, nhấc tay vừa nhấc, một cổ vừa thô vừa to tia chớp, bỗng nhiên đánh chúng trừ chín bên người không xa một chỗ đất trống. Trong tiếng thét chói tai, một cái màu trắng quỷ ảnh bắn ra, tình hình có chút chật vật. Cái này quỷ ảnh một bên cùng trừ chín ngôn ngữ dây dưa, một bên lợi dụng không gian pháp môn, vụ IGTA mà ẩn nấp tiếp cận, muốn ám thì đánh lén. Kết quả bị tiêu phàm thoáng cái tự khám phá hành tung, tế lên lôi điện chi thuật, hung hăng cho nó đến một gia hỏa. Vốn là quỷ ảnh ẩn nấp thần thông thập phần rất cao minh, chỉ có hắc lân có thể phát giác phá giải được, bất quá tiêu phàm có hắc lân chỉ điểm, tăng thêm thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, rốt cuộc cũng phá giải quỷ ảnh ẩn nạc thuật. Dù sao cái này quỷ ảnh cũng không có nắm giữ chính thức không gian thần thông, chỉ là có một chút lợi dụng không gian chi lực thiên phú mà thôi. Nếu không nghe lời, tiêu phàm nhất định phải muốn tế ra, đỉnh càn khôn, đến đúng địch liễu tương đương. Ta muốn gỡ yêu ta ngươi. Lần nữa bị bài trừ ẩn nạc thuật quỷ ảnh rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, âm thanh kêu lên, thân hình ở giữa không chung một hồi vặn vẹo, như vậy biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc tự quỷ dị mà ra hiện tại tiêu phàm trước mặt. Quỷ ảnh thân hình quá mức phiêu hốt, lúc trước tiêu phàm cùng chữ chín đều chưa từng nhìn rõ ràng diện mục thật của nó, hôm nay gần trong gang tắc, tiêu phàm tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy cái này quỷ ảnh giống như người bình thường chiều cao, thân hình cùng mặt khác quỷ vật đồng dạng, là do nồng đậm âm vụ ngưng kết mà thành, nhưng so tất cả quỷ vật thân thể đều muốn dày đặc nhiều lắm, cơ hồ giống như thật thể giống nhau, nhìn về phía trên cũng không có gì thần kỳ chỗ. Bất quá quỷ ảnh diện mạo, lại đang không ngừng mà biến ảo bên trong, là hai bất đồng trung niên nam tử gương mặt, một cái tai to mặt lớn, nhục đoàn đoàn đích, cái khác tắc chính là khuôn mặt gầy gò, dưới hàm ba tròm dâu dài. Quỷ ảnh diện mạo ở này hai nam tử gương mặt trong lúc đó không ngừng mà, stop đê. Đổi. Tiêu phàm lập tức tự hiểu được, cái này hai trung niên nam tử, khẳng định chính là xa xa cái kia cổ thây khô. Bị quỷ ảnh cắn nuốt thần hồn máu huyết về sau, quỷ ảnh trong thần thức, thì có có quan hệ trí nhớ của bọn hắn, vốn là vô hình không thể quỷ ảnh, tự nhiên mà vậy tự huyễn hóa ra bọn hắn khi còn sống khuôn mặt. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không phải miệt mài theo đuổi những điều này thời điểm. Quỷ ảnh không thèm để ý chút nào tiêu phàm lôi điện chi thuật đối với nó khắc chế, tự như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện mà lấn đến tiêu phàm trước mặt, một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Có lẽ chính như hắn nói, chỉ cần tại đây thế giới dưới lòng đất, những này quỷ vật đều là bất diệt chi thể. Nguyên vốn là do lạnh vô cùng âm khí ngưng tụ mà thành, chỉ cần âm khí không dứt, quỷ vật liền vĩnh sinh bất diệt. Tiêu phàm cũng không cùng hắn chính diện ngạnh bính, dưới chân vừa chợt thân thể sau này phi tốc thối lui. Người không chạy thoát được đâu. Quỷ ảnh đây mà cười lạnh một tiếng, như bóng với hình loại đuổi tới. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, vậy mà mất đi tiêu phàm thân ảnh. Lại nguyên lai chút bất chi bất giác, quỷ ảnh đã bị dụ dỗ vào tiêu phàm sáng sớm bố trí xuống hoa đảo huyễn trong trận. Cửu huynh, tận lực ngăn lại mặt khác quỷ vật, kéo dài thêm một chút thời gian. trừ chín trong tai, vang lên tiêu phàm trầm thấp truyền âm thanh âm. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng quỷ ảnh đều bỗng nhiên không thấy, trừ chín sớm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm là muốn bắt giặc bắt vua. Cái này, địa Uyên ở chỗ sâu trong quỷ vật thật sự nhiều lắm, bất tử bất diệt, hiện tại duy nhất một đường hy vọng chính là chế trụ cái này linh trí đã mở quỷ ảnh, có lẽ liền có thể hiệp thiên tử dùng lệnh chư hầu. Cứ việc Tiêu Phàm đối với hoa đảo ảo trận rất có lòng tin, vốn lấy trước dùng ảo trận vây khốn đều đều là sinh động sinh linh, coi như là yêu thú kỳ trùng cũng có một chút linh trí, về phần phải chăng có thể vây khốn vô hình không thể quỷ vật, vậy cũng tự khó nói. Huống chi nơi này quỷ vật thật sự quá nhiều, cho dù hoa đào ảo trận uy lực lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng kiên trì không được nhất thời bán hội. Tốt, ta tới ngăn lại chúng, bất quá người động tác phải nhanh lên một chút. Trừ chín không chút do so dự gật đầu đồng ý, nhưng lập tức lại tăng thêm một câu. Trên người hắn bảo vật tuy nhiều, cũng chỉ có cái này khẩu cổ chung đối phó quỷ vật chi thuộc hữu hiệu nhất dùng hết lần này tới lần khác đem ra sử dụng cổ chung vừa muốn hao phí đại lượng pháp lực chân nguyên, tung tính toán chữ chín là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, xa so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực muốn hùng hậu nhiều lắm, cũng sợ chính mình chi không căng được quá lâu. Ta làm hết sức, tiêu phàm thấp giọng nói ra, ngữ khí thập phần thành khẩn. Chữ chín gật gật đầu, nếu không nói lời nói, ánh mắt phung mạnh, nhìn qua tiếp tục chen chúc mà đến xương mù vượn cùng bóng trắng, hét lớn một tiếng, thực trung hai chỉ vừa nhấc một đạo pháp quyết đánh vào cổ trung bên trong. Đương làm, sóng âm nơi đi qua, vô số xương mù vượn cùng bóng trắng bị chấn đắc từng khúc vỡ vụn, hóa thành xương mù màu trắng, bị lòng đất cùng vách núi khẽ hấp mà vào. Liệu đến không lâu về sau, những này âm khí lại hội lần nữa ngưng kết thành mới quỷ vật, sinh sôi không ngừng. Người đây là cái gì? Là ảo thuật sao? Quỷ ảnh hãm thân tại hoa đào huyễn trong trận, đột nhiên không thấy tiêu phàm tung tích, Thực sự hào không kinh hoàng, ngược lại nhiều hứng thú mà đánh giá đến mọi nơi tình hình đến, trong miệng phát ra đầy thanh âm, tựa hồ có chút nghi hoặc đối với phán đoán của mình giống như không có gì tin tưởng. Tiêu Phàm trong nội tâm vui vẻ. Xem ra cái này quỷ vật tuy nhiên cắn nuốt nhân loại tu sĩ tinh hồn, cho nên mở ra linh trí, nhưng hiển nhiên, linh trí cũng không rất cao. Dù sao tại đây thế giới dưới lòng đất, đối với quỷ vật mà nói, hết thảy đều rất đơn thuần. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, chúng bản thân là rất khó sinh ra đời chính thức linh trí đích. Nhiều nhất thì ra là có đơn giản một chút bản năng, còn không biết cần phải đi qua bao nhiêu năm từ từ tích lũy. Như vậy quỷ vật, so sánh với những kia chính thức âm minh lệ quỷ, trung quy muốn dễ đối phó nhiều lắm. Là ảo trận, ngươi không phải tinh thông không gian thần thông sao, vậy ngươi tới bắt ta tốt rồi. Tiêu phàm thanh âm, tại quỷ ảnh bên người vang lên, chợt xa chợt gần, rất mờ ảo, vậy mà giống nhau quỷ ảnh lúc trước đối phó thủ đoạn của bọn hắn. Người muốn theo ta tỉ thí sao? Tốt, ta cùng ngươi chơi, chờ ta ngoạn cú liễu, ăn nữa rơi người tinh hồn. Người giảo hoạt như thế, người tinh hồn nhất định bị lúc trước hai người kia tinh hồn rất tốt ăn. Quỷ ảnh chẳng những không có bị chọc giận, ngược lại cao hứng bừng bừng mà kêu lên, thân hình một hồi vặn vẹo, liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, tự vô thanh vô tức mà thông qua ảo trận cấm chế chi lực, ra hiện tại tiêu phàm trước người tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Cái này quỷ ảnh linh trí có lẽ không cao, thiên phú thần thông nhưng bây giờ không giống tiểu khả, hoa đào ảo trận tựa hồ đối với hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có quá lớn tác dụng. Không đợi quỷ ảnh có bước tiếp theo động tác, tiêu phàm thân hình nhoáng một cái, lại mất đi tung tích. Lần này, tiêu phàm thẳng nhận được ảo trận ở trung tâm, tay trái nhất quyết, miệng lầm bẩm tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh ra, đem trong huyễn trận tâm mạnh nhất cấm chế chi lực đều đồng loạt mở ra. Đồng thời kim quang lóe lên, như ý lôi quang tháp tự trong cơ thể hắn bắn ra, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Tiêu phàm ngón tay vừa nhấc một đạo pháp quyết đánh vào bảo trong tháp, lôi quang tháp khẽ run lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa, cũng ẩn vào ảo trận trong cấm chế. Vừa mới làm xong những này chuẩn bị, huyễn trong trận một hồi chấn động, quỷ ảnh lại đã thoải mái đột phá ảo trận tầng một cấm chế, cách trong huyễn trận trung tâm đã muốn không xa. Cái này quỷ ảnh thiên phú thần thông, quả nhiên trời sinh có thể bài trừ đại bộ phận ảo trận cấm chế. Cùng lúc đó, ảo trận bên ngoài, trừ chín lại há miệng hét lớn, lập tức đương làm, một tiếng vang thật lớn, cổ trung lần nữa phát huy, đem cuồn cuộn không dứt vào tới xương mù vượn cùng bóng trắng diệt sát một đám, lập tức thân thể thoảng qua nhoáng một cái, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt liên tiếp không ngừng mà khu động cổ chung, đã muốn làm cho chữ chín cảm thấy ăn không tiêu. Những kia xương mù vượn cùng bóng trắng, lại không sợ hãi chút nào, thoảng qua hỗn loạn một hồi, liền một lần nữa sông đem đi lên, trên trăm miếng thật dài băng thương, hướng về chữ chín hung hăng quăng đến. Chữ chín hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, muốn lần nữa khu động cổ chung, lại chỉ thấy bên người màu vàng cắt bội nhất quyển, thổ ma ngẫu di động hiện ra, mở ra đi nhanh, liền hướng lấy chen trúc mà đến xương mù vượn cùng bóng trắng sông tới, trong tay ánh sáng màu vàng chấp động, hai thanh màu vàng đất cự trùy lăng không hiển hiện. Thổ ma ngẫu vùng vẩy cự trùy, xoáy lên từng đợt cuồng phong, phàm là vào tới phụ cận sương mù vượn cùng bóng trắng, 10 phần 7 tám bị cái này cuồng phong nhất quyền mà vào, thân thể bạo liệt, hóa thành xương mù. Số rất ít cá lọt lưới, xuyên qua thổ ma ngẫu cự trùy dơ lên cuồng phong, ao ao bổ nhào vào thổ ma ngẫu trên người, thổ ma ngẫu lại không thèm để ý chút nào. Cần biết quỷ vật thôn vệ thần hồn máu huyết tuyệt kỹ, đối với sinh động sinh linh có tác dụng, thổ ma ngẫu cũng là vật chết, không có chút nào huyết nhục, tự nhiên nửa phần cũng không ý kỵ, chỉ lo vung vẩy song trùy, đánh nhau kịch liệt không thôi. Đắc lần này giúp đỡ, trừ chín vừa mới nâng lên ngón tay, lại để xuống, nhẹ nhẹ thở vào một cái, vội vàng móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả đan dược nuốt vào trong bụng, tận lực lợi dụng một chút như vậy giảm sóc thời gian, đến khôi phục tiêu hao quá kịch chân nguyên pháp lực. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 810